Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 41. Vạn cửu khung còn bỏ cả trăm vạn cân nguyên thạch thượng phẩm để mua rất nhiều. Không có ngoại lệ, tất cả đều lỗ. Lỗ nặng. Đáng chết, sao thằng nhóc đó may mắn quá vậy, vạn cửu khung vô cùng khó chịu, thù hận cũng được đổ hết lên đầu Trần Đức, thằng danh chết tiệt, khiến tôi lỗ cả trăm vạn. Ây, 15 vạn cân nguyên thạch lại sạch bách rồi. Bồng bột quá. Xúc động quá rồi. Sau một hồi lỗ nặng, cuối cùng bọn họ cũng tỉnh táo lại, đồ ngon không hề dễ kiếm được, bọn họ chờ đâu đó 2 tiếng nữa, cổ nguyên mới lại được rót vào thiên tự các rồi. Những người này, cả bó tuổi rồi mà vẫn còn bồng bột như thế, Trần Đức bất đắc dĩ lắc đầu, không thể hiểu nổi. Ha ha, nhóc Trần, có điều này cậu không biết, tuy là đám người đó mấy vạn tuổi, nhưng có nhiều người. Chỉ số thông minh chỉ dừng lại ở mấy chục tuổi thôi. Trong số họ, có người vừa ra đời đã bắt đầu tu luyện, bắt đầu bế quan, rất ít khi ra ngoài để trải nghiệm hồng trần. Hồn Châu hiền lành dễ gần, thong thả nói, còn nữa, trong đó đa số, bọn họ đều nằm xuống 99% rồi, không cực một phen thì phải nói lời từ giã cõi đời, cậu nói xem họ không xúc động làm sao được. Cũng đúng. Trần Đức cũng hiểu, người đã già rồi, vì thế bào trong người thoái hóa, tâm trạng cũng thay đổi. Khó tránh khỏi đôi lúc hồ đồ. Nhóc Trần, còn khoảng 1 tiếng nữa là loạt cổ nguyên mới sẽ được rót về, đừng đi vội, chờ cổ nguyên mới đến chúng ta có thể thử vận may, tranh thủ thời gian này, tôi sẽ giải thích một số kiến thức về cổ nguyên cho cậu, được chứ? Được. Trần Đức cười đồng ý. Sau đó, hai người bắt đầu đi đạo trong thiên tự các, từ đầu đến cuối Trần Đức vẫn dùng con mắt thấu thị đế quan sát. Cổ nguyên xung quanh, anh phát hiện. Tuy mình không thể nhìn xuyên qua cổ nguyên nhưng vẫn thấy được những điều kỳ lạ trong cổ nguyên. Ví dụ đá xoài lúc trước có 30 mấy đường đại đạo vây quanh. Mà trong thiên tự các này, anh đã đi dạo rất lâu cũng không tìm thấy cổ nguyên có số lượng lớn đại đạo vây quanh giống vậy. Đại đa số đều là 1-2 đường, thậm chí còn có một vài loại ngay cả một đường cũng không tính, rất nhiều quy tắc đại đạo không lành lặn. Thật ra thì cho dù thuật pháp cổ nguyên nào, lựa chọn thần thông, kỹ xảo, võ kỹ cổ nguyên cũng được, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, đúng lúc, Hồn Châu nói, cuối cùng chính là nhìn rõ cổ nguyên, nhìn rõ trong đó có đại đạo thiên địa hay không, nếu có thì có bao nhiêu. Nhưng muốn thấy rõ thì tương đối không dễ dàng, còn phải xem thấy rõ bao nhiêu, chính là khó lại càng thêm khó, Hồn Châu cảm khái nói, 10 năm nay tôi luôn ở đây, mặc dù có thể nhìn trộm một chút, nhưng vẫn chỉ hiểu được bề ngoài. Nói đến đây. Bên ngoài Trần Đức bình tĩnh, nhưng thật ra nội tâm đã nổi lên gọn sóng kinh hãi, ngay cả tim cũng đập nhanh, cả người không tự chủ được liền dừng bước. Xem quy luật đại đạo. Quy luật đại đạo của những cổ nguyên này anh nhìn thấy rất rõ ràng. Chẳng lẽ, cũng không phải anh không thể nhìn thấu, mà những cổ nguyên này quá đặc thù, cho nên chỉ có thể phán đoán thông qua phương thức đại đạo. Cưỡng ép suy đoán và chấn động trong lòng, cõi lòng Trần Đức tràn đầy mong đợi, khao khát hỏi. Hồn lão tiền bối, tại sao những thuật pháp quan sát cố nguyên kia là xem đại đạo? Quy luật đại đạo chứng tỏ bên trong có bảo vật hay không? Không sai. Hồn Châu đương nhiên không biết trong lòng Trần Đức đang nghĩ gì, gật đầu tự nhiên, hai chữ cổ nguyên, chữ cổ đại diện thời gian, chữ nguyên ý là ngọn nguồn. Ngọn nguồn của trời đất là đại đạo, hình thành cổ nguyên cần thời gian rất dài, đồng thời rất nhiều cơ duyên thích hợp mới hình thành một viên. Cố nguyên. Đặc biệt là những thứ nghịch thiên kia, muốn gìn giữ thời gian dài, chính là hy vọng mong manh, mà những bảo vật kia phải gìn giữ, đại đạo thiên địa cần, đương nhiên càng nhiều càng đặc. Với cái này thì có thể suy đoán ra đồ tốt xấu trong cổ nguyên, đương nhiên. Cũng có một vài đồ vật nhìn qua thấy đại đạo rất nhiều, thậm chí bề ngoài đá có ấn ký đại đạo, còn nữa, khoét mặt bề ngoài liền có đại đạo quấn quanh, thật ra thì đồ bên trong cực kỳ rẻ, nhưng những thứ này có thể dễ quan sát. Thậm chí đại đạo dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, tỷ lệ có bảo vật bên trong càng cao. Nhưng mà những thứ mắt thường có thể nhìn thấy kia, rõ ràng bên trong có bảo vật cao cấp, gần như đều bị những thế lực đào cổ nguyên kia cầm đi, sẽ không mang ra bán, mà mình tự cắt, lấy. Được bảo vật cầm đi bán đấu giá. Thì ra là như vậy. Đến đây, Trần Đức cuối cùng đã hiểu. Không phải anh không thấy nhìn thấu, mà là cổ nguyên đặc thù. Phương thức nhìn thấu thể hiện ra khác nhau. Điều này cũng có thể giải thích tại sao anh nhìn rõ những gì bên trong đá kia đều là rác rưởi,
không có đại đạo quấn quanh, anh đều có thể nhìn thấu, còn có thứ đồ gì tốt. Để chứng minh suy nghĩ chính xác hay không, trong thời gian tiếp theo, Trần Đức luôn quan sát những người xuống tay mua cấu nguyên, đồng thời cũng chọn lựa ra các loài đồ vật khác nhau để làm thí nghiệm. Sự thật chứng minh, phán đoán của anh không sai. Trần Đức kích động. Kích động thật sự. Vốn tưởng rằng lần này sẽ về không công, hoặc nhờ Tiếu Y mới có thể tìm được đồ tốt, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ như vậy. Chỉ tiếc, đồ thiên tự các còn dư lại không nhiều, đá tốt thật sự đã được chọn hết từ lâu, còn loại giống đá xoài, Trần Đức thật sự đụng vào đại vận, phải biết rằng loại đá này, mấy chục năm, trên mấy trăm năm, ngàn năm hiếm gặp một lần. Nếu thật sự thường xuyên xuất hiện, những thế lực lớn và thổ hào lớn sẽ mua toàn bộ thiên tự các đúng không? Thế cứ cắt ra một thứ đồ giống như quả huyết ngọc tử hải cũng sẽ không thua thiệt, huống chi còn cắt ra một thứ bảo vật khác. Trong khoảng thời gian Trần Đức làm thí nghiệm, người của thiên tự các ngày càng nhiều, rất nhanh, không chỉ có lão giả tuổi xế chiều, còn có rất nhiều cường giả không kém gì vạn cửu khung, thậm chí còn có người mặc đồ hoàng đường lộng lẫy, tướng mạo trẻ tuổi. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là trông trẻ tuổi. Trên thực tế nhỏ nhất cũng mấy trăm tuổi rồi. Người 30 tuổi như Trần Đức đi ra còn ít hơn so với gấu mèo, căn bản không thể nhìn thấy. Hôm nay là cố nguyên lên hàng mới, lại gặp hội họp bồng lai, thiên tự các ngược lại còn náo nhiệt hơn rất nhiều so với trước kia, hồn châu xúc động, ông ta đã lâu rồi không nhìn thấy thiên tự các nhiều người như vậy. Toàn bộ thiên tự các chỉ có một tầng, diện tích 20-30 ngàn mét vuông, mà lúc này, quét mắt nhìn qua, rõ ràng có thể nhìn thấy người qua lại cực kỳ náo nhiệt. Đúng vậy, hội họp thành bồng lai lần này có rất nhiều cường giả đến đây, những người đó đều không nghèo, hôm nay lại là ngày lên đồ mới, đương nhiên muốn qua thử chút may mắn. Trần Đức cười, anh cũng cực kỳ mong đợi cổ nguyên mới sắp lên. Có sự giúp đỡ của mắt nhìn thấu, có lẽ còn có thể thấy được không ít bảo vật. Đối với người khác mà nói, những cổ nguyên này có thể là đánh cược. Đối với anh mà nói, những cổ nguyên này hoàn toàn chính là máy ATM đặt trước mặt. Anh có thể không mong đợi, không kích động sao? Thời gian chậm chậm qua đi, người trong thiên tự các càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, lông mày Trần Đức nhướng lên, lại nhìn thấy hai người quen cũ từ ngoài cửa. Chiến thần Quách Khai và người phụ nữ ngực to ăn mặc thiếu vải Sở Kiều. Thật là xui xẻo một, Quách Khai cũng nhìn thấy Trần Đức, cười lạnh một tiếng. Giống như nhìn thấy thứ đồ bẩn thỉu gì đó, mặt đầy chán ghét, còn tưởng rằng hắn có đầu rụt cổ ở hương mãn viên rồi chứ, không ngờ còn lén đến đây. Đúng vậy, cũng không biết tiểu bạch thú kia làm sao, cứ đi theo một kẻ nhát gan như vậy, Sở Kiều che miệng cười khẽ. Quách Khai cười nói, đâu chỉ là nhát gan, ha ha, còn không biết tự biết thân biết phận chút nào, hơn 30 tuổi chơi cổ nguyên. Chắc sẽ lổ đến mức mẹ hắn cũng không nhận. Ra mất. Hai người anh một câu tôi một câu, giọng nói không thấp, truyền vài tai Trần Đức rất rõ, không hề để ý đến suy nghĩ của anh, có thể nói cực kỳ phách lối, không chút kiêng kỵ. Trần Đức bất đắc dĩ, đúng là đi đến đâu cũng có thể gặp hai con ruồi này, nhưng nghĩ cũng bình thường thôi, Quách Khai thân là chiến thần Đại Triệu, địa vị ở Đại Triệu chắc chắn không thấp, nguyên thạch càng không thể thiếu, đến thành thạch là chuyện rất bình thường. Anh không có thời gian quan tâm đến hai người. Bởi vì... Lúc này một giọng nói dễ nghe đã vang khắp toàn bộ thiên tự các, chư vị đạo hữu, cố nguyên của thiên tự các sắp lên hàng mới, nhóm cố nguyên mới đã được đưa đến quảng trường cố nguyên, các vị có thể đi đến quảng trường cố nguyên trước để lựa chọn cố nguyên mình mong muốn. Giọng nói này còn chưa dứt, một vài vị khách cũ đã quen đường, cùng đi về một phía. Đồng thời có thể nhìn thấy, phía trước không xa xuất hiện 6 chiếc cửa phong truyền tống hiện đại đã được cơ giới hóa. Quảng trường Cố Nguyên nằm ngay sau cửa truyền tống, Hồn Châu dẫn theo Trần Đức xuyên qua đám người, đi về phía cửa truyền tống gần nhất. Xuyên qua cửa, chưa đến 10 cái hít thở, trước mặt bọn họ sáng lên, xuất hiện trong một thung lũng lớn. Xung quanh thung lũng là 4 ngọn núi cao đến 5-6 ngàn mét, điều kỳ lạ là núi cao được khắc thành hình người, 3 nam 1 nữ, nam như thần, cực kỳ thần võ, uy nghiêm. Nữ như tiên, tựa ảo mộng. Dáng vẻ 4 người điêu khắc rất sống động, đứng sừng sững giữa mây, dường như thật sự đang sống, như người thật trước mắt, kỹ thuật cao siêu khiến người ta kinh ngạc, rất nhiều người lần đầu đến đây, nhìn thấy 4 pho tượng này đều không khỏi cảm khái. Công trình lớn như vậy, cho dù là cường giả đích thân điêu khắc cũng phải cần thời gian dài. Giữa 4 pho tượng thì là một thung lũng,
thung lũng rất lớn, chứa cả triệu người cũng không thành vấn đề gì, mà trung tâm thung lũng lúc này bày đủ các loại cổ nguyên lớn nhỏ không đồng nhất, phân tán xung quanh. Mỗi một viên cổ nguyên toát ra ánh sáng không giống nhau, đủ dáng đủ màu, hào quang tỏa sáng. Một phần cổ nguyên xung quanh thậm chí có một vài đại đạo thiên địa rất rõ ràng, bao vây theo quy luật trật tự. Rất nhiều người sau khi đi vào, việc đầu tiên chính là khởi động các loại trận pháp, thủ đoạn để chọn lựa cổ nguyên, ôm đồm nhiều việc, mua một vài cổ nguyên hiện rõ đại đạo, không kịp chờ đợi đã cắt ra. Có người kiếm được, có người lỗ. Nhưng, cuối cùng là không xuất hiện thứ gì khiến người ta kinh động. Hồn lão tiền bối, người khác bốn bốn pho tượng này có lai lịch gì, Trần Đức đang đi trong đám người, anh không gấp gáp đi chọn cổ nguyên, mà nhìn pho tượng cao 4-5 ngàn mét kia, có chút tò mò hỏi. Bốn người này đương nhiên là có lai lịch lớn, Hồn Châu cười khanh khách nói, thấy người đàn ông cao nhất tóc ngắn, cưỡi trâu đen, mắt hai con ngươi chưa. Ông ta tên Đinh Nghi, trời sinh mắt có hai con ngươi, có thiên phú tu luyện cực kỳ kinh khủng, mắt hai con ngươi có thể xem núi sông, tra địa mạch, ông. Ta đã từng ở Thiên Tự Các mở ra một con trâu đen xuất thế, khi tím hạ xuống 30 ngàn vạn dặm, chìm ngập toàn bộ thành Bồng Lai, Thiên Tự Các liền khắc dung mạo của ông ta ở đây để làm kỷ niệm, mà con trâu đen đã kia trở thành vật cưỡi của ông ta. Năm nay Đinh Nghi cũng 2000 tuổi, đã gia nhập Thánh Địa Âm Dương một trong 3 thánh địa viễn cổ lớn, năm đó từ cổ nguyên cắt ra trâu đen, đã 1000 năm rồi, 1000 năm trước ông ta là cường giả Lăng Thiên Đỉnh Phong. 1000 năm trôi qua không biết đã sớm trưởng thành đến bước nào rồi. 9 thế gia viễn cổ lớn và 9 thánh địa viễn cổ lớn, 12 gia tộc này sớm đã thoát khỏi là người bình thường, không phải cấp bậc như Hồn Châu thì không tiếp xúc được, tin tức nhiều hơn ông ta cũng không biết. Người đàn ông cao thứ hai kia tên là Trần Thọ, người này đến từ nhà họ Trần, thế gia viễn cổ, bố hắn ta là gia chủ của nhà họ Trần, Trần Thập Chiến, 2000 năm trước hắn ta cất ra một thanh kiếm từ trong cổ nguyên. Như cậu thấy đấy, phối kiếm do đỉnh núi khắc ra, chính là hình dạng của kiếm đó, toàn thân màu vàng, lúc cắt ra, quanh thân kèm theo 9 con rồng vàng lớn bao quanh, vì vậy kiếm đó được đặt tên là kiếm Thánh Long. Cô gái thứ 3 cũng đến từ Thánh Địa Viễn Cổ, tên là Tử Tô, lão phu may mắn từng gặp một lần, thứ có thể miêu tả cô ta, tôi chỉ có một câu thôi. Cô gái này chỉ có trên trời, nhân gian hiếm thấy tin tức. Dáng vẻ của Hồn Châu giống như nhớ lại năm đó. Tuổi đã lớn nhưng mặt phẳng đỏ lên, nhắc đến, năm đó khi gặp cô ta, tôi còn duy trì dáng vẻ trẻ tuổi, mà bây giờ, hơn 2-3 ngàn năm qua, khí huyết tôi đã khô héo, thành cặn bã liễu khô. Khụ, lão tiền bối, sau khi uống quả huyết ngọc tử hải, tôi tin ông có thể tiến thêm một bước, thọ nguyên lại tăng, Trần Đức ho khan, cắt đứt hồi tưởng của Hồn Châu, lão tiền bối, cô ta cũng cất ra thứ gì sao? Không có. Hồn Châu lắc đầu. Cô ta có thể điêu khắc ở đây là vì cô ta quá mạnh, quá xinh đẹp, quá mức kiểu diễm. Trần Đức. Xinh đẹp thật tốt. Trần Đức cảm thán, nhưng anh cũng rõ, loại xinh đẹp mà Hồn Châu nói chắc là vô cùng không tầm thường, không chỉ đơn giản là đẹp, nhất định có chỗ khác người. Tử Tô. Trần Đức đã nhớ cái tên này. Thứ người thứ tư cắt ra, chắc hẳn là quần áo trên người hắn, nhìn người thứ tư, Trần Đức hỏi, độ cao của người thứ tư kia thấp nhất. Trên người cũng không có gì đặc biệt, duy chỉ có bộ quần áo bằng tơ tằm kia cực kỳ nổi bật, chói mắt. Không sai. Hồn Châu gật đầu, bộ quần áo trên người hắn tên là Kim Tằm Ti Giáp, bao trùm toàn thân, do tơ tằm kim tạo thành, là cực phẩm trong cực phẩm, nếu như lão già tôi mặc nó, cho dù người hơn tôi 2-3 cảnh giới lớn cũng chưa chắc có thể gây tổn thương đến tôi. Kinh khủng như vậy, Trần Đức kinh ngạc. Có thế được khác ở đây, làm sao là loại bình thường được, chỉ tiếc. Thằng nhãi đó quá cao ngạo, ngày thứ 3 nhận được bảo vật đã chết oan chết uổng, Kim Tằm Ti Giáp không rõ tung tích, vì vậy Thiên Tự Các không khác ánh mắt của hắn. Thì ra là như vậy. Nghe xong câu chuyện của 4 người, Trần Đức hỏi, nói cách khác, chỉ cần mở ra đồ tốt chân chính thì có thể lưu lại tượng ở đây. Ừ. Hồn Châu gật đầu, đồ càng tốt thì tượng càng cao, Thánh Địa Thiên Nguyên sau lưng Thiên Tự Các sẽ rời đến núi này, khắc thành tượng. Trên quảng trường cổ nguyên đã chuyển đến mấy trăm ngàn loại cổ nguyên, từng tu sĩ giống như dạo quanh thị trường, chọn lựa, không ngừng cắt đá. Trong sân không ngừng bộc phát ra âm thanh kêu vang và tiếc hận. Sau khi Trần Đức tìm hiểu qua 4 người kia, anh không lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị bắt đầu chọn cổ nguyên. Trên quảng trường, cổ nguyên mới vận chuyển đến quả thật quá nhiều,
trong đó phần lớn nhìn qua đều là lưu quang tuyệt trần, thực chất mua phải cũng lỗ, nhưng có một vài quy luật đại đạo tương đối nhiều, không tệ, nhưng so với giá bán thì kiếm không được bao nhiêu, phần lớn đều không phải thức ăn của Trần Đức. Hoặc không ra tay, hoặc phải cố gắng. Thằng nhóc, có Cố Nguyên nhìn chúng không, trong đám người, Vạn Cửu Khung đi ra, cậu cắt ra quả huyết ngọc tử hải, chứng tỏ vận khí không tồi, có dám đánh cược với tôi không? Ồ, chân mày Trần Đức cau lại, hứng thú, đánh cược như thế nào? Rất đơn giản, hai ta mỗi người chọn một quả cổ nguyên, ai mở ra đồ tốt, đương nhiên người đó thẳng, về tiền đặt cược, có thể là nguyên thạch, cũng có thể là đồ vật khác, Vạn Cửu Khung nhìn thấy Trần Đức có ý đáp. Ứng, âm thầm cười nhạt, quả thật là trẻ con không biết trời cao đất dày, dựa vào may mắn mở ra dược liệu cực phẩm, còn thật sự tưởng rằng mình hiểu thuật pháp cổ nguyên. Lần này ông ta chính là muốn dạy dỗ cho Trần Đức khó quên suốt đời. Tiền bối Vạn, tôi không đánh cược đâu, Trần Đức lắc đầu, ông quá mạnh, nếu thắng chơi xỏ, vậy chẳng phải tôi cũng hết cách với ông. Dứt lời. Trần Đức quay đầu muốn rời đi. Vạn Cửu Khung nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng ngăn lại, nếu để mặc Trần Đức rời đi, làm sao ông ta có thể thắng nguyên thạch của anh. Thằng nhãi, cậu yên tâm, nơi này là Thiên Tự Các. Người dám ở đây gây chuyện không có mấy ai, Vạn Cửu Khung tôi cũng không dám, huống hồ cậu thấy bên đó không? Bên đó có một nơi làm chứng, chúng ta chỉ cần qua đó làm chứng xong, lần cược thạch này sẽ được Thiên Tự Các che chở, nếu ai đổi ý, Thiên Tự Các ắt sẽ truy cứu đến cùng. Vậy sao? Trần Đức đi qua bên đó, đúng là có không ít người qua đó cược thạch. Thằng nhóc Trần, đừng đánh cược với hắn, Vạn Cửu Khung đến từ Sơn Trang Huyền Phược. Sơn Trang Huyền Phượng có thành tựu cực kỳ sâu sắc với cổ nguyên, bản thân hắn cũng là cao thủ trong đó. Một bên, Hồn Châu có ý tốt nhắc nhở, ông ta cũng cho rằng Trần Đức có thể cắt ra quả huyết ngọc tử hải, hoàn toàn là dựa vào may mắn. Có câu nói, người nhờ vào may mắn, rất nhanh dựa vào thực lực thì sẽ mất đi. Hồn Châu không muốn Trần Đức đi đánh cược. Tôi chuẩn bị đi thử một chút, Trần Đức cười, sao mà anh lại không biết Vạn Cửu Khung cố ý muốn xử lý mình. Nhưng anh cũng nhìn chúng ví tiền của Vạn Cửu Khung rồi. Tùy tiện lấy ra một khoản 10 triệu cân nguyên thạch. À, nói nhầm, là lão đại, loại lão đại này nếu Trần Đức bỏ qua, đó chẳng phải sẽ hối hận cả đời. Sau đó, anh quay đầu nói với Vạn Cửu Khung, tiền bối, nếu đã vậy thì chúng ta bắt đầu đi, ông chọn trước hay tôi chọn trước? Ha ha, tôi đã chọn xong rồi. Vạn Cửu Khung lấy ra một viên cổ nguyên, biểu tượng của cổ nguyên kia cực tốt. Bên ngoài từng đường vân bao quanh, hình dáng có hơi giống trẻ sơ sinh, châu quang bảo khí, tỏa ra ánh sáng chói lọi, không tầm thường. Trần Đức nhìn cổ nguyên. Sáu đường đại đạo bao quanh. Đúng là tương đối khá. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là khá mà thôi. Trần Đức quét qua một miếng cổ nguyên, tiện tay nhặt một hòn đá, trùng hợp lại là đá xoài, nhưng lớn hơn một chút so với đá xoài trước kia, giá cả cũng giống nhau, 30.000 cân nguyên thạch thượng phẩm. Hồn Châu nhìn thấy anh lại chọn đá xoài, đang định nói gì đó, nhưng Trần Đức đã nói trước, lão tiền bối không cần nói nhiều, tôi tự có sắp xếp. Tôi, được rồi, Hồn Châu bất đắc dĩ, chỉ đành ngậm miệng. Ha ha, thằng nhài, tôi khuyên cậu nên đổi cái khác đi, đá xoài mặc dù nói có thể mở ra không ít đồ vật, nhưng tuyệt đối sẽ không có đồ tốt, có thể ngay cả khi cậu mua nó, nguyên thạch tiêu hết cũng không kiếm lại được nữa, Vạn Cửu Khung nói. Ngược lại ông ta không phải có ý tốt nhắc nhở, mà chắc chắn Trần Đức không thể nào đánh cược qua được mình, cho anh thêm một cơ hội thì có làm sao. Cái này không cần ông quan tâm, Trần Đức cười nhạt nói, chúng ta đi chứng thực đi. Nói xong, Trần Đức đi về chỗ làm chứng trước. Vạn Cửu Khung cũng đi theo. Bọn họ nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều người, suy cho cùng Vạn Cửu Khung chính là cao thủ cược nguyên, sở dĩ ông ta giàu có như vậy không chỉ vì đến từ Sơn Trang Huyền Phượng. Mà là vì ông ta có nguyên thuật cao siêu, thường xuyên cực nguyên với người khác, 10 trận thắng 9. Trần Đức thì sao, hơn nửa canh giờ trước đã mớ ra quả huyết ngọc tử hải, cũng đã hấp dẫn nhân vật trước mặt. Hai người bọn họ đánh cược, đương nhiên có không ít người thấy. Có kịch hay đế xem rồi, không biết hai người bọn họ cược cái gì. Dám đánh cược với Vạn Cửu Khung, đây khác gì biểu nguyên thạch. Cái tên Vạn Cửu Khung thường xuyên mua bảo vật từ người khác. Lại thắng nguyên thạch thông qua đánh cược. Đúng vậy, thằng nhóc kia thảm rồi. Tôi thấy chưa chắc, có lẽ nào cậu thanh niên kia thật sự là nguyên thuật cao siêu không? Anh đùa gì chứ,
anh thấy viên đá trong tay hắn chưa, đá xoài, lại là đá xoài, giống dáng vẻ hiểu nguyên thuật không? Một vài tu sĩ vốn cho rằng Trần Đức có khả năng thật sự hiểu nguyên thuật nhìn thấy đá xoài trong tay Trần Đức cũng không khỏi lắc đầu, hoàn toàn thất vọng rồi, cảm thấy anh mở ra quả huyết ngọc tử hải chỉ là dựa vào may mắn. Suy cho cùng. Nói như thế nào đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đá xoài ở bên ngoài thiên tự các quả thật không tính là cổ nguyên, nhưng nơi này là thiên tự các, cổ nguyên vốn có giá cao ngất ngưởng, đá xoài ở đây chính là rác rưởi. Một đám người đi theo hai người Trần Đức đến chỗ làm chứng. Chỗ làm chứng, một lão giả cười khanh khách tiến lên nghênh đón, quen thuộc hỏi Vạn Cửu Khung, anh Vạn, không biết tiền đặt cược lần này của anh là gì? Ha ha, lão Triệu, phải hỏi người anh em này chứ, cho hắn quyết định, tránh cho chư vị nói tôi ỷ lớn hiếp nhỏ, Cửu Vạn Khung mang theo 10 phần tự tin. Được, lão giả được gọi là lão Triệu quay về nhìn về phía Trần Đức, anh bạn nhỏ, không biết cậu và anh Vạn cược cái gì? Nguyên thạch hay thứ khác? Trận thứ nhất cược nguyên thạch, đánh cược trước một chút, 100.000 cân nguyên thạch thượng phẩm, thế nào, Trần Đức hỏi, giống như thật sự sợ thua nên rất cẩn thận. 100.000 cân, sắc mặt Vạn Cửu Khung cứng lại, thằng nhóc, đây cũng quá ít rồi. Không ít, 100.000 cân nguyên thạch đó, đại đa số người cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều như vậy trong mấy trăm năm, huống hồ đây vẫn là tân đánh cược đầu tiên, không phải sao, Trần Đức nói. Cũng được, nhưng, đánh cược nhỏ như vậy tôi cũng không dùng đến viên đá sơ sinh này, Vạn Cửu Khung đổi một miếng cổ nguyên, nhìn toàn thể còn bình thường hơn rất nhiều so với đá sơ sinh. 100.000 cân nguyên thạch thượng phẩm, đối với Vạn Cửu Khung mà nói quả thật quá ít, chút nguyên thạch thượng phẩm này còn không xứng ông ta dùng đến đá sơ sinh. Chút nguyên thạch như vậy, nếu là bình thường, Vạn Cửu Khung cũng lười đánh cược. Nhưng, lần này ông ta biết trên người Trần Bát Hoang còn có ít nhất 2 triệu cân linh thạch thượng phẩm, đồng thời cũng biết rõ tâm tính của một tay cờ bạc, 100.000 nguyên thạch này khi mà thua, anh ắt sẽ không cam lòng, còn muốn đánh cược ván thứ hai. Đến lúc đó, ông ta chiếm giữ vị trí dân dắt, nhắc chuyện tăng giá cũng không muộn. Được, tiền đặt cược đã định, hai vị bắt đầu cắt đá, lão giả họ Triệu đăng ký số, sau đó liền đứng sang một bên quan sát. Được, tôi lên trước. Vạn Cửu Khung không có bất kỳ do dự, lập tức bắt đầu cắt đá, ông ta cắt rất chuẩn, cũng không có một chút dáng vẻ cẩn thận, động tác thuần thục, cắt cổ nguyên. Bên trong cổ nguyên. Một thứ kim loại màu đen rất nhanh được cắt ra. Không tệ, lão giả họ Triệu bội phục gật đầu, hắc diệu tinh kim, khối kim loại này mặc dù chỉ có khoảng 100 cân, giá trị của nó cũng đáng 300.000 cân linh thạch thượng phẩm, ánh mắt anh Vạn quả nhiên nham hiểm. Anh Triệu quá khen, Vạn Cửu Khung tràn đầy tự tin, hắc diệu tinh kim không đáng tiền lắm, thậm chí ông ta mua khối nguyên thạch đó cũng tốn hơn 100.000 nguyên thạch thượng phẩm, cho dù bán ra cũng kiếm không được nhiều, đối với Vạn Cửu Khung mà nói. Thứ quan trọng hơn vẫn là tiền đặt cược, còn phải xem cổ nguyên của cậu thanh niên này. Đến lượt cậu, thằng nhãi, lão giả họ Triệu nhìn về phía Trần Đức. Trần Đức cũng không nói gì nhiều. Lập tức bắt đầu cắt. Văn thận trọng giống như ban ơ ô. Từng mảng từng mảng. Khi từng mảng đá rơi xuống, rõ ràng có thể thấy giống với đá xoài trước đó, ánh sáng ngày càng ảm đạm, ngày càng không bình thường. Nhưng kết quả lại không giống với quả huyết ngọc tử hải, lần này, đá xoài chỉ còn lại một hạt đào nhỏ, vẫn không có động tĩnh. Cuối cùng, hạt đào cắt ra. Cuối cùng xuất hiện chút ánh sáng, một viên bảo thạch màu lam xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Hải chi lam. Ha ha, cười chết tôi mất, cổ nguyên tốn 30.000 nguyên thạch để mua, mà lại cắt ra một hải chi lam. Đúng vậy, thật là ngu ngốc. Quả nhiên. Trước đó cắt ra quả huyết ngọc tử hải cũng chỉ là may mắn thôi. Ti ti. Hai. Từng con mắt nhìn hải chi lam trong tay Trần Đức, dường như đều cười đau bụng, tiếng đùa cợt không ngừng vang bên tai, trong đám người, Quách Khai và Sở Kiều cũng bị động tĩnh bên này thu hút, biết được ngọn nguồn câu chuyện, Quách Khai cũng cười đau cả bụng. Hắn mà còn có người cược đá. 30 tuổi, con mẹ nó ngay cả cổ nguyên rốt cuộc là cái gì cũng không biết rõ ấy chứ. Rất nhiều người nhận ra Quách Khai, mở một con đường cho hân ta, hắn ta dẫn Sở Kiều đi về phía trước, cay nghiệt nói, Trần Bát Hoang, mày vẫn nên quay về tắm rửa nghỉ ngơi đi, trốn trong hương mãn viên đừng có chạy lung tung, bản lĩnh này của mày lấy cái gì mà so với người ta. Đúng vậy, đúng là cười chết tôi mất, Sở Kiều cười lí lắc, trang điểm lộng lẫy,
hai quả xoài lớn cứ nhảy về phía trước, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Ai? Hồn Châu cũng lắc đầu, loại bảo thạch hải chi lam này rất tầm thường, ở nơi như đại thiên thế giới, giá trị cũng chỉ 3-4 ngàn cân nguyên thạch thượng phẩm. Có thể nói Trần Đức lỗ ván này rồi. Đáng tiếc, sớm biết đã không bán nó rồi, Trần Đức làm vẻ hối hận, than thở ai một tiếng, mặt mày ủ rột, không thể nào, ánh mắt của tôi làm sao sai được, tuyệt đối sẽ không sai. Vạn Cửu Khung ra vẻ đắc ý, giống như đã sớm dự đoán ra kết quả, thằng nhãi, xem ra may mắn không ở bên cậu rồi, đã bảo cậu đừng mua đá xoài kia, cậu không tin, không nghe ông lão nói, thua thiệt ở ngay trước mắt, 100.000 nguyên thạch thượng phẩm, mang ra đi. Biểu cảm của Trần Đức càng hối hận, đau lòng lấy ra 100.000 cân nguyên thạch thượng phẩm giao cho Vạn Cửu Khung. Cậu thanh niên, đừng có mà không phục, nguyên thuật của Vạn Cửu Khung tôi không phải loại mà người bình thường có thể so sánh được, huống hồ kẻ chưa thấy qua việc đời như cậu, ha ha. Quả huyết ngọc tử hải trước đó, chẳng qua chỉ dựa vào may mắn mà thôi, hiếu chưa, Vạn Cửu Khung cố ý kích thích Trần Đức, cao giọng bỏ 100.000 cân nguyên thạch vào trong túi, xoay người định rời đi. Ông nói ai chưa thấy qua việc đời, tôi không tin, lại, Trần Đức hừ lạnh, gọi Vạn Cửu Khung. Khóe miệng Vạn Cửu Khung nhếch lên một tia cười lạnh khó nhận ra. Người trẻ tuổi quả nhiên không chịu nổi kích thích. Rồi sau đó, ông ta xoay người, lại biến thành dáng vẻ kiêu ngạo, thằng nhãi, đánh cược 100.000 cân nguyên thạch thượng phẩm là tôi đã nể mặt cậu lắm rồi, đánh cược nhỏ này vẫn không cần gọi tôi. Không, lần này không đánh cược 100.000 cân nữa, đánh cược 200.000, Trần Đức nói. 200.000, ha ha, thôi, cậu về nhà bú ti mẹ đi. Vạn Cửu Khung cười lạnh, tôi ấy à, muốn đánh cược thì cược 1.000.000 cân nguyên thạch thượng phẩm, hoặc là thôi. Cậu, cứ cân nhắc thật kỹ. Được, tôi và ông cược. Một lần nữa, trận đánh cược của hai người bắt đầu. Lần này, Vạn Cửu Khung không lấy ra đá lúc đầu của mình nữa, mà chọn một cố nguyên khác trước, giống như đang kích thích Trần Đức, cố nguyên đó vừa vặn trị giá 100.000 cân nguyên thạch thượng phẩm. Hừ, Trần Đức hừ lạnh. Lại chọn một viên đá. Trận thứ hai bắt đầu. Kết quả. Chản thứ hai Trần Đức Lai thua. Anh dùng viên đá mua mất 150.000 nguyên thạch thượng phẩm, còn thảm hơn so với tân trước, không thể mở ra cái gì. Cuối cùng một mặt đá rơi xuống, mọi người cười rộ. 150.000 cân nguyên thạch thượng phẩm mà không mở ra cái gì, hiếm thấy, wow. Đúng vậy, trong thiên tự các tùy tiện nhặt một viên đá cũng không thế không có gì cả. Nhưng hắn lại ý dính phải. Mở ra quả huyết ngọc tử hải e là đã dùng may mắn 10 kiếp của hắn rồi. Mọi người đừng cười, vị này chính là người cầm được thẻ chứng nhận chí tôn của Hương Mãn Viên, các người cười hắn vậy, mặt hắn đế vào đâu đây? Ha ha, Quách Khai trực tiếp vạch trần thân phận của Trần Đức, trước. Kia ngạo mạn lắm mà. Xì, loại người như vậy kém xa anh Quách, Sơ Kiều trầm giọng nói, thật sự không biết có điếm nào đế so với anh. Hắn chính là Trần Bát Hoang đó. Hóa ra là hắn, tôi còn tưởng có thêm một kẻ lợi hại chứ, không ngờ lại rác rưởi như vậy. Cười nhạo Trần Đức, nhưng mọi người lại càng thêm bội phục nguyên thuật của Vạn Cửu Khung, từ trong cố nguyên, ông ta lại cắt ra 200.000 cân nguyên thạch, ước chừng kiếm được 10.000. Hơn nữa, lại một lần thắng trận đánh cược. Điều quan trọng nhất chính là từ đầu đến cuối ông ta không lấy ra viên đá sơ sinh kia, mọi người càng tò mò rốt cuộc là bảo vật cấp. Bậc gì? Ha ha, thằng nhãi, đa tạ nhé, thu hồi 1.000.000 cân nguyên thạch, Vạn Cửu Khung viết hai chữ đắc ý trên mặt, khiêu khích nói, còn dám tới không? Nếu dám tới, lão phu tiếp đến cùng, nếu kinh sợ thì cũng cứ như lời người anh em Quách Khai nói, cút về Hương Mãn Viên ở đi, cố gắng bảo vệ Hương Mãn Viên đi, đừng đi ra. Thằng nhãi Trần, chúng ta đi thôi, đừng chơi nữa, nguyên thạch thua lỗ lão phu bù cho cậu, Hồn Châu hạ thấp giọng khuyên nhủ. Coi như chưa từng đến đây. Trần Đức im lặng. Không nói gì. Dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Ước chừng khoảng mười mấy cái hít thở, anh giống như đã hạ quyết tâm, trong chốc lát, mắt cũng đã đỏ lên, nhưng một câu 1.000.000 cân nguyên thạch, chả có gì thú vị, muốn. Đánh cược lớn một chút, Vạn Cửu Khung, ông dám không? Trần Đức lúc này cực kỳ giống tay cờ bạc thua đến đỏ mắt, chó cờ bạc mắt đỏ, giọng điệu hung hãn, trạng thái điên dại. Thấy dáng vẻ anh như vậy, Hồn Châu liên tục than thở. Muốn khuyên, nhưng Trần Đức căn bản không quan tâm ông ta.
một người tốt sao có thể như vậy, trong lòng Hồn Châu tự nhủ, mới đầu ấn tượng Trần Đức cho ông ta cực kỳ trầm ổn, cực kỳ chững chạc, thậm chí có thể buông tha 10 triệu cân nguyên thạch, nửa bán nửa tặng quả huyết ngọc tử hải cho ông ta, bây giờ sao lại biến thành như vậy? Nhất thời, Hồn Châu hoài nghi bản thân có phải nhìn nhầm người không, quả huyết ngọc tử hải cho ông ta không phải lý do gì khác, mà là tên nhãi này quá ngốc. Rõ ràng Vạn Cửu Khung khích tướng như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra? Vạn Cửu Khung thấy dáng vẻ Trần Đức cao hứng đến hư rồi. Phải. Phép khích tưởng của ông ta là mánh khóe nhỏ, tâm tư cũng rất rõ ràng. Nhưng dựa vào mánh khóe dễ dàng nhìn thấy, người người đều hiếu, ở thiên tự các này không biết đã thắng được bao nhiêu nguyên thạch. Tại sao? Đây chính là lòng người. Thắng muốn thắng nữa, thua muốn thắng, vòng đi vòng lại. Lòng người không đủ cho rắn nuốt voi. Vạn Cửu Khung gặp qua rất nhiều dạng người này, bao gồm chính ông ta cũng vậy, nhưng không sao, ông ta thua rất ít, 10 trận thắng 9, không phải sao? Ồ, Vạn Cửu Khung cười nhạt, nhìn Trần Đức, dáng vẻ không coi anh ra gì, không biết lớn trong miệng cậu là cược bao nhiêu. Một thằng nhãi hơn 30 tuổi như cậu có thể lấy ra bao nhiêu nguyên thạch? Trên người tôi đã có 30 triệu nguyên thạch thượng phẩm rồi. Được. Trần Đức lập tức nói, cứ cược 30 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm, còn có. Nói đến đây, Trần Đức quét mắt nhìn từng tu sĩ xung quanh, các người không phải cười nhạo tôi sao, tôi cũng phải cược với các người, chỉ cần các người đồng ý, tôi chấp nhận trận đánh. Cược của các người, một. Thằng nhãi, mày đùa gì đó, Quách Khai đùa cợt nói, 30 triệu cân nguyên thạch, mày có không? Hơn nữa, chỗ bọn tao có 2-3 ngàn người, mày có nhiều nguyên thạch như vậy để thua sao? Đúng vậy, anh, dựa vào cái gì? Thằng nhãi này đúng là điên, cũng không cân nhắc mình có mấy cân mấy lượng. Đúng vậy, thật sự không coi trọng bản thân. Bốn phía đồng thời cười nhạo Trần Đức. Trong cơ thể, đột nhiên vang lên giọng nói đê tiện của Thiên Yêu Hoàng. Thằng nhãi, cậu thật ác độc, đây là muốn thu hoạch một lần toàn bộ của bọn họ, cậu không sợ bọn họ báo thù. Lão Yêu Hoàng, lời này của ông không đúng đâu, cái gì gọi là thu hoạch? Đây là chuyện tôi anh tình nguyện, chẳng phải bọn họ cũng muốn thu hoạch tôi sao? Trần Đức trả lời, ông thấy dáng vẻ từng người đều muốn giẫm chết tôi chứ, đây không phải tôi đang cho bọn họ một cơ hội à? Còn về trả thù gì đó, bọn họ dù không kiêng kỵ tôi cũng phải kiêng kỵ Hương Mãn Viên chứ. Hơn nữa, không phải còn có ông ở đây sao? Ha ha! Thiên Yêu Hoàng cười khan hai tiếng, cái gì mà cho cơ hội? Rõ ràng chính là cậu chuẩn bị hại bọn họ không phải sao? Cố ý chọn hai hòn đá rác rưởi thua hơn 1 triệu, bây giờ lại muốn lấy cả vốn lẫn lãi, kiếm một khoản lớn về, lại còn dùng từ ngữ đẹp là cho cơ hội. Đối với cậu thanh niên hèn hạ vô sỉ, hạ lưu, không nhắc võ đức như cậu, tôi chỉ muốn nói mấy chữ. Giỏi lắm. Được rồi, hứng thú ấp ủ đã xong, mấy người này vẫn còn đang chờ tôi cầm nguyên thạch ra, Trần Đức thản nhiên nói, thầm cười nhạt. Vận Cửu Khung tưởng rằng đang khích tướng Trần Đức. Thực tế lại là ai khích ai? Dưới nước miếng bao trùm của mấy người, Trần Đức ngoài mặt luôn im lặng không nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, nếu muốn đánh cược với các người, đương nhiên là tôi có tiền cược, không phải các người tò mò tại sao tôi trông trẻ tuổi, bình thường không gì lạ mà lại có thể trở thành vị khách cấp chí tôn của Hương Mãn Viên sao? Lời Trần Đức vừa nói ra, phần lớn người đều im lặng. Đúng vậy, bọn họ vẫn luôn cảm thấy kỳ quái về vấn đề này. Ngay cả Quách Khai cũng mới có thẻ chứng nhận thượng phẩm. Trần Bát Hoang dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào anh đẹp trai. Không đâu. Quách Khai, Sở Kiều, Vạn Cửu Khung, Hồn Châu, lão giả họ Triệu, v.v. đều đang chờ Trần Đức nói ra nguyên nhân. Một giây kế tiếp, Trần Đức lật lòng bàn tay, trong tay xuất hiện một loại quả. Một quả màu tím, còn tím hơn quả cà. Quả âm chi. Cũng bởi vì nó. Lần này Đảo Định Thiên chính là muốn có được loại quả này, tôi vô tình có được, tên của nó là quả âm chi, Trần Đức thản nhiên nói, chắc hẳn các người đều biết giá trị của quả âm chi. Nó, quả âm chi triệu năm mới có thể sinh trưởng trong truyền thuyết. Thần dược, loại thuốc cấp bậc đại thần, loại quả này dù ăn một miếng, ở trong cấp thiên cũng có thể kéo dài tuổi thọ 30.000 năm. Trong nháy mắt Trần Đức nói ra tên nó, xung quanh hoàn toàn bùng nổ. Gần như tất cả người trong thiên tự, các, toàn bộ đều vây lại. Từng người nhìn chằm chằm vào loại quả màu tím kia,
không ngừng nuốt nước miếng, ánh mắt đều đỏ lên. Không thể nghi ngờ, giá trị của quả âm chi rất lớn. Nói thế nào nhỉ, quả huyết ngọc tử hải ở trước mặt quả âm chi chính là em trai trong em trai. Tiểu y nhìn thấy quả ảm chi, trong mắt tràn đầy luyến tiến, Trần Đức dùng thần thức truyền âm, lặng lẽ nói kế hoạch cho tiểu y, lúc này nó mới bình tĩnh. Giá trị của quả âm chi này không cần nhiều lời, tôi nghĩ chắc chắn là bảo vật vô giá ấy chứ. Nếu như, tôi nói nếu như, tôi mang ra đấu giá ở Hằng Thiên Các, chí ít cũng có thể đấu giá được 300 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm, chắc vấn đề không lớn đâu nhỉ. Cậu Trần, tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Đức vừa dứt lời. Trong đám người, một lão giả rẽ hàng đi ra. Tào Nam Thiên, các chủ Hằng Thiên Các. Ông ta mới từ Thánh Địa Thái Thương chạy về. Sau khi biết được Trúc Mặc Uyên bị bỏ rơi, ông ta đã tự nghe ngóng hướng đi của Trần Đức. Cũng may, hướng đi của anh không khó hỏi thăm, dù sao chuyện Thiên Tự Các cắt ra quả huyết ngọc tử. Hải, chuyện này cũng đã hấp dẫn không ít người gần đấy bàn tán. Ông ta đã đến Thiên Tự Các từ lâu. Chỉ có điều vẫn không tìm được cơ hội xuất hiện. Bây giờ, cơ hội đến rồi. Ông ta đi một bước đến trước mặt Trần Đức, trong lời nói mang ba phần tôn kính, ba phần hòa nhã, ba phần nghiêm túc. Cậu Trần, tôi là các chủ của Hằng Thiên Các, Tào Nam Thiên, giá trị của quả âm chi này không chỉ 30.000, bán đấu giá ở Hằng Thiên Các tôi ít nhất 500 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm, Tào Nam Thiên tôi dám cam đoan. 500 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm. Con số như vậy quả thực khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Nhưng, cái này cũng bình thường. Nói thế nào nhỉ, thứ đồ như quả âm chi chính là bảo vật vô giá, còn gấp 100.000 lần gấu mèo, không khác gì thứ đồ sắp tuyệt chủng, người bình thường đừng nói là có được, ngay cả nhìn cũng không thể nhìn thấy. Không chỉ là trong cấp thiên, e là cường giả trên cấp thiên, hoặc trên nữa nữa đều muốn có. Cho nên, 500 triệu thật sự không? Nhiều. Đương nhiên, có cam đoan của Tào Nam Thiên, mọi người sẽ càng yên tâm. Đa tạ Tào các chủ, Trần Đức thản nhiên nói. Cậu Trần, Hồn Châu còn muốn khuyên nhủ, nhưng Trần Đức không cho ông ta cơ hội lên tiếng, trực tiếp nhìn Vạn Cửu Khung, thế nào, bây giờ, đã tin tôi có thể đánh cược được chưa? Ha ha, tốt. Vạn Cửu Khung hưng phấn. 30 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm, Trần Bát Hoang muốn ném tiền đi ư. Lập tức. Ông ta đồng ý. Sau đó, Trần Đức lại lướt nhìn những người khác, vẫn câu nói đó, phần đánh cược của tôi, 500 triệu nguyên thạch thượng phẩm, tất cả những người tham gia đánh cược, trong khoảng 500 triệu này đều. Được. Lời của Trần Đức giống như ném bom xuống nước, lập tức bùng lên làn sóng lớn, võ giả xung quanh đều sôi sục. Tên nhóc này thật điên cuồng, hoàn toàn là tặng nguyên thạch đi, ha ha. Đúng thế, ngu ngốc. Đi thôi, đi làm nhân chứng thôi. Mau lên, còn không đi, chốc nữa vượt quá 500 triệu thì không tham gia được đâu. Sau đó, trong Thiên Tự Các, hàng ngàn tu sĩ tranh nhau đến chỗ ông lão họ Triệu đăng ký làm nhân chứng, ông lão họ Triệu bận không xuể, lại gọi mấy. Người ghi chép, tôi, Lý Hắc Nhất, cược 200.000 cân nguyên thạch thượng phẩm. Lão Phu Tiền Dược Tôn, 500.000 cân nguyên thạch thượng phẩm. Tôn Tài Vọng, 1.500.000 cân. Tình hình bên này nhanh chóng được truyền đi khắp nơi, rất nhiều người tìm hiểu tình hình xong, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đăng ký. 500 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm, con số này giống như một chiếc bánh gato đợi mọi người đến chia cắt, thậm chí có người không biết xấu hổ, trực tiếp xen hàng, đánh cược tất cả nguyên thạch trên người. Trần Đức yên lặng đứng nhìn, bề ngoài bình tĩnh, thực chất trong lòng đã vui như nở hoa. 500 triệu đấy, nhiều nguyên thạch thượng phẩm như vậy. Đủ để anh bố trí khá nhiều trận pháp, đủ để anh hấp thụ rất lâu đấy. Tào các chủ, ông không tham gia à, Trần Đức cười nhìn sang Tào Nam Thiên ở một bên. Không không, ha ha, Tào Nam Thiên cười ngại ngại, cậu Trần, tôi không thích trò này, tôi xem là được, xem là được. Ông ta dám cược không? Không dám. Ông ta đã tìm hiểu qua về thủ đoạn của Trần Bát Hoang, ông ta cũng đã điều tra toàn bộ lý lịch và sự việc từ sau khi người này xuất hiện. Người này cũng không giống kẻ làm chuyện ngu ngốc, hoặc là nói. Nếu anh ngốc thật, thì đã chết khi bị nhốt trên đảo Khốn Long rồi, có thể sống đến hôm nay không? Nếu ai coi anh là kẻ ngốc, ha ha. Tào Nam Thiên nhìn từng hàng người đến đăng ký đợi làm chứng đó, cười trên nỗi đau của người khác hai cái. Trực giác nói với ông ta, sau đây sẽ có kịch hay để xem.
Ây, Hồn Châu lại thở dài, buồn bã âu sầu, nhân lúc người khác đi đăng ký, ông ta đến trước Trần Đức, cậu Trần, lão phu trả cậu quả huyết ngọc tử hải này. Trần Đức hơi kinh ngạc, ông Hồn, ông làm gì vậy? Lão phu không xứng với quả huyết ngọc tử hải này, cũng có thể nói, không có duyên với nó, Hồn Châu lắc đầu, đầy tiếc nuối. Ông Hồn, ông cảm thấy tôi quá bốc đồng, không muốn qua lại nhiều với tôi phải không? Trần Đức hỏi. Hồn Châu trầm mặc một lúc, gật đầu. Ông ta thực sự cảm thấy Trần Bát Hoang quá bốc đồng. Đâu chỉ là bốc đồng, biết rõ sẽ thua, mà vẫn đánh cược, loại người ham mê đánh cược như này, không thể quá quen thân, người tu hành có đại đạo ràng buộc, có nhân quả tuần hoàn, và lại Hồn Châu cũng có lập trường của mình, ông ta thả sống ít đi mấy vạn năm, cũng không muốn qua lại tiếp xúc nhiều với loại người này. Trần Đức thấy ông ta gật đầu, lại có vài phần xúc động. Mặc dù mạng sống sắp chấm dứt, đứng trước tuổi già, đứng trước cái chết, vẫn có thể kiềm chế được trước sức hấp dẫn của quả huyết ngọc tử hải, tính cách này, đạo đức này, cũng khá hiếm thấy ở thế giới đại thiên, và cả vân tiêu giới. Ông Hồn, ông không cần vội, cứ đợi đã, Trần Đức nói, đợi đến cuối cùng, ông sẽ hiểu là chuyện gì. Hồn Châu cười khổ, đợi đến cuối cùng, chẳng lẽ còn có thể có niềm vui bất ngờ gì? Đánh cược với vạn cửu khung, có lẽ có một phần vạn vạn cơ hội, may mắn thắng một trận, nhưng anh đánh cược cùng lúc với mấy ngàn người, thậm chí hàng vạn người thiên tự các, làm sao thẳng nổi. Có thể có kiểu may mắn nghịch thiên như này không? Nhưng, Hồn Châu không nói gì. Nếu Trần Đức bảo ông ta đợi, thì ông cứ ta đợi xem, cũng không vội lúc này. Rất nhiều người tham gia đánh cược, nhiều đến mức ông lão họ Triệu ghi chép đăng ký cũng phải mất gần nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau, cuối cùng ông ta tuyên bố, các vị, đã đăng ký đủ 500 triệu nguyên thạch, những người phía sau giải tán đi. Ông ta vừa nói ra, các võ giả xếp hàng phía sau đều thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối. Còn những người đăng ký thành công lại tỏ vẻ vui mừng. Lần này, có tổng cộng 8.693 người đánh cược với cậu Trần, tổng là 500 triệu nguyên thạch thượng phẩm, ông lão họ Triệu tiến lên một bước, cậu Trần, có gì cần nói không? Trần Đức gật đầu, tôi đánh cược với nhiều người như vậy, là rơi vào hoàn cảnh bất lợi, tôi muốn chọn cổ nguyên trước, các vị chắc không có ý kiến gì chứ. Tuy Trần Đức biết rõ mình có thể nhìn được viên cổ nguyên nào tốt, viên cổ nguyên nào xấu, nhưng để an toàn, anh vẫn muốn chọn trước. Dù sao, chẳng may cổ nguyên tốt thực sự bị đám người này mèo mù vớ cá rán chọn đi mất thì sao? Vậy chẳng phải là thiệt lớn rồi. Canh bạc phải lấy an toàn làm đầu, chẳng phải sao? Cậu Trần không nói, thì cũng nên vậy, đây cũng là quy tắc của thiên tự các, ông lão họ Triệu nói, ánh mắt có vài phần chế nhạo, vậy thì mời cậu chọn cổ nguyên trước đi, trong thời gian một canh giờ, cậu phải chọn lựa thật kỹ, hơn 8.000 đối thủ đấy, ha ha. Việc này không phiền ông nhọc lòng. Vừa dứt lời, Trần Đức cũng không khách sáo, nhanh chóng đi lại giữa các viên cổ nguyên, đồng thời, mở con mắt xuyên thấu quan sát. Chẳng còn cách nào, anh không thể không nhanh. Ở đây thực sự có quá nhiều cổ nguyên, muốn xem hết trong vòng một canh giờ thì phải thật nhanh. Ha ha, Trần Bát Hoang, đừng vội, cứ từ từ chọn, tao đã đánh cược tất cả nguyên thạch, phải đến 10 triệu ngàn cân, đừng để tao thắng quá dễ dàng đấy, Quách Khai hô lớn, cười trên nỗi khổ của người khác. Đúng là ngu dốt, Sở Kiều canh nhiệt chế giễu nói, cách làm này chẳng bằng trực tiếp ném nguyên thạch đi cho xong. Cô hiểu cái gì, chẳng may người ta thắng thật thì sao? Quách Khai nói rất lớn tiếng, ai cũng nghe ra trong giọng điệu đầy vẻ chế nhạo. Đi! Như hắn mà muốn thắng, nằm mơ. Đúng là nằm mơ, cô xem, có ai chọn cổ nguyên như anh ta, xem một lượt là được ư. Tôi thấy đừng lãng phí thời gian nữa thì hơn, chọn bừa một viên đi. Lần này thắng được nguyên thạch, hấp thụ hết, có khi lại có thể đột phá, thật sung sướng. Trên thực tế, không chỉ Quách Khai, còn có rất nhiều người chế nhạo Trần Đức. Ai ai cũng bàn tán xôn xao, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng mình thắng trận đánh cược, được chia nguyên thạch. Trần Đức coi như không nghe thấy những lời chế giễu và tiếng chửi đồng này, mở toàn bộ con mắt xuyên thấu, nhanh chóng lướt nhìn từng viên cổ nguyên. Khoảng 2/3 canh giờ, đột nhiên Trần Đức dừng lại. Phía trước người anh có một viên cổ nguyên rất lớn, cao đến hơn 300 mét, đường kính đo bằng mắt thường ít nhất 2-3 mét. Toàn bộ cổ nguyên màu đen. Tỏa ra hào quang mờ mờ. Trần Đức dừng chân trước nó, sắc mặt kinh hãi không thôi.
viên cổ nguyên trước mặt, từ trên xuống dưới, lại, có các vòng đường vân đại đạo quấn quanh. Những đại đạo pháp tắc đường vân đó như cái kén, gần như bao bọc cả viên cổ nguyên lại, chằng chằng chịt chịt, đếm không xuể. Nhìn cổ nguyên trước mặt, mặc dù Trần Đức đủ bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn nổi lên làn sóng dữ dội. Phải biết rằng, quả huyết ngọc từ hải, cũng chỉ có hơn 30 pháp tắc đại đạo, trật tự đại đạo bao quanh. Đá sơ sinh được vạn cửu khung coi như bảo bối, cũng chỉ có 6 đường đại đạo. Còn cố nguyên trước mắt, Trần Đức lại không đếm xuế. Chằng chịt chi chít, các đường liên tiếp nhau. Ai có thể ngờ được, một viên cổ nguyên có bề ngoài không nổi bật, lại khủng bố như vậy. Đây chính là sức hút của cực thạch sao, Trần Đức coi như cũng hiểu tại sao có những người cực thạch đến mức khuynh ra bại sản rồi, kể cả anh có con mắt xuyên thấu cũng cảm thấy kích thích, kinh ngạc, còn những người không thể nhìn xuyên thấu, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, thủ đoạn, thấy một số viên đá trông có vẻ không tệ, thì sẽ có tâm trạng thế nào? Chính là nó. Trần Đức thực sự khó mà tưởng tượng bên trong viên cổ nguyên này có gì, hôm nay, cho dù không đánh cược, anh cũng phải mở viên đá này ra, xem rốt cuộc bên trong có báu vật thế nào. Ôm tâm trạng kích động, mong đợi. Trần Đức giơ tay, ầm ầm. Viên đá bay lên, theo Trần Đức cùng về phía trước ông lão họ Triệu, chính là nó. Chắc chắn không, ông lão họ Triệu thấy Trần Đức chọn một viên cổ nguyên to như vậy, có hơi ngạc nhiên, tuy ở đây có rất nhiều cổ nguyên, nhưng số lượng cổ nguyên cao to như này cũng có hạn. Hơn nữa, hòn đá lớn thế này, từ lúc được đào lên đã có người tiến hành thăm dò, khi đến được đây, cũng sẽ có người giỏi nguyên thuật kiểm tra thăm dò ngay lập tức, nếu thực sự là đá tốt, thì sẽ không ở đây đến bây giờ. Tên nhóc này, đúng là ngốc đến đáng yêu, ngốc đến đáng thương, 3 lần 7 lượt chọn cổ nguyên bỏ đi. Chắc chắn, Trần Đức thanh toán một cách sảng khoái, gần như chỉ sợ có người cướp mất, cái giá 500.000 nguyên thạch thượng phẩm không hàm hồ chút nào. Ha ha, cậu nhóc, cổ nguyên không phải lấy kích thước để luận thắng thua, cậu chết chắc rồi. Đúng là cực kỳ ngốc, đầu bị cửa kẹp phải không? Loại người này còn có thể mở ra quả huyết ngọc tử hải, đúng là đã dùng hết may mắn của một vạn đời tổ tông anh ta. Ngu xuẩn! Ông lão họ Triệu cũng thầm mắng một câu, bề ngoài lại cười ha ha, được, cậu Trần đã chọn xong, các vị, sau đây đến lượt các vị rồi. Ông ta vừa đứt lời, sau đó, các võ giả đều không đợi được, tranh nhau chọn cổ nguyên. Vạn cửu khung không đi chọn, trực tiếp lấy ra đá sơ sinh. Tuy ông ta cảm thấy viên đá mà Trần Đức chọn không tốt gì, nhưng vì thận trọng, ông ta vẫn quyết định lấy đá sơ sinh ra, dù sao, 30 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm đấy, thận trọng chút cũng tốt. Có đá sơ sinh, ông ta như nắm chắc phần thắng, vẻ mặt khá tự tin, cậu nhóc, tôi xin cảm ơn 30 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm của cậu. Tặng trước. Vậy sao? Trần Đức rất thản nhiên, thậm chí lấy ra bình rượu uống một ngụm, vẫn chưa cắt ra, ông đã cảm thấy ông có thể thắng. Đúng thế, Tào Nam Thiên cũng nói, tôi khuyên vạn huynh đi chọn thêm một hòn đá tốt hơn khác, ông nói xem, chẳng may nếu chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, sẽ bị người ta cười rụng răng. Vạn cửu khung nhìn Tào Nam Thiên một cái đầy thẳm ý. Tào Nam Thiên có thân phận không thấp, các chủ của hàng đấu giá Hằng Thiên Các. Đồng thời, sau lưng là một trong 3 thánh địa viễn cổ, thánh địa Thái Thương. Người đẳng cấp như ông ta, tại sao lại nói giúp một kẻ đầu óc toàn cặn bã như Trần Bát Hoang? Chẳng lẽ bị ngu rồi sao? Tào các chủ, người của thành Bồng Lai đều nói ông nhìn người rất chuẩn, mấy năm nay tiến cử cho thánh địa Thái Thương không ít người có tiềm lực, hôm nay vừa gặp, ha ha, vạn cửu khung đối đầu gay gắt nói, theo tôi thấy, cũng chỉ vậy mà thôi, không, cũng không thể nói như vậy, phải nói là mắt mù, đúng thế, chính là mắt mù, mắt không mù, làm sao có thể nhìn chúng một người như này. Đúng thế, không ngờ các chủ Hằng Thiên Các cũng có lúc hoa mắt, lúc này, Quách Khai lên tiếng. Hắn ta chọn một hòn thần nguyên cao khoảng nửa mét, thần nguyên tỏa ra hào quang lấp lánh, vừa nhìn là thấy rất rực rỡ. Hắn ta thực sự có chút bản lĩnh. Viên thần nguyên này cũng không kém gì so với viên của vạn cửu khung chọn. Con mắt của tôi có tốt hay không, cứ chờ xem đi, bề ngoài Tào Nam Thiên tỏ ra rất bình tĩnh, trong lòng lại hơi hoang mang, dù sao ông ta cũng không biết Trần Bát Hoang thực sự có bản lĩnh chọn cổ nguyên hay không, nhưng, không biết tại sao, sâu trong lòng ông ta vẫn tình nguyện tin tưởng Trần Đức. Có lẽ, có thể tạo ra kỳ tích thì sao? Xét từ lý lịch của Trần Đức,
Bắt đầu từ lúc xuất hiện ở đảo Khốn Long, anh Vãn luôn tạo ra kỳ tích, chẳng phải sao? Trần Đức cũng không nói nhiều nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh anh, Hồn Châu cũng thở dài, vẻ mặt âu sầu. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Bất kể mọi người chọn xong thần nguyên hay chưa, đều phải về vị trí cực thạch. Xung quanh những người này, còn có 20-30 ngàn người vây xem kịch. Tốt, cực thạch, chính thức. Tiền bối, đợi đã, ông lão họ Triệu đang định tuyên bố, Quách Khai đột nhiên ngắt lời, 7 giờ, tôi có thể thêm một phần cược không? Ồ, phải xem thêm cái gì, thêm nguyên thạch chắc chân không được, đã đóng số rồi, ông Triệu nói. Đương nhiên không phải nguyên thạch. Quách Khai cười lạnh lùng, tôi muốn thêm tính mạng. Ông lão họ Triệu sửng sốt, nhìn chằm chằm Quách Khai. Thù hận lớn đến thế nào? Mà lại muốn cược tính mạng. Cược đem tinh mạng cũng không phải không được, nhưng, cậu Trần cũng phải đồng ý mới được, ông ta quay đầu, nhìn sang Trần Đức. Trần Đức, lúc ở Hương Mãn Viên, chẳng phải mày rất lợi hại, gan to băng trời sao? Thế nào, có dám cược không? Quách Khai tràn đầy tự tin, hắn ta cũng có hơn 200 nãm nghiên cứu nguyên thuật, rất có lòng tin với cổ nguyên trong tay. Anh Quách, anh đừng tốn sức nữa. Tên nhát gan này cũng chỉ dám cuồng ngạo ở Hương Mãn Viên, kết quả thì sao? Vân phải lặng lẽ rời khỏi Hương Mãn Viên, cũng chẳng dám ngẩng đầu, loại người này, dám cược tính mạng với anh không? Trong giọng điệu của Sở Kiều đầy vẻ chế nhạo, cô ta cũng thực sự cho rằng Trần Bát Hoang sẽ thua cược. Đúng thế, cược nguyên thạch có thể bốc đồng, cược mạng, ai sẽ lấy mạng ra đùa chứ? Cho dù có bốc đồng, thì lúc này cũng phải bình tĩnh, nói không chừng trong lòng đang hối hận đấy. 500 triệu nguyên thạch thượng phẩm cũng mất rồi, còn bảo anh ta bỏ thêm cái mạng, trừ phi đầu óc có vấn đề, nếu không sao có thể đồng ý. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Quách Khai hơi tham lam, muốn kiểm nguyên thạch của người ta đã đành, lại còn muốn lấy mạng của người ta. Thực sự coi người khác là kẻ ngu sao? Cũng đúng, là tôi sơ suất. Quách Khai lắc đầu, thôi bỏ đi, không làm lãng phí thời gian của mọi người nữa, ông Triệu, tuyên bố cược thạch bắt đầu đi. Đợi đã. Nhưng điều không ai ngờ là, lúc này, Trần Đức đột nhiên lên tiếng, dù sao đã cược 500 triệu cân nguyên thạch, thêm một cái mạng cũng chẳng là gì, tôi đồng ý. Trần Đức đột ngột đồng ý. Lập tức khiến tất cả mọi người sửng sốt. Kể cả Quách Khai, Sở Kiều, Tào Nam Thiên, Hồn Châu, ông lão họ Triệu. Cậu Trần, không thích hợp, Tào Nam Thiên vội vàng khuyên, cược nguyên thạch thì được, cược mạng thì chơi hơi lớn rồi đấy. Không sao, vốn dĩ đã rất lớn rồi, không phải sao? Trần Đức bày vẻ không hề để tâm, không lo lắng. Hồn Châu định lên tiếng, nhưng muốn nói lại ngừng. Thôi vậy, xem ra tên nhóc Trần Bát Hoang này đúng là không có đầu óc, loại người này, không qua lại thì cũng thôi, cậu ta đã quyết định, đợi kết thúc trận cược thạch, trả quả huyết ngọc tử hải lại, còn về mạng của Trần Đức, bất kể thế nào, ổng ta vẫn quyết định nghĩ cách bảo vệ, không vì gì khác. Coi như vì lòng tốt đi. Vãi, ngu thật à. Đầu óc anh ta có vấn đề phải không? Vãi, sao loại người này lại mở ra quả huyết ngọc tử hải, có được quá âm chi, thật không hiếu nổi, không hiếu nổi. Sau 1-2 giây im lặng, cả hiện trường lại nổi lèn tiếng bàn tán không thể tưởng tượng được, ánh mắt nhìn Trần Đức hoàn toàn thay đổi, giống như nhìn một kẻ ngốc, một con heo thực sự, đợi người khác đến làm thịt. Vốn đĩ. Quách Khai cũng cảm thấy Trần Đức sẽ không đồng ý, từ bỏ. Kết quả, anh lại đột ngột đồng ý, khiến hắn ta thôn người một lúc, sau đó cười ha ha nói, Trần Bát Hoang, tao phục, được, mày giỏi lắm, mày đã đồng ý, thì được. Chúng ta cược, cược tính mạng, hai chúng ta, ai thua thì người đó phải chết, ok. Không vấn đề. Trần Đức trả lời rất sảng khoái, ông Triệu, cược thạch chính thức bắt đầu đi. Được. Nhìn Trần Đức với ánh mắt thương hại, dưới sự mong chờ, hy vọng của tất cả mọi người, cuối cùng ông lão họ Triệu tuyên bố trận cược thạch bắt đầu. Sau đó, hơn 8.000 người có mặt đều không đợi được bắt đầu cật đá. Tất cả những người tham gia đăng ký đều nắm vững kỹ năng, võ kỹ, thần thông với cổ nguyên mà bọn họ chọn cũng khá tốt. Sau khi 1/3 số người trong đó mở cổ nguyên ra, thứ bên trong có giá trị cao hơn so với giá thu mua cổ nguyên. 2/3 khác có hơn một nửa thu hồi vốn, phần nửa ít khác thì bị lô. Nhưng không ai để ý, bọn họ xem trọng chút nguyên thạch kiếm được hay bị lô sao? Không phải, mà là tình hình trận cược. Chỉ cần trận này thăng,
thì bọn họ có thế có lời. Còn về phần thắng của canh bạc này, bọn họ đều nâm xác trong tay, đã định liệu trước. Hơn 8.000 người đều mở cổ nguyên, mất khoáng 3 canh giờ. Sau khi bọn họ mở ra, ánh mắt đều dồn sang Trần Đức, thúc giục anh mau chóng mở thạch, đừng lãng phí thời gian. Vội cái gì, ở đây còn có mấy người chưa mở ra, không phải sao? Đợi bọn họ cất mở ra rồi tính, ánh mắt Trần Đức lướt nhìn sang Vạn Cửu Khung, Quách Khai, Sở Kiều và ba ông lão còn chưa cát mớ đá. Ba người đó, một người trong đó chính là Lý Tài Nhất trước đó muốn mua quá huyết ngọc tử hái. Hiển nhiên hai người còn lại cũng có lai lịch không nhỏ, nguyên thuật cao siêu, bày vẻ kiêu ngạo, ung dung. Bọn họ thực sự cũng có bản lĩnh đế kiêu ngạo, cổ nguyên trong tay họ cũng không tệ. Đương nhiên cũng chỉ là khống tệ. Thôi, nếu nói tốt đến thế nào, so với hòn trước mặt Trần Đức, đều là rác rưởi. Máy chiến đấu trong rác rưởi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Lý Tài Nhất cười khan hai tiếng, nếu đã đợi chúng tôi mở trước. Vậy lão phu cũng không làm lãng phí thời gian nữa, xin đừng cười. Lý Tài Nhất giơ đao lên. Vụn đá rơi xuống từng mảng, quen việc dề làm, nhanh như ảo ảnh. Xoạt! Cùng với nhát đao thứ 20 giáng xuống, cổ nguyên đó bỗng rung lẻn, tỏa ra hào quang. Khoảnh khắc hào quang xuất hiện, Lý Tài Nhất càng tự tin hơn, động tác dần chậm lại. Sau gần 10 hơi thở, cổ nguyên được mở ra hoàn toàn. Bẽn trong là một cuốn sách. Võ kỹ, đó là võ kỹ. Không hố là Lý Tài Nhất, lần này lã ỉ lớn rồi, xem cuốn võ kỹ đó, xác chắn phẩm cấp không thấp ơ. Nhìn thấy cuốn võ kỹ lơ lửng trên khổng trung, các tu sĩ đều kinh ngạc. Ngay cả bản thân Lý Tài Nhất cũng ngạc nhiên, vội vàng cầm lấy cuốn võ kỹ quan sát, tốt tốt tốt. Ông ta nói liên tiếp 3 tiếng tốt, sau đó, cầm cuốn võ kỹ đi đến trước mặt ống lão họ Triệu, Triệu huynh, có lẽ dựa vào khí tức. Ông đã cảm ứng ra, cuốn võ kỹ này chắc chắn là võ kỹ đạo cấp. Đạo cấp, khai thiên, đạp thiên, đăng thiên, lăng thiên, 4 cảnh giới được gọi là thiên cấp. Còn sau thiên cấp, là đạo cấp. Võ kỹ đạo cấp, giá trị của nó, ít nhất cũng đáng giá 3 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm trở lén. Trông có vẻ không đáng tiền. Nhu Tích phải biết rằng, đây chỉ là giá khởi điểm, hơn nữa. Người được gọi là chiến thần một nước như Quách Khai cũng chỉ có thể lấy ra 10 triệu cản nguyên thạch thượng phẩm, nhiều nhất, cũng chỉ có thể mua 3 cuốn, hơn nữa còn là loại cấp thấp nhất trong đạo cấp. Mức độ quý giá, nghĩ cũng biết. Nhưng vẫn câu nói đó, quý hay không, cũng không quan trọng, quan trọng là tình hình trận cược, Lý Tài Nhất đánh cược 6 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm, chỉ cần có thế thân, thì ông ta phát tài rồi. Đúng thế, chính là đạo cấp, chúc mừng, ông lão họ Triệu nóng mắt. Võ kỹ đạo cấp, còn được đào ra từ trong cổ nguyên, giá trị chắc chắn rất cao. Đương nhiên, rốt cuộc cao bao nhẽo, bây giờ chưa cần nghiên cứu. Ý nhất ông lão họ Triệu cảm thấy chưa cần thiết phải nghiên cứu, ông ta chưa từng nghĩ Trần Đức có thể mở ra đồ tốt gì. Tiếp sau, hai óng lão khác, và cả Sở Kiều, cũng bắt đầu mở thạch, thứ bẻn trong có giá trị tương đối không tệ, khoảng trên dưới 1-2 triệu cân nguyên thạch. Tiền bối, chỉ còn hai chúng ta. Tôi nghĩ hay không cần mở ra nữa, dù sao cũng thắng, Quách Khai đắc ý nói. Không, vẫn phải cất mở ra, Vạn Cửu Khung nhìn sang Trần Đức với vẻ trêu chọc, không cắt ra, làm sao người ta có thể từ bỏ. Hơn nữa, khỏng cắt ra, cậu ta cũng không phục, không phải sao. Quách Tiểu Hữu không cần lo lắng, để cậu ta sống thêm một lúc. Được, Quách Khai nói, vậy Vạn tiền bối cắt mớ trước đi. Được, từ chối là bất kính. Vạn Cửu Khung cũng không khách sáo, nhanh chóng bắt đầu, ông ta đã không đợi được muốn thầng mang nguyên thạch đi, hành động nhanh như chớp, hiện lên từng tàn ảnh. Xoạt, 3 đến 5 phút sau, một luồng hào quang che phủ cả bán kính 10 mét, một đóa hoa xuất hiện trong tay Vạn Cửu Khung, dược thảo màu đen, nhưng đen đến bóng sáng lấp lánh, tỏa ra hương thơm. Đẩy là, đây là cốt linh hoa. Đúng thế, chính là cốt linh hoa. Kha kha. Lại đào ra cốt linh hoa, tuy cốt linh hoa này không bằng quả huyết ngọc tử hải, nhưng người trong thiên cấp dùng nó, ít nhất có thể kéo dài 5.000 năm tuổi thọ, giá trị thực của nó, ít nhất cũng là 6 triệu nguyên thạch thượng phẩm. Rất tốt! TTN! Từng lời bàn tán vang bẽn tai, Trần Đức ngấn người, cũng phải nhìn Vạn Cửu Khung một cái. Tên này thật đáng ghét! Cốt linh hoa đắp giá trị 6 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm rồi,
Kết quả huyết ngọc tử hải của anh mới mớ ra 10 triệu. Chẳng trách sau khi anh tặng hõn châu, Vạn Cửu Khung Vân luôn không vui, còn cố ý tìm cớ gảy chuyện, xem ra đã lỡ một cơ hội bát bẻ. Nhóc con, ngấn ngơ gì hả, làm sao, có phải nhìn thấy ngày chết của mình nên sợ hả? Ha ha, tiếp sau đây, thì xem bán công tử cắt mở thạch cho kỹ, tận hưởng thời gian sống cuối cùng của mày đi. Quách Khai rất ngạo mạn, vô cùng tự tin, vừa nói, vừa ra tay, vụn đá rơi xuống từng mảng, hào quang tỏa ra theo động tác của hắn ta, màu sắc may mắn bất tận. Ong ong! Đột nhiên, không gian xung quanh hẳn rung lên một hồi, hư không xung quanh cũng không ổn định, gần như muốn đổ sập, khí tức đáng sợ, khủng bố đang rung lén, khí thế còn mạnh hơn nhiều so với cốt linh hoa của Vạn Cửu Khung, trong bán kính 5 dặm, cũng đang rung chuyến, giống như động đất. Trời ơi, sập cật mở ra cái gì thế này? Chẳng lẽ, lại có báu vật xuất thế? Thứ trong thần nguyên đó chắc chắn có giá trị cao hơn cốt linh hoa, Quách Khai Không Hố đứng thứ 9 bảng xếp hạng ngàn tuổi, thực sự có thực lực. Đám người Tào Nam Thiên, ông lão họ Triệu, Hồn Châu đều vô cùng chấn hãi. Không cần nói, hiện tượng lạ này xuất hiện, chắc chắn là chí bảo. Lúc này, ngay cả Trần Đức cũng rất hiếu kỳ, nhìn sang Quách Khai. Rốt cuộc là thứ gì, mà gây ra tiếng động lớn như vậy? Động tĩnh lớn xuất hiện, Quách Khai càng chớ nên thận trọng, ngay cả động tác cũng bắt đầu chậm hơn, cẩn thận mớ cổ nguyên. Môi vụn đá rơi xuống, hư không xung quanh đều rung lên vì nó. Động tĩnh như vậy dường như 99% người ở thiên tự các đều bị thu hút. Rốt cuộc là cái gì? Tại sao ngay cả hư không cũng không chịu nổi? Từng mảnh vụn đá rơi xuống, trong sự mong đợi của tất cả mọi người khoảng 5 phút sau, cuối cùng hoàn toàn hiện ra trong đôi mặt mọi người. Không gian không ngừng khuấy động, đại đạo nở rộ như pháo hoa, tỏa ra hào quang. Trong hào quang, hòn đá to như quả trứng ngỏng đứng giữa không trung, hòn đá đỏ như vật chứa đồ, trong suốt, còn bên trong, liền tiếp từng dòng khí màu đen nối lén, xuyên chảy, một loại khí tức hỗn độn, hoang dã ập vào thần hồn của tất cả mọi người, dường như trở về lúc khai thiên lập địa, thuở sơ khai của vạn vật. Đó là nguyên khí hỗn độn. Không sai. Chính xác là nguyên khí hỗn độn. Không thể ngờ được, Quách Khai lại có thể cắt ra nguyên khí hỗn độn. Tảng đá hình trứng ngỗng đó lại là một vật chứa pháp tắc không gian của thiên nhiên, cũng vì nó là vật chứa, nên mới khiến không gian rung chuyển, mà lượng nguyên khí hỗn độn trong vật chứa đó không hề ít như những gì mật thường nhìn thấy. Ha ha! Quách Khai cũng kích động, hân ta cũng không ngờ mình lại cắt ra được bảo bối như thế. Nguyên khí hỗn độn. Đó là lượng nguyên khí không hề pha tạp bởi bất kỳ thứ gì, nó mạnh hơn nguyên khí bình thường không biết bao nhiêu lần, sau khi võ giả hấp thu, sẽ có lợi ích rất lớn. Chúc mừng anh Quách, Sở Kiều là người đầu tiên chúc mừng. Ha ha, không hổ là người đứng hàng thứ 9 trong bảng xếp hạng ngàn tuổi, ánh mã rất chuẩn, ông lão họ Triệu đi tới, nguyên khí hồn độn trong đó, e là có thể sánh ngang với việc hấp thu ngàn vạn cản nguyên thạch thượng phẩm. Ỷ nhất TSL giá trị của nó cũng cao hơn ngàn vạn cản nguyên thạch thượng. Phẩm rồi, chúc mừng, một. Chúc mừng, Vạn Cửu Khung cũng chúc mừng với thái độ không mặn không nhạt, có thể thấy ông ta không ngờ người khác lại cất ra thứ tốt hơn mình. Ha ha, cảm ơn vạn tiền bối, Quách Khai chắp tay, cực kỳ hào hứng. Lúc này đây, có thể nói hẳn ta đã lời to. Cổ nguyên này, hắn ta chỉ tiêu tốn 100 vạn cân nguyên thạch đế mua mà thôi. Mà bây giờ, lại ỷ cắt ra được nguyên khí hỗn độn giá trị ít nhất ngàn vạn cân nguyên thạch thượng phẩm, có thể nói là lời gấp 10. Không có gì để nghi ngờ, lần này hắn ta lời rất to. Kết quả này, cả bản thân Quách Khai cũng không thể ngờ được. Huống chi, hân ta không chỉ lời mớ ủy ngàn vạn cân nguyên thạch, mà còn tiền cược 1.000 vạn cân nguyên thạch thượng phẩm ở chỗ Trần Bát Hoang, cùng với mạng của Trần Bát Hoang. Đúng là song hỷ làm môn. Cứ tưởng là vật gì, làm ầm ĩ tới như vậy, Trần Đức cười nhạt, nguyên khí hỗn độn, trong người anh đầy đây mà. Đám Quách Khai chỉ là người dẫn truyền mà thôi, còn anh chính là người tạo ra nó. Tất nhiên, anh cũng phải thừa nhận, bên trong tảng đá cỡ trứng ngồng nho nhỏ đó ấn chứa khả nhiều nguyên khí hỗn độn. Với năng lực của Trần Đức bây giờ, trong tình huống anh không ăn không uống, cũng không tiêu hao nguyên khí, thì cũng phải mất một tháng mới có thể tạo ra lượng nguyên khí hỗn độn trong đá trứng ngồng. Buộc lòng phải thừa nhận, may mắn của Quách Khai cũng không tệ. Trần Bát Hoang,
bây giờ mày còn hy vọng vào gì nữa không? Bấy giờ Quách Khai bắt đầu dùng giọng điệu tự đắc hỏi, đi tới trước mặt Trần Đức, mạng của mày giao lại cho tao được chưa? Vạn Cửu Khung đứng bên cạnh nói vào, mấy ngàn người bọn tôi vẫn đang chờ chia nguyên thạch đây, các chủ tàu, mau đem quả âm chi ra đổi thành nguyên thạch đi. Ha ha, Tào Nam Thiên im lặng không nói. Gì? Cũng không phải ông ta không muốn nói, mà là thời điểm này, ông ta chẳng biết phải nói gì cho đúng. Vạn Cửu Khung, Lý Tài Nhất, Quách Khai đều bùng nổ may mân, cất tảng nào ra cũng có phẩm chất rất cao, Trần Bát Hoang thì sao? Cầm một tảng đá nát, ông ta thật sự không thể hiểu nổi anh sẽ thẳng bằng cách nào. Hồn Châu liên tục lắc đầu, liên tục thở dài. Trần Bát Hoang, ván này đã xong, dâng mạng ra đây đi, ông lão họ Triệu từng bước đi tới, giọng nói hết sức hờ hững, lại mang chút mỉa mai, còn tảng đá đó của cậu thì khỏi cặt cũng được, không cần biết cậu đã thắng bao nhiêu người, thì cậu cũng không thể qua được cậu Quách đây, mạng cũng mất rồi, cắt ra còn ý nghĩa gì nữa đâu. Đúng không? Khi ông ta nói chuyện, đồng nghiệp của ông ta trong Thiên Tự Các cũng đi tới vảy quanh Trần Đức. Thản là nhàn viễn của Thiên Tự Các, bọn họ phải đảm bảo rằng mỗi một ván cược đều có thể thuận lợi hoàn thành, cược mạng thì trước kia cũng có, đa số người thua đều chó cùng rứt dậu, bỏ trốn, nên bọn họ mới phải bao vây Trần Đức lại trước. Cậu Quách, đi thôi, lấy mạng hắn, ổng lão họ Triệu thản nhiên nói, cậu không cần phải lo hắn cần ngược mình, ván cược đã xong, là kẻ thua cuộc, nếu hắn dám có động tác gì, chúng tôi sẽ lập tức ra tay, khiến hắn chết không có chỗ chôn. Ha ha! Quách Khai cười to, ông Triệu, ông nghĩ là tôi sợ nó cắn ngược ư? Nó ấy hả, cũng đòi cắn ngược tôi đây ư? Đúng là Quách Khai có đủ bản lãnh để tự tin. Hân ta là cao thủ khai thiên đính phong. Thì sợ Trần Bát Hoang chắc. Cược trận này, chẳng qua là đế. Hương Mãn Viên ngậm miệng, để lấy được danh tiếng khi vừa xuất sư thòi. Sơ Kiều, chờ nó chết rồi tòi sẽ đích thản bắt con thú nhỏ đó về cho cô. Quách Khai nhìn sang Sở Kiều bên cạnh, điều tôi hứa với cô, đã làm được rồi, cô hứa với tôi. Chụt! Quách Khai còn chưa nói hết lời thì Sở Kiều đã hôn lên mắt Hân ta một cái, ngọt ngào đáng yếu nói, anh Quách cứ yên tâm, điều người ta hứa với anh, Sạc Chân sẽ không nuốt lời. Tối nay em chính là người của anh, không, tối nay, anh đừng xem em là người. Được! Quách Khai cười hết sức đắc ý, rút trường kiếm dài ba thước. Được khảm bảo thạch cực kỳ chói mắt bén hông ra, đi về phía Trần Đức, cùng với bước chân của Hân ta, người của Thiên Tự Các cũng thu hẹp vòng vảy lại, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Ha ha, cổ nguyên của tôi vẫn chưa cắt ra mà các người đã vội vã thế rồi à, Trần Đức bình tĩnh đảo mắt nhìn đám người, chẳng thấy thấy chút gợn sóng nào trong ánh mắt đó. Nực cười, tảng đá nát đó mà cũng phải cắt ra hả, Quách Khai vui vẻ, cắt hay không thì kết quả cũng vậy thôi, hiểu không? Đúng vậy. Ông lão họ Triệu thản nhiên nói, không cần thiết phải lãng phí thời gian. Trần Bát Hoang, tốt nhất cậu nên chấp nhận số phận đi, kiếp sau nhớ kỹ, phải biết bản thân mình là ai. Vạn Cửu Khung lắc đầu, vui sướng khi người gặp họa, không hề có chút thương hại nào. Ra tay đi, ông Triệu lại nhìn về phía Quách Khai, thời gian của chúng tôi rất quý giá. Quách Khai nhe răng cười, cầm kiếm đi tới từng bước. Thế nhưng... khi Hân ta chí cách Trần Đức 2-3 mét nữa thì... đột nhiên, một bóng người đã đứng ra chắn trước mặt anh, lão phu nghĩ là... tốt nhất các người đừng ra tay. Là Hồn Châu. Nói xong, hơi thở lăng thiên của ông ta bỗng nhiên lan rộng, như con thú ra khỏi lồng giam, một hơi thở chấn động tứ phương, khiến con người hít thở không thông, hãi hùng. Trần Bát Hoang là do Hồn Châu tôi bảo vệ, ai ra tay với cậu ấy? TSL phái bước qua xác lão già này. Dù sao tôi cũng không còn bao năm nữa để sống, không ngại đi trước vài năm, kéo thêm mấy người lót xác. Trong lúc nói chuyện, Hồn Châu đảo mật nhìn Quách Khai, ổng lão họ Triệu cùng với những người xung quanh, nói tiếp, tôi nghĩ, với cái thản tàn của lão già này thì mang theo các người cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Giọng Hồn Châu hết sức bình tĩnh, cơ thế già nua chăn ngang chẳng dọc, như một bức tường gặt gao che chắn Trần Đức sau lưng. Hồn Châu không nhắc đến chuyên chờ Trần Đức cắt đá, dù sao ông ta cũng biết rõ, cổ nguyên này có cắt hay không thì kết quả vẫn thế, hoàn toàn không thể bị được đám Vạn Cửu Khung, Lý Tài Nhất, Quách Khai. Nhung, dù ông ta cảm thấy Trần Đức là người mình không nên qua lại quá thân thiết, Nhung Vân đứng ra. Chẳng vì lý do gì đặc biệt.
Đó là quyết định mà ông ta đã lựa chọn trong lòng từ rất lâu rồi. Tất nhiên, chuyện này cũng chỉ xảy ra đúng một lần, chính là lần này, sau đó, ông và Trần Đức đã cách biệt hai phương trời. Hồn cháu, nợ cri này là thiên tự các, ông tưởng rằng ông có thể giữ được Trần Bát Hoang ư, đối đầu với thiên tự các thì ông cũng chẳng có kết cục tốt, ông lão họ Triệu tức giận đến mức lông mày giật giật, ông ta không ngờ lại có người dám khiêu khích uy nghiêm của thiên tự các, chắc là ông cũng biết rõ, uy áp của thiên tự các không phải là thứ mà một người sắp chết như ông có thể đụng tới. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, ông lão họ Triệu và những người còn lại đều bùng phát thứ hơi thở kinh người. Bọn họ đều rất mạnh. Tuy không bằng hồn cháu nhưng cũng là người mà thiên tự các sàng lọc tầng tầng lớp lớp để chọn lựa, không có một người nào, một võ giả nào ở dưới cảnh giới khai thiên, ông lão họ Triệu đó cũng là đăng thiên đỉnh phong, chỉ cách hồn châu vài bậc nhỏ. 2. Vào thời khắc này, Tào Nam Thiên Văn luôn im lặng chợt thở dài, cuối cùng quyết định đi tới, sóng vai với hồn cháu, tôi nói này, dù các người muốn ra tay thì cũng phải chờ Trần Bát Hoang cất cố nguyên của Minh ra đã chứ, không phải sao? Cần gì phải gấp như vậy, đúng chứ? Ông ta vừa nói xong. Tất cả mọi người lập tức rung động. Đó là Tào Nam Thiên. Nên biết rằng, lời ông ta nói không chỉ đại diện cho cá nhân, mà còn đại diện cho cả phòng đấu giá Hằng Thiên Các, cũng có thể đại diện cho cả Thánh Địa Viễn Cố, Thánh Địa Thái Thương. Tuy rằng, địa vị của ông ta ở Thánh Địa cũng không cao, nhưng cái không cao đó cũng chỉ được tính trong Thánh Địa Thái Thương mà thôi, với Sơn Trang Đại Triệu. Huyền Phượng gì gì đó, thậm chí là cả thiên tự các, cùng với thế lực phía sau, cũng có sức uy hiếp nhất định. Nói thế tức là, dù hồn châu đòi sống đòi chết, muốn kéo thêm mấy cái mạng làm đệm lưng, thì thiên tự các vẫn có thế không ngó ngàng tới, phớt lờ đi. Thế nhưng, Tào Nam Thiên nói, thì bọn họ phải cẩn thận suy nghĩ. Tôi có đề nghị thế này, mong anh Triệu có thế nghe một lát, Tào Nam Thiên không nhanh không chậm, thong thả nói. Tôi đề nghị rằng dù kết quả thế nào, cũng phải chờ Trần Bát Hoang cắt cổ nguyên ra đã. Thứ nhất, là để lão già như tôi tin phục, thứ hai là không mất đi sự công bằng. Triệu Bàn Thăng, ông thấy thế nào? Không nên vì Quách Khai là người đại Triệu, bản thân ông cũng thế mà không thể giữ nổi dù chỉ là một chút công bằng đơn giản nhất chứ nhỉ? Thời gian của mọi người quý giá cách mấy, cũng không vội một lúc nhất thời mà, phải không? Thì ra, ông lão họ Triệu đó tên là Triệu Bàn Thăng. Triệu Bàn Thẳng hết sức bình tĩnh, trong lòng không vui vẻ gì, nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Nói chân ra, ông ta cũng chỉ là một người làm công trong thiên tự các mà thôi, còn Tào Nam Thiên lại là các chủ Hăng Thiên Các. Địa vị của người ta cao hơn ông ta rất nhiều, hôm nay nếu ông ta không cho Trần Bát Hoang cất đá, nói không chừng chuyện này sẽ vang đến tai các chủ thiên tự các. Cũng được. Triệu Bàn Thăng buộc lòng phải lên tiếng, nếu Tào các chủ đã nói như vậy, thì... Họ Triệu tôi tất nhiên không dám cãi, nhưng, tôi cũng phải nói trước, quy tắc của thiên tự các không thể phá vỡ, sau khi cắt cổ nguyên ra, nếu như giá trị không bằng Quách Khai, thì xin lỗi nha, mạng của hắn buộc phải lấy, mong là khi đó Tào các chủ đừng nhúng tay vào nữa. Ông yên tâm, nếu sự thật là như thế, tôi nhất định sẽ không tham gia vào, Tào Nam Thiên nói, Tào Nam Thiên tôi là người giữ nguyên tắc. Khóe miệng Triệu Bàn Thăng giật. Giật. Giữ cái quần nè. Toàn bộ thành Bồng Lai này ai mà chả biết Tào Nam Thiên là người không chịu tuân thủ quy củ nhất, giữ cái mốc xì hả. Nhưng Triệu Bàn Thăng cũng không tiện nói ra. Dù thế nào, một khi Trần Đức thua, mạng của anh phải nằm lại ở đây. Quách Khai, cậu tạm thời nhịn một lát, quay về đi, ngược lại, Triệu Bàn Thăng nói với Quách Khai, Tào các chủ nói đúng, công bằng là phải có. Quách Khai nhíu mày, có chút khó chịu. Thế nhưng... Trước có Hồn Châu, sau có Tào Thiên Nam, hắn ta cũng không dám hành động lỗ mãng, đành phải thu kiếm Trần Bát Hoang, mày đúng là hèn đến mức tao phải mở mang tầm mắt, cả cái rắm cũng không dám thả, ha ha ha. Thản nhiên cười cợt một câu. Quách Khai quay về chỗ cũ. Người của thiên tự các giống với Triệu Bàn Thăng cũng lặng lẽ lùi lại. Cậu Trần, trước mắt tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, tiếp theo, phải xem cậu làm thế nào rồi, Tào Nam Thiên trở lại bên cạnh Trần Đức. Thản nhiên nói. Được, cảm ơn Tào các chủ. Trần Đức mỉm cười, ấn tượng của anh với Tào Nam Thiên cũng tốt hơn rất nhiều. Cũng đúng thôi. Bởi vì câu trước mắt tôi chỉ thế giúp cậu đến đây có nghĩa là, dù Trần Đức cắt cổ nguyên ra không bằng đám Quách Khai, thì ông ta vẫn sẽ giúp tiếp. Người này,
cũng khá là thú vị, có thể nói là khác hẳn với Hồn Châu. Tào Nam Thiên thuộc dạng không bàn đến nguyên tắc, danh ma như cáo già, còn Hồn Châu cũng không tuân thủ quy củ mấy, nhưng ông ta sẽ không kéo dài thời gian, chỉ biết dùng mạng để đánh đổi, rất ngay thẳng. Trần Bát Hoang, còn nghệt mặt ra đó làm gì mà chưa chịu cắt đá nữa. Cứ kéo dài thế này cũng không có ý nghĩa gì đâu, Triệu Bàn Thăng thản nhiên nói, trong câu nói đó là sát ý, hệt như Trần Đức mà không chịu cắt ra thì ông ta sẽ ra tay bất kỳ lúc nào. Danh con, nhanh cái tay lên, mọi người vẫn đang chờ đây, Vạn Cửu Khung lại ha ha cười lạnh. Đúng đó, sớm hay muộn gì cũng sẽ tới, cứ kéo dài thời gian thế này, đừng nói là Triệu tiền bối không tha, mà những người tham gia cược đá như chúng tôi cũng sẽ không dung thứ cho anh đâu, Sở Kiều khinh thường nói. Anh là đàn ông thì nhanh cái tay. Lên. Trần Bát Hoang, đừng lãng phí thời gian. Nhanh lên, tôi còn đang chờ chia nguyên thạch đây mà. Cắt một cổ nguyên thôi mà định dùng hết 10 năm hay gì đấy, mẹ nó đừng có lãng phí thời gian. Những câu nói vang lên như thủy triều, giọng nói của người nào cũng đầy khinh thường, tất cả đều châm chọc, không ai tin Trần Đức có thể thắng. Trần Đức cũng không mấy quan tâm đến những lời nói đó. Trước mặt bao người. Cuối cùng, anh cũng di chuyển tảng cổ nguyên cao hơn 300 mét ra phía trước, đặt ngang nó ngay trước mặt. Đồng thời, chọn một vị trí, hóa một trưởng thành đao. Một đao rơi xuống. Ầm, khoảnh khắc nó rơi xuống. Bầu trời vốn sáng sủa, không có bất kỳ động tĩnh gì đột nhiên vang lên tiếng sấm rền. Tiếng sấm đó, như tiếng thứ gì nổ mạnh, cứ thế vang vọng bên tai tất cả mọi người mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Khiến mọi người ở Thiên Tự Các đều giật mình, hồn suýt bay mất. Chuyện gì thế này? Âm thanh đó là gì thế? Sao lại như vậy? Đang yên đang lành lại có tiếng sấm. Chẳng lẽ có người sắp độ kiếp ư? Tất cả mọi người đều tò mò, khó hiểu. Đang yên đang lành lại có tiếng sấm. Cả đám nhìn lên trời, lại không phát hiện điều kỳ lạ gì. Sau tiếng sấm đó thì bầu trời cũng trở lại yên bình, không chút gợn sóng. Chẳng lẽ... là do Trần Bát Hoang cắt đá tạo thành, bên cạnh Lý Tài Nhất, một ông lão khó hiểu, nghi ngờ nhìn về phía Trần Đức. Đùa cái gì thế lão già, cắt đá tạo ra tiếng sấm. Ông Tống, đầu óc ông còn ổn không, ông lão vừa mới hỏi một câu đã bị Lý Tài Nhất bác bỏ. Người già rồi, đầu óc cũng có vấn đề hả, Trần Bát Hoang tạo ra ư. Ông nghĩ chuyện đó có thể xảy ra không, Vạn Cửu Khung liên tục lắc đầu, trong mắt là vẻ thương hại. Thầm nghĩ xem sau này mình già rồi có hồ đồ như thế không? Chắc là có người độ kiếp ấy. Chắc thế, nếu không sao tự dưng lại có tiếng sấm, không biết là ai đột phá nữa. Những tiếng bàn tán vang vọng quảng trường cổ nguyên, không ai liên kết tiếng sấm đó với Trần Đức. Dù sao thì, tảng đá khổng lồ của Trần Đức trông cũng bình thường, dù bên trong có thứ gì tốt, cũng không thể tạo ra tiếng động sau một đao cắt xuống được, lại càng không thể tạo ra tiếng sấm, đùa cái gì thế? Tiếng sấm đó cũng khiến Trần Đức hoảng sợ. Người khác không biết. Nhưng, bản thân anh có thể cảm nhận rất rõ, tiếng sấm đó chắc chắn là do một đao tạo nên. Cổ nguyên này rốt cuộc chứa thứ gì vậy? Trần Đức thì thào tự nói, cũng tò mò. Tuy anh có thể nhận ra sự bất phàm của cổ nguyên, nhưng lại hoàn toàn không biết bên trong có gì, chẳng có chút manh mối nào. Cẩn thận một chút, hiếm khi thấy Thiên Yêu Hoàng có vẻ nghiêm trọng, không hiểu sao, tôi lại có linh cảm chẳng lành. Trần Đức khẽ vuốt cằm. Vì muốn cẩn thận hơn, nên lần này, anh không dùng trưởng đao nữa, mà lùi về phía sau từng bước, dùng nguyên khí ngưng kết thành một con dao, bắt đầu cắt nhát thứ hai. Dao cắt xuống, đá nứt ra. Cùng với lần cắt thứ hai này, bầu trời đã trở về yên tĩnh lại một lần nữa vang lên tiếng sấm. Thế nhưng, lần này, tiếng sấm mạnh hơn, gần như vang vọng trên đỉnh đầu mọi người. Có thể cảm nhận rất rõ, cả quảng trường cổ nguyên cũng rung lên theo tiếng sấm rền, có khá nhiều cổ nguyên chấn động xuất hiện cả vết nứt. Má ơi! Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì? Một đám võ giả chẳng hiểu mô tê gì, ánh mắt trợn tròn, rất nhiều người phát hiện ra thời gian của tiếng sấm thứ nhất và thứ hai đều trùng với hai lần cắt đá của Trần Đức, thời gian nó biến mất cũng trùng khớp. Cái này là trùng hợp, hay là do cổ nguyên đó gây ra thật? Đám Vạn Cửu Khung, Quách Khai, Sở Kiều, Triệu Bàn Thăng đứng gần Trần Đức cũng chú ý tới tình huống này, đồng tử bọn họ đều co rụt lại. Không thể nào, chắc chắn là trùng hợp,
Quách Khai lắc đầu, dù thế nào hắn ta cũng không tin tảng cổ nguyên này có thể kéo thiên lôi tới, đó tuyệt đối là chuyện không thể, chưa từng có chuyện nào như thế xảy ra. Vạn Cửu Khung cũng không tin. Mau lên, đi hỏi xem gần đây có người nào đang độ kiếp không, Triệu Bàn Thăng gọi một người tới, ra lệnh. Trên thực tế, không phải là đám người này không muốn tin, mà điều đó thật sự là không tưởng, cắt đá tạo thành tiếng sấm, là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra được. Cả Thanh Ngưu được cắt ra từ tảng đá của Đinh Nghi có đôi mắt nhìn đá trời sinh cũng không tạo ra tình huống này. Huống chi, đó mới chỉ là đao thứ hai. Khi người đó chuẩn bị đi điều tra thì lại là một tiếng sấm vang vọng. Trần Đức đã cắt thêm đao thứ ba. Ngay sau đó, tốc độ của anh ngày càng nhanh, ngày càng vội vã. Đao thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Mỗi lần lưỡi dao của anh rơi xuống, lại có tiếng sấm mãnh liệt vang vọng, khiến cả quảng trường cổ nguyên, thậm chí là thiên tự các không còn yên tĩnh nữa, cả đống cổ nguyên như bị thứ gì đó ảnh hưởng, run lên lạch cạch, có vẻ đang lo lắng điều gì đó. Lưỡi dao không ngừng, tiếng sấm không dứt. Tào Nam Thiên kìm lòng không đậu nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào Trần Đức, trong khoảng thời gian ngắn, ông ta không biết phải nói gì. Hồn Châu trước đó vẫn còn nghi ngờ, thậm chí là cắt đứt hết mọi quan hệ với Trần Đức cũng sửng sốt, như bị sét đánh trúng, đứng nghệt mặt ở đó không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm tảng cổ nguyên kia. Chẳng lẽ bên trong cổ nguyên thật sự, có bảo bối? Nghĩ tới biểu hiện của Trần Bát Hoang, cùng với câu bảo ông ta chờ kết quả, Hồn Châu lập tức sửng sốt. Hay là, ngay từ đầu, Trần Bát Hoang, đã muốn gài bẫy Vạn Cửu Khung rồi. Càng nghĩ, Hồn Châu càng thấy điều đó khá đúng. Trái tim bị bóp chặt, cuối cùng cũng thoáng buông lỏng. Chỉ là, kết quả cụ thể thế nào còn phải chờ cổ nguyên được cắt xong. Nhớ tiếng sấm đó chỉ là báo hiệu cho trời mưa thì sao? Đến tận lúc này, nếu mọi người vẫn không nghĩ tiếng sấm là do Trần Bát Hoang gây ra thì đúng là ngu hết thuốc chữa. Bấy giờ, một đám võ giả đều đanh hết cả mặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bát Hoang đang cắt đá. Sắc mặt của Quách Khai còn khó coi hơn cả người chết. Chán đã đổ mồ hôi lạnh, sắp đứng không vững nữa. Vạn Cửu Khung như ăn nhầm phân, sắc mặt ông ta chưa từng khó coi như ngày hôm nay. Đám Lý Tài Nhất cũng không khá hơn chút nào, mặt xám ngoét như cho tàn, đầy tuyệt vọng. Một đao cắt xuống, long trời lở đất. Tảng cổ nguyên của Trần Bát Hoang rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Mới tạo ra được hiện tượng ghê gớm như thế. Một đám võ giả miệng đắng lưỡi khô. Nhất là đám bỏ hết tiền hết của đề cược đá với Trần Bát Hoang, trong đầu chỉ toàn tương hồ, hoàn toàn mất đi tư duy. Không, không, vẫn còn hy vọng, cổ nguyên còn chưa cắt xong, cái gì cũng có thể xảy ra được. Không sai, tất cả đều có thể xảy ra được. Bọn họ chỉ có thể an ủi mình như thế, cả Quách Khai cũng nghĩ vậy, dù đến tận lúc này, hắn ta vẫn không tin Trần Đức có thể cắt ra được thứ gì tốt. Dầm, dầm. Giữa đất trời là tiếng sấm chớp đùng đùng, cả thành Bồng Lai đều có thể nghe thấy, đều nhìn về phía thành thạch, không rõ bên đó xảy ra chuyện gì, có rất nhiều võ giả nghe tiếng chạy qua. Bấy giờ, thiên tự các không ngừng lay động, Trần Đức như đang cắt một đá vương, khiến tất cả cổ nguyên trong tiệm đều run run, như đang sợ hãi. Xảy ra chuyện gì, một cung điện cực kỳ xa hoa bên trong thiên tự các, một người đàn ông đi ra, nhìn về phía quảng trường cổ nguyên, mày nhíu lại. Đó chính là các chủ của Tự Thiên Các, tên Tô Hải Thần. Quảng trường cổ nguyên, Trần Đức vẫn còn đang cắt đá. Cố nguyên hơn 300 mét, chỉ còn chưa tới 100 mét. Răng rắc, lại một đao cắt xuống. Lát cắt như châm phải ngòi nổ. Ngay lúc đó, gió lốc bổng chốc nối lên bốn phía, trên 9 tầng mây, một đám mây đen hiện lên, sắc trời trở nên u ám. Dù là một đám cao thủ ở đó cũng cảm nhận được sự rét lạnh. Đó là rét lạnh đến tận xương tủy. Bất giác, họ dựng lên lớp phòng ngự để chống đỡ. Nhưng, không có ai bảo Trần Đức dừng lại. Anh không thể dừng lại. Thứ nhất, tất cả mọi người ở đó đều muốn nhìn xem rốt cuộc bên trong cổ nguyên là cái gì. Thứ hai, những người tham dự cược đá, chẳng hạn như đám Quách Khai, Sở Kiều, Vạn Cửu Khung thì nhất định phải tận mắt nhìn thấy tảng đá được cắt ra. Họ muốn nhìn xem thứ bên trong đó có thật sự tốt hơn những gì họ cắt được hay không. Ngàn vạn ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Trần Đức cắt đá không rời, như sợ bỏ lỡ thứ gì đó. Toàn bộ quảng trường cổ nguyên đều im phăng phắc, chỉ còn tiếng sấm,
tiếng gió, tiếng tim đập, cùng với tiếng Trần Đức cắt đá. Răng rắc, một lớp đá thật dày được cắt xuống. Cuối cùng, thứ bên trong cổ nguyên cũng đã lộ ra một ít. Cùng lúc đó, trên 9 tầng mây, một tia lửa điện khổng lồ xẹt qua, đánh thẳng xuống chỗ Trần Đức, đánh vào tảng cổ nguyên, khiến cả bầu trời u ám trở nên sáng chói. Tia lửa điện khổng lồ như thiên tiên từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng xuống. Đánh về phía Trần Đức, nhắm thẳng vào cổ nguyên. Cổ nguyên phát sáng. Một góc được cắt ra sáng rực rỡ, chân trời u ám cũng bị tia lửa điện chiếu sáng một mảnh, khiến mọi người mở mắt mà như mù. Đoàng, ầm, sấm và chớp đan xen vào nhau, đánh thẳng xuống cổ nguyên, Trần Đức nhanh tay lẹ mắt dựng lên hàng rào phòng ngự, mới tránh bị vạ lây, mà cổ nguyên thì phải hứng chịu hết. Có điều, mắt thường có thể thấy rõ, tia chớp đó như bị cổ nguyên hấp thu, tia lửa điện quấn quanh cổ nguyên, đan xen rung động. Ti ti. Dầm, y thăng. Một giây sau, cố nguyên bùng nổ. Lớp đá bao bọc bay đầy trời, những vụn đá văng ra xa, uy lực lớn đến mức bán kính vài trăm mét cũng nổ tung vì nó, cát bụi mịt mù, một sức mạnh lấy cổ nguyên làm trung tâm lan ra bốn phía. Võ giả gần đó, kể cả Trần Đức, đều bị đẩy ra ngoài. Đẩy ra xa đâu đó 5, 600 mét mới vất vả dừng chân lại. Cùng lúc đó, tất cả cổ nguyên trong thiên tự các đều nổ tung, ầm ầm vang vọng, dù là bên trong cổ nguyên đó có gì thì cũng hóa thành từng mảnh nhỏ, hóa thành cát bụi, cảnh tượng nhìn mà kinh hãi. Thế nhưng, ngoài quản lý của thiên tự các lòng đau như cắt, thì chẳng có ai quan tâm tới đám cổ nguyên bị hủy đó. Bấy giờ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tảng đá vừa nổ mạnh ở giữa, vẫn không nhúc nhích, nhìn mãi không rời. Bởi vì, bọn họ biết rất rõ. Tảng cổ nguyên đó không bị tia chớp đánh vỡ, mà là thứ gì đó bên trong hấp thu sức mạnh của tia chớp, rồi mượn nó để phá vỡ trói buộc của cổ nguyên. Nói cách khác, thứ nổ là đá, còn thần nguyên bên trong, vẫn còn. Đó không phải là đoán, cũng không phải là suy diễn, vì họ cảm nhận rất rõ, giữa trung tâm của vụ nổ đó có một hơi thở bí ẩn, thần dị đang lan tràn, thứ đó, chẳng hiểu sao lại khiến tất cả rợn tóc gáy, như đang có hàng ngàn mũi nhọn chọc vào lưng. Bụi mù chậm rãi tan đi. Cuối cùng, đồ trong cổ nguyên hoàn toàn hiện ra trong mắt mọi người. Nhìn thấy nó, vô số người ngây ra, con người co rút kịch liệt, sắc mặt trở nên trắng bệch vài phần. Lại là một cỗ quan tài. Không sai, chính là một cỗ quan tài. Bằng gỗ, toàn thân quan tài màu đen, dài hơn 20 mét, chiều rộng khoảng 10 mét. Chất liệu của quan tài rõ ràng là gỗ, nhưng cho người ta một loại cảm giác cứng rắn hơn thép ròng, xung quanh. Quan tài ánh sáng vần quanh, đại đạo chìm nổi, từng tia điện mang vẫn không tản đi, khiến người ta sợ hãi. Chất liệu của quan tài kia là Liêu Thiên Tuyệt, các chủ thiên tự các, thân ảnh của Tô Hải Thần hiện lên, mang theo chấn động nồng nặc, phải rồi, cũng chỉ có Liêu Thiên Tuyệt mới dẫn đến hiện tượng dị thường như vậy. Không chỉ ông ta, trong sân, rất nhiều người nhận ra khí tức và đặc trưng của loại cây này. Chất liệu của quan tài gỗ, quả thật là Liêu Thiên Tuyệt. Kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi một loại nguyên tố đều sẽ sinh ra bảo vật khác nhau. Mà Liêu Thiên Tuyệt chính là tồn tại đứng hàng đầu trong hệ mộc. Thứ đồ này cực kỳ chân quý. Chỉ vì trong khoảnh khắc nó từ dưới đất chui lên thì sẽ bị trời phạt, bị sét đánh. Mỗi lần dài ra 10 cm thì sẽ bị trời áp. Chế. Cho nên mới được đặt tên là Liêu Thiên Tuyệt. Trời cũng muốn diệt nó. Cũng chính vì nó là Liêu Thiên Tuyệt, cho nên khi cắt cổ nguyên ra, trong nháy mắt khi lộ một góc mới dẫn đến sấm sét đánh. Liêu Thiên Tuyệt vốn hiếm hoi, chứng thành cũng không dễ dàng, 99,9%. Liêu Thiên Tuyệt trong đó sẽ chết vào khoảnh khắc chui lên từ dưới đất kia. Cho dù may mắn sống qua lần sét đánh đó, cũng khó mà sinh trưởng cao được. Không chỉ trời muốn áp nó, sinh linh vạn vật thấy nó, tự nhiên cũng sẽ đoạt nó đi, hoặc nuốt chửng. Mà Liêu Thiên Tuyệt chỉ có thế ở nơi sinh tồn mới sống sót được, không thể di chuyển, một khi đoạt đi thì vĩnh viễn định hình, không thể nào trưởng thành nữa. Nhưng, tác dụng của nó cũng tương đối kinh khủng. Một phiến lá liêu nghịch thiên đoạt mệnh, có thể so với quả huyết ngọc tử hải, một cành liễu có thể đâm nứt bầu trời, dù tu sĩ phản hư nắm trong tay cũng có thể quất người cấp thiên. Bởi vì, tồn tại của Liêu Thiên Tuyệt chính là nghịch thiên,
chống lại thiên đạo. Mà tu sĩ thì sao? Cần thuận theo thiên đạo, tương hợp với đạo, cho nên trời sinh một mặt đối lập. Bất luận từ góc độ nào, Liều Thiên Tuyệt đều là chân phẩm hiếm thấy. Nó là bảo vật được ghi lại trong sách lịch sử, sách giáo khoa. Hình thái, đặc trưng và mùi vị của nó, đại thiên thế giới rất rất ít có võ giả không nhận ra. Một cành liễu đã vô cùng chân quý, mà trước mắt thì sao? Quan tài phía trước chủ yếu làm từ thân cây Liễu Thiên Tuyệt, hơn nữa thân cây còn dài đến 20 mét, rộng gần 10 mét. Quan tài kia không có bất kỳ thứ gì hợp lại. Hoàn toàn chế tạo từ gỗ thô. Từng võ giả nuốt nước miếng, Vạn Cửu Khung, Lý Tài Nhất và hơn 8.000 tu sĩ đánh cược với Trần Đức đều ngẩn ra như pho tượng, còn Quách Khai, vào khoảnh khắc hắn ta nhận ra Liễu Thiên Tuyệt thì trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. Không thể nghi ngờ, giá trị cỗ quan tài này đã vượt xa tất cả món đồ của mỗi người bọn họ cắt ra. Thậm chí, đồ tất cả mọi người mở ra, cộng giá trị lại cũng không bằng một nửa cỗ quan tài gỗ kia. Nội tâm các chủ thiên tự các Tô Hải Thần lúc này gần như đang rỉ máu. Liễu Thiên Tuyệt. Đây chính là Liễu Thiên Tuyệt. Tại sao lúc đào cổ nguyên không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào? Bây giờ, Liễu Thiên Tuyệt không chỉ thuộc về người khác, cổ nguyên của thiên tự các bọn họ gần như nổ hết, hủy cả, ngay cả cọng lông cũng không còn. Tổn thất nghiêm trọng. Quả nhiên tên nhãi này không đơn giản, trong lòng Tào Nam Thiên nói nhỏ. Đánh cược đúng rồi. Ông ta đã đánh cược đúng. Trần Bát Hoang thật sự không đơn giản. Liêu Thiên Tuyệt đó thật sự không phải nhờ may mắn có thể mở ra được. Hồn Châu cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Trần Đức, thằng nhóc cậu kỹ năng diễn xuất không tệ, ngay cả tôi cũng bị lừa, thiếu chút nữa tưởng rằng cậu ngốc. Hồn Lão, xin lỗi. Trần Đức mỉm cười. Kỹ thuật diễn không tốt, làm sao kiếm tiền? Nhưng, so với đi thanh toán đã kiếm bao nhiêu tiền thì điều anh tò mò hơn là chiếc quan tài gỗ kia. Bên trong quan tài gỗ rốt cuộc là ai, hay, chứa đồ gì? Anh tin rằng nếu như chỉ là cỗ quan tài, tuyệt đối sẽ không để cổ nguyên phủ đầy thiên đạo, càng không thể khiến người ta có một loại cảm giác khiếp đảm không rõ ràng từ đâu tới. Điều này không chỉ là nghi vấn của Trần Đức, cũng là nghi vấn của tất cả mọi người. Đến khi bụi bặm lắng xuống, sau khi chắc chắn không có biến cố gì, lúc này Trần Đức mới tiến lên phía trước, đi đến quan tài gỗ. Quan tài gò. Độ cao 2-3 mét. Trần Đức đứng trước nó, rõ ràng có phần thấp hơn. Cùng lúc anh qua đó, mấy người Hồn Châu, Tào Nam Thiên, Tô Hải Thần cũng đi tới phía trước quan tài gỗ. Ngoài ra còn có mấy lão giả khá mạnh đi theo, bọn họ cũng muốn tận mắt nhìn bên trong quan tài gỗ là cái gì. Các người muốn làm gì? Đây là của tôi, Trần Đức nhìn Tô Hải Thần và 7-8 cường giả mới lên, mặt đầy cảnh giác, ngăn trước quan tài. Từ đầu đến cuối, ông ta đều tưởng rằng mình đang bố trí một cái hố cho Trần Bát Hoang, biến anh thành tên hề. Bây giờ nhìn lại, ha ha. Vạn Cửu Khung mới thật sự là tên hề. Thu hết tất cả tiền đặt cược. Cuối cùng, Triệu Bàn Thăng đi đến trước mặt Quách Khai. Giờ phút này, Quách Khai đứng cũng không vững, run lấy bấy, Sở Kiều đã sớm cách xa hắn ta, đứng từ xa nhìn, hoàn toàn phủi sạch. Quan hệ, Quách Khai. Giọng nói của Triệu Bàn Thăng rất nặng nề, đưa tiền đặt cược của cậu đây. Được, tôi đóng. Quách Khai lấy ra 10 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm, đưa cho Triệu Bàn Thăng. Còn gì nữa không, thu hồi nguyên thạch, Triệu Bàn Thăng hỏi, giọng nói rất nặng, rất nặng. Tiền bối, ông, thật sự muốn lấy mạng tôi. Xin ông cứu tôi, Quách Khai run rẩy nói, tràn đầy sợ hãi bất an. Không phải tôi muốn lấy mạng cậu, thua chính là thua, hiểu chứ? Tôi không cứu nối cậu đâu, thật ra thì Triệu Bàn Thăng cũng muốn bảo vệ Quách Khai, nhưng ông ta không còn cách nào khác, lúc Tô Hải Thần kêu ông ta đi thu tiền đặt cược, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tất cả. Đây là ý gì, Triệu Bàn Thăng đi theo Tô Hải Thần nhiều năm, làm sao có thể không hiểu? Hôm nay, nếu ông ta không lấy mạng Quách Khai, thì Tô Hải Thần sẽ lấy mạng ông ta. Yên tâm, sau khi cậu đi rồi, nguyên khí hỗn độn của cậu tôi sẽ mang về nhà cậu. Cũng sẽ thông báo đến họ, Triệu Bàn Thăng bổ sung, nếu cậu không thế xuống tay, tôi có thể giúp cậu. Quách Khai im lặng rất lâu. Cuối cùng vẫn là từ bỏ đấu tranh. Phải. Hắn ta rất nổi tiếng ở đại thiên thế giới, xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng ngàn tuổi, có danh hiệu chiến thần,
cảnh giới rất cao, thực lực cũng mạnh. Nhưng như vậy thì sao? Ở đây dù là Hồn Châu, Tào Nam Thiên hay Tô Hải Thần, nào có ai không thể giết hắn ta trong nháy mắt. Nếu như hắn ta phản kháng, kết quả chỉ có thảm hại hơn. Dù sao cũng phải chết. Chỉ bằng cứ chết có khí phách một chút. Tôi, Quách Khai đồng ý thua cuộc, Quách Khai lại một lần nữa rút ra trường kiếm bên hông, chỉ có điều lần này không phải giết Trần Đức, mà là giết chính mình. Keng! Một đường bạch quang lóe lên. Quách Khai khống chế kiếm, trực tiếp đâm vào tim, xuyên thủng thần hồn. Trong khoảnh khắc, chiến thần Quách Khai của Đại Triệu. Chết! Từng ánh mắt rơi trên thi thể của hắn ta, có một loại cảm giác hư ảo như đang nằm mơ. Ai có thế ngờ, chiến thần Đại Triệu Quách Khai đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng ngàn tuổi chết vì một trận cá cược. Cả đời hắn ta kết thúc quả thật hài hước, tức cười. Nhưng, không một ai thương hại. Tự làm tự chịu, là hắn muốn đưa mạng ra đánh cược, không phải sao? Triệu Bàn Thăng cầm hết túi càn khôn này đến túi càn khôn khác đi đến bên cạnh Trần Đức. Cậu Trần, đây là tiền đặt cược cậu thắng được, mời cậu kiểm tra. Nhận lấy một đống túi càn khôn, thần niệm quét qua. 500 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm, không nhiều không ít. Trần Đức hài lòng cất vào Tiếu Thiên Địa, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. 500 triệu cân nguyên thạch thượng phẩm đó, những nguyên thạch thượng phẩm này chỉ cần anh đồng ý, cho dù thành lập một thế lực nhỏ cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, về việc thành lập thế lực gì đó, tạm thời anh vẫn chưa có hứng thú, ở đại thiên thế giới này, thực lực của anh vẫn còn quá yếu, dù thành lập thế lực cũng giống như tạo một chiếc thuyền lá nhỏ trong đại dương, mưa gió lay động, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng chôn. Bùi, Thiên Tự Các không tệ, Trần Đức có chút tán thưởng, chẳng trách nơi này có thể yên tâm to gan đánh cược, có chế độ như vậy, không cần phải lo lắng thắng rồi không thu lại nguyên thạch. Còn Quách Khai, chết cũng đã chết rồi. Nói khó nghe một chút. Với tính cách này của Quách Khai, chết cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, huống chi lần này hắn ta tự tìm đến, nhưng hắn ta tự sát ngược lại khiến anh rất bất ngờ. Nói thế nào nhỉ, cho dù là nguyên nhân gì khiến hắn ta từ bỏ kháng cự, hắn ta dứt khoát tự sát, cũng miễn cưỡng xem như là nam tử hán. Cậu Trần, lúc này, trong đầu Trần Đức đột nhiên vang lên tiếng của lão yêu hoàng, trước quan tài gỗ có hai chữ, nhắc nhở những người này, ngàn vạn lần đừng đọc lên. Nếu không sẽ gặp phải tai bay vạ gió. Hả? Trần Đức khẽ kinh ngạc. Có chữ. Ánh mắt Trần Đức khẽ rời đi. Quả nhiên ở phía trước cỗ quan tài có khắc một vài đường vân. Những đường vân này liền một trò, hình như tạo thành hai chữ. Nhưng kiểu chữ quá cũ, quá cổ quái, Trần Đức cũng không nhận ra. Được, tôi sẽ nhắc nhở bọn họ. Trần Đức âm thầm đồng ý. Đột nhiên, đang định mở miệng, Tào Nam Thiên bỗng cười ha ha hai tiếng. Thiên Tự Các không hổ danh là Thiên Tự Các, có trách nhiệm, tốt lắm, đánh cược đã kết thúc, tôi và người anh em Trần, còn có anh hồn, không quấy rầy chư vị nữa. Nói đến đây, Tào Nam Thiên lại đưa mắt nhìn sang Trần Đức, người anh em Trần, thu hồi quan tài này, chúng ta đi thôi. Trần Đức mặt đầy dấu hỏi, cái này, không phải nói xong sẽ cho Tô Hải Thần bọn họ xem một chút sao? Lúc anh còn đang nghi ngờ. Thần thức của Tào Nam Thiên truyền âm vang lên bên tai Trần Đức, người anh em Trần, vừa rồi tôi nói chỉ là lý do để bọn họ thu tiền đánh cược về thôi, có thể sử dụng Liễu Thiên Tuyệt, người hoặc vật trong quan tài nhất định rất kinh khủng, ở đây đông người phức tạp, lát nữa rất có thể còn có người mạnh hơn đến đây, quả thực không thích hợp mở quan tài. Đừng nhìn quy củ của Thiên Tự Các tốt như vậy, nhưng gặp phải cường giả chân chính, những quy củ này chính là cái rắm, vẫn nên rời đi. Tào Nam Thiên không hổ danh là Lão Hồ Ly, cực kỳ tinh danh, vài ba lời đã phân tích ra hơn thiệt. Những hơn thiệt này đương nhiên Trần Đức cũng biết. Nhưng vừa nghĩ đến trước đó Tào Nam Thiên còn đáp ứng, sau vài phút liền đổi ý, người này thật sự là tùy tính. Anh Tào, không phải nói xong. Không đợi Trần Đức trả lời, Tô Hải Thần đã mở miệng trước, nhưng lời ông ta vừa dứt, Tào Nam Thiên liền cắt lời, trực tiếp đá nổi, ai, anh Tô, nói xong gì chứ? Đồ không phải của tôi nói cho ông nhìn thì ông có thể nhìn. Vậy tôi nói Thiên Tự Các là nhà tôi, ông chịu không? Đã sống 20-30 ngàn năm rồi, lẽ nào điểm này cũng không rõ? Khóe miệng Tô Hải Thần giật giật. Người này, thật đúng là nổi tiếng không biết xấu hổ. Tào các chủ nói không sai, ông ta nói cho các ông nhìn thì để các ông nhìn, vậy tôi thật mất mặt, Trần Đức mặt không đỏ không thớ mạnh,
phối hợp diễn xuất với Tào Nam Thiên, được rồi, trận đánh cược tôi cũng đã thắng, cảm ơn quà tặng của mấy người, sau này. Hữu duyên gặp lại. Đờ mờ. Mấy lão già bao gồm cả Tô Hải Thần, từng người đều muốn ói máu. Con mẹ nó. Lưỡi hái vung lên, cắt mất nhiều rau hẹ như vậy rồi muốn đi. Xong xuôi liền nghĩ đến chạy. Tôi vẫn đề nghị vị tiểu đạo hữu nên ở lâu hơn một chút, chính vào lúc này, một giọng nói vang lên, một người đàn ông từ xa đi tới, bóng người huyền ảo, đi mấy bước đã đến trước mặt mọi người. Người đàn ông trung niên rất mạnh. Toàn thân mặc áo khoác màu xanh, vóc dáng khôi ngô, ngũ quan nổi bật, có chút giống người phương Tây ở địa cầu, ông ta vừa xuất hiện, cho dù là Tào Nam Thiên hay Tô Hải Thần cũng có chút kinh hãi. Bởi vì, người này, chính là Vương Hoắc, người đứng đầu thiên ngoại động thiên. Thực lực của ông ta rất mạnh, ít cũng phải thực lực lăng thiên 7 giai 8 giai. Lần này cũng là tới tham gia tiệc của Đạo Định Thiên. Trước khi hạ xuống trước Trần Đức, trong giọng nói Vương Hoắc mang theo vài phần chĩa mũi. Loại bảo vật này đều chấn động cả bầu trời, vẫn nên để mọi người cùng xem tốt hơn, nếu tự mang đi, tôi lo lắng thiếu đạo hữu vô phúc chịu đựng. Vương Hoắc, Tào Nam Thiên cau mày, nơi này không phải là phương ngoại động thiên mấy người, chẳng lẽ người anh em chân muốn đi, ông còn muốn ngăn cản sao? Không coi Hương Mãn Viên và Hằng Thiên Các ra gì. Không không không. Vương Hoắc lắc đầu liên tục, bình thản nói. Không phải một mình tôi muốn đế vị đạo hữu này rời đi, mà rất nhiều người muốn giữ hắn lại làm khách. Lời vừa dứt, không gian này trực tiếp bị một sức mạnh vô danh bao phủ. Từng luồng khí tức cực kỳ mạnh như mạng nhện lan tràn bốn phương tám hướng. Gần như cùng dây đó thăng. Từng bóng người đột ngột hiện lên, đi từ đằng xa đến, vẻ mặt ung dung, tùy ý tự nhiên. Tổng cộng 16 người. 16 người này, nữ có nam có. Cho dù nam hay nữ, bọn họ đều có chung một đặc điểm. Rất mạnh, không yếu hơn Vương Hoắc. Thậm chí, trong đó có ba người đàn ông và một người phụ nữ, khí tức bọn họ còn mạnh hơn Vương Hoắc, mạnh hơn rất rất nhiều, sâu không lường được. 16 người từ bốn phương tám hướng đạp không tới. Mấy bước liền hạ xuống đây. Cái này, bọn họ đều là bá chủ một phương của Tây Thần Châu. Ngay cả những người này cũng bị kinh động. Khí tức quá khủng khiếp. Sự xuất hiện của những người này lập tức dẫn đến một trận náo động, người của Thiên Tự Các cũng ngày càng nhiều, người đến đông đúc tấp nập. Nhưng, cho dù đông người đi nữa, bọn họ cũng không dám bước vào trong vòng 500 mét có 16 người. Ngay cả Vạn Cửu Khung cũng lặng lẽ lùi xa, ở trước mặt những người này, Vạn Cửu Khung hoàn toàn là một tên hề chân chính, căn bản không có chỗ đứng. Những người này là ai? Trần Đức dựa theo mặt bọn họ, dùng thiên cơ thuật thăm dò trong tin tức không gian. Thân phận bọn họ rất cao, không khó tìm. Ngoại trừ Vương Hoắc ra, ba người đàn ông mạnh nhất lần lượt là Đại Trướng Lão Huyền Ngô Thanh Phong đến từ Thiên La Thần Điện, Phủ Chủ Tôn Thánh Thanh của Huyền Lôi Phủ, Tam Giáo Chủ Trung Hạo Nhiên của Âm Dương Thánh Giáo. Mà người phụ nữ tên là Diêu Diệc Khả đến từ tộc Bách Hoa. Đúng, chính là tộc Bách Hoa mà tôi ở. Mà Diêu Diệc Khả là một trong những trưởng lão của tộc Bách Hoa. 14 người còn lại, hoặc là trưởng lão, hoặc là người đứng đầu một phe thế lực, thân phận địa vị cũng cao tới đáng sợ. Những thế lực này có lẽ không tính là thế lực hạng nhất gì trong đại thiên thế giới, chỉ hạng 2 hạng 3, nhưng ở nơi vạn tộc mọc như rừng, có đại lục đếm không hết người, có thế xếp vào hạng 3 đã là thế lực tương đối kinh khủng. Hạng 2 hạng 3 đại thiên thế giới. Với vân tiêu giới và vị trí gần giống vân tiêu giới mà nói cũng là cao cấp trong cao cấp, giống như các tiến sĩ hạng 2 hạng 3 của Thanh Hoa Bắc Đại, thả vào vườn trẻ, không thể so sánh nổi. Đặc biệt là, 16 người này không một ngoại lệ, đều là người có quyền phát biểu tương đối lớn và địa vị cực cao trong các thế lực đó. Bọn họ vừa đến, toàn bộ trong ngoài Thiên Tự Các đều vang dội, đầy ắp người, liên tục có người chạy đến, muốn nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong 10 cái hít thở, người không liên quan, lập tức cút, hơn 10 bóng người hạ xuống, trưởng lão Ngô Thanh Phong của Thiên La Thần Điện phát ra âm thanh như chuông lớn đại lữ, không có bất kỳ thương lượng, hoàn toàn là thông báo, là mệnh lên, trực tiếp bảo những người khác cút, không một chút khách khí. Nhưng, không ai dám phản bác, lại không ai dám nói một chữ, không. Bên trong Thiên Tự Các, từng tu sĩ rời đi với tốc độ nhanh nhất, bao gồm Sở Kiều. Bao gồm Vạn Cửu Khung,
bao gồm Lý Tài Nhất và Triệu Bàn Thăng. Đám người Ngô Thanh Phong này chưa đến, ở đây có lẽ còn có đường cho bọn họ nói chuyện, bây giờ. Bọn họ chỉ là thằng em trai mà thôi. Không đến 10 cái hít thở. Nhất thời, toàn bộ Thiên Tự Các im lặng, trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại Trần Đức, Hồn Châu, Tào Nam Thiên, Tô Hải Thần, Vương Hoắc, cộng thêm 16 người mới tới. Thậm chí mấy lão giả trước đó mần theo Tô Hải Thần đi lên xem cũng sớm đã cút đi, toàn bộ quá trình lanh lẹ dứt khoát, đối với mệnh lệnh của Ngô Thanh Phong, ngay cả đánh giám cũng không dám. Đây chính là cường giả. Đây chính là thực lực. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, người dù có nhiều hay không bằng lòng đi nữa cũng phải cút. Tiếp đó, Ngô Thanh Phong quay đầu, nhìn về phía Trần Đức, thản nhiên nói, anh bạn nhỏ, tôi nghe nói cậu muốn đi. Nếu muốn đi thì có thể lập tức rời đi, tôi nghĩ không có bất kỳ ai có thể giữ cậu lại. Sắc mặt Trần Đức trầm xuống, trở nên rất khó coi. Ý trong lời nói của ông ta rất dễ hiểu. Trần Đức có thể đi, nhưng đồ phải để lại. Ngô Thanh Phong này đúng thật ngang tàng. Tào các chủ, sao vậy, còn có gì muốn nói không? Vương Hoặc nhìn về phía Tào Nam Thiên, mang theo một tia cười lạnh, hỏi. Sắc mặt Tào Nam Thiên cũng không tốt lắm. Nói như thế nào đây? Mặc dù sau lưng ông ta là Thánh Địa Thái Thương, nhưng ông ta không đại diện nổi cho Thánh Địa Thái Thương rồi, ở trước mặt 16 người này, ông ta tương đương với thân cô thế cô. Đặc biệt là bốn người Ngô Thanh Phong, Tôn Thánh Thanh, Trung Hạo Nhiên, Diêu Diệc Khả đều ở đây, nếu ông ta muốn dẫn Trần Đức đi, rất khó, có thể nói. Căn bản không thể. Đừng nói một mình ông ta. Dù cộng thêm Hồn Châu cũng tuyệt đối không một chút hy vọng. Phải biết ra ngoại trừ bốn người này ra còn có Vương Hoắc, Tô Hải Thần và 12 người khác. Tào Nam Thiên tự nhận mình không phải đối thủ của bọn họ. Nhất thời, ông ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Tôi có lời muốn nói. Nhưng, chẳng ai ngờ. Ngô Thanh Phong vừa dứt lời, Hồn Châu đột nhiên lên tiếng, ông ta đi ra từ bên cạnh Trần Đức, mấy bước liền đến phía trước quan tài, chặn phía sau, nhìn chằm chằm Ngô Thanh Phong. Đồ là của Trần Bát Hoang, cậu ta không muốn các người nhìn, vậy thì các người tốt nhất đừng nhìn, vẫn là câu nói kia, nếu như Trần Bát Hoang không đồng ý, các người muốn nhìn, vậy thì bước qua xác lão phu đi. Lời này, là lần thứ hai Hồn Châu nói. Nhưng lần trước nói với lần này nói, hoàn cảnh không giống nhau. Trước đó là để trả Trần Đức một ân huệ, cũng là để hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với anh. Lúc này ông ta đã phục thật rồi. Bắt đầu từ lúc Liễu Thiên Tuyệt xuất hiện, ông ta đã phục Trần Đức sát đất, tuy hiện giờ ông ta đã lớn tuổi, mấy chục ngàn tuổi, nhưng ông ta bỗng nổi lên một ý nghĩ. Đi theo Trần Bát Hoang. Đúng thế. Đi theo Trần Bát Hoang. Suy nghĩ này rất đáng sợ, phải biết rằng, Trần Đức không những nhỏ tuổi hơn ông ta, mà còn hòn yếu hơn ông ta. Nhưng ông ta lại nổi lên ý nghĩ này. Có lẽ ông ta đã bị khuất phục trước sức hút của Trần Đức. Hồn Châu không hiểu cũng không cần phải hiểu, chỉ cần chắc chắn chuyện này, Hồn Châu sẽ không thay đổi. Lần này đứng ra, ông ta không chỉ báo đáp quả huyết ngọc tử hải của Trần Đức, mà còn thể hiện mong muốn đi theo anh. Ồ, thú vị, Ngô Thanh Phong cười lạnh lùng, nói như vậy, ông muốn một mình đối kháng với tất cả chúng tôi. Đúng thế, Hồn Châu trả lời rất đơn giản, không nghe ra sự sợ hãi, lo lắng nào. Ha ha ha, rất tốt. Thật không nhìn ra ông già này còn rất khí phách, Tôn Thánh Thanh của Huyền Lôi Phủ bật cười, ông ta có khuôn mặt tròn trịa, dáng người hơi mập, trong đôi mắt phượng lóe lên vẻ băng lạnh, tôi thích người không sợ chết. Nói đến đây, ông ta chuyến giọng, nói, càng thích đế người không sợ chết biết sợ. Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên, Tôn Thánh Thanh trực tiếp ra tay, vô cùng quyết đoán. Động ấn quyết, lập tức tung ra một trường, gió thối từng trận giữa trời đất, hư không méo mó. Bầu trời vốn u ám trở nên càng u ám hơn, vừa ra trường, như con mãnh thú ra khỏi chuồng, ảo ảnh liên tiếp, mang theo dao động vô cùng đáng sợ giáng xuống. Hồn Châu phản ứng rất nhanh, ngay lập tức hành động, tiến lên tiếp chiêu, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa ông ta và Tôn Thánh Thanh quá lớn, Tôn Thánh Thanh là cường giả đạo cấp, cảnh giới nhân đạo. Tuy ông ta chỉ là bậc hai cảnh giới nhân đạo, nhưng cũng cao hơn một cảnh giới lớn. Hồn Châu cũng không phải là yêu nghiệt như Trần Bát Hoang, đừng nói vượt cảnh giới lớn tác chiến, chỉ vượt một hai cảnh giới nhỏ thôi cũng gần như là không thế nào. Trong phút chốc, không đếm xuế được bao nhiêu trưởng giáng xuống,
mỗi một chưởng đều mang theo thần uy đại đạo, như thiên thần giáng xuống, đánh một cách chuẩn xác. Thụt, toàn thân hồn châu đẫm máu, từ trên xuống dưới không có chỗ nào lành lặn, cơ thể già nua bò dưới đất, đau đớn khiến ông ta không ngừng run lên bần bật. Tôn Thánh Thanh ra tay quá nhanh, tốc độ đó đã vượt qua nhận thức hiện tại của Trần Đức, đợi anh phản ứng lại, hồn châu đã nằm dưới đất, thương nặng gần chết. Ông hồn, gì? Trần Đức lo lắng muốn tiến lên, nhưng bị Tào Nam Thiên ngăn lại, trầm giọng nói, nếu cậu qua đó, Tôn Thánh Thanh sẽ mượn cớ giết cậu. Đôi mắt Trần Đức đỏ bừng, bị Tào Nam Thiên giam giữ, nhất thời không thể thoát ra, anh hầm hầm lướt nhìn từng người có mặt ở quảng trường. Vẻ cao ngạo của Ngô Thanh Phong, sự cay độc của Tôn Thánh Thanh, cùng ánh mắt lạnh lùng bàng quan của Trung Hạo Nhiên, Diêu Diệc Khả và những người khác. Những người này quá cay độc. Trong lòng Trần Đức nổi lên sát ý sôi sục. Đồng thời, Trần Đức vô cùng cảm động vì Hồn Châu đã đứng ra. Ai cũng biết Hồn Châu đứng ra gần như sẽ chết chắc. Bản thân Hồn Châu chắc chắn cũng biết, nhưng ông ta biết rõ sẽ chết mà vẫn làm vậy, ở thế giới đại thiên này, có thể có mấy người như vậy. Như Tào Nam Thiên cũng rất nhát gan khi đối diện với đám người này, lựa chọn cách nhân nhượng để bảo toàn bản thân, chẳng phải sao. Người như Hồn Châu không đáng chết. Trần Đức tuyệt đối không thể để ông ta chết. Cậu nhóc, làm sao, cậu không phục hả? Tôn Thánh Thanh nhìn ánh mắt của Trần Đức, cũng không để ý, khinh miệt. Nói, nhìn ánh mắt của cậu là muốn giết tôi phải không? Ha ha, đến đây, lên thử xem. Tôi đứng yên ở đây cho cậu giết, xem cậu có thể động vào một cọng lông của tôi không? Ha ha, Tôn Thánh Thanh nói xong, trực tiếp không nhìn đến Trần Đức. Sau đó lại một chưởng giáng về phía Hồn Châu. Hồn Châu bị thương càng nặng hơn, miệng không ngừng chảy máu. Nhưng ông ta vẫn chưa chết. Không phải ông ta có sức sống kiên cường, mà là Tôn Thánh Thanh cố ý không giết ông ta. Ông già, chẳng phải ông rất khí phách à? Ha ha, sợ chưa? Tôn Thánh Thanh thản nhiên nói, lần sau muốn bảo vệ người khác, cũng phải có thực lực, hiểu chưa? Trước mặt mấy người chúng tôi, ông là cái thá gì mà có quyền lên tiếng? Sợ, sợ, sợ cái đầu ông. Hồn Châu run người, đôi mắt đầy máu, chậm chậm, khó khăn cố gắng muốn bỏ đứng lên, nhìn chằm chằm Tôn Thánh Thanh, nói cũng rất khó khăn, nhưng cái miệng vẫn không buông tha. Thích thế hiện, khoe tài hả? Tôn Thánh Thanh ra tay lần nữa, sử dụng hết các thủ đoạn, ông ta kiểm soát lực đạo rất tốt, vừa không để Hồn Châu chết, lại vừa để Hồn Châu phải chịu dày vò. Lúc này, Hồn Châu sống không bằng chết còn hơn sống không bằng chết, hoàn thân nóng bừng. Giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé, lại như có vô số cái đinh đâm vào lục phủ ngũ tạng, xương cốt chân tay. Nhưng ông ta vẫn giãy giụa muốn đứng lên. Biết rõ đứng lên sẽ phải chết, nhưng vẫn muốn đứng. Xét từ góc độ nào đó, ông ta rất giống Trần Đức, đều là người không chịu khuất phục, không chịu thua, kể cả chết cũng không muốn khuất phục. Tôn Thánh Thanh ra tay liên tiếp hết đợt này đến đợt khác, từ đầu đến cuối những người khác đều lạnh lùng đứng nhìn. Thậm chí còn cười, như xem kịch. Trong mặt bọn họ, người như Hồn Châu chỉ là con kiến, chết thì chết. Không sao, không có ai quan tâm. Đáng chết. Đồng tử Trần Đức run lên, anh không phải là người sợ chết, gặp phải chuyện này, cho anh phải liều cá chết lưới rách thì cũng phải cứu người. Nhưng Tào Nam Thiên không những giam giữ anh, còn phong tỏa cả kinh mạch của anh. Trần huynh đệ, cậu phải nhẫn nhịn, Tào Nam Thiên vô cùng lo sợ. Chỉ sợ Trần Đức gây chuyện, truyền âm bằng thần thức, đừng chấp ông già đó, với thiên phú của cậu, sớm muộn gì cũng có thể vượt qua ông ta, bây giờ đừng kích động, phải nhẫn nhịn. Nếu cậu muốn cứu Hồn Châu, thì đồng ý với ông ta, đồng ý cho họ mở quan tài, để Hồn Châu quay lại, chỉ có như vậy, Hồn Châu mới có thể giữ được tính mạng, nếu cậu đồng ý thì chớp mắt đi. Lão yêu hoàng, tôi muốn mượn sức mạnh của ông, Trần Đức không thể nói, cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể giao tiếp với lão yêu hoàng. Trước đây chúng ta đã có giao hẹn, cậu không đến lúc sinh tử tồn vong thì không thể sử dụng sức mạnh của tôi, nếu cậu cô cưỡng sử dụng, tôi sẽ rời khỏi cậu ngay lập tức, lão yêu hoàng thản nhiên nói, không hề nể mặt, bây giờ là ông ta gặp nguy hiểm, không phải cậu gặp nguy hiểm, không liên quan đến tôi. Trần Đức trầm mặc, hết cách rồi ư, khuất phục, và mạng của Hồn Châu, chỉ có thể chọn một ư. Không. Nhất định có cách. Lúc này Trần Đức bắt đầu điên cuồng động não tư duy, nghĩ ta cả mọi cách có thể vẹn toàn đôi bên. Cuối cùng anh đã nghĩ ra.
Cùng lúc đó, anh chớp mắt với Tào Nam Thiên. Được, thấy anh chớp mắt, Tào Nam Thiên thở nhẹ nhõm, nhưng đề phòng Trần Đức là người có thể hủy giao hẹn bất cứ lúc nào như ông ta, nhắc nhở nói, Trần huynh đệ, tôi cũng là vì bảo vệ cậu, cậu tuyệt đối đừng giở trò, nếu không, tôi sẽ lại giam cậu. Yên tâm, chỉ cần có thể cứu được Hồn Châu. Được. Tào Nam Thiên thu lại giam cầm, thận trọng nhìn chằm chằm Trần Đức. Sẵn sàng giam cầm anh bất cứ lúc nào. Nhưng quả nhiên Trần Đức không có hành động gì, dường như đã bình tĩnh lại, nói với Tôn Thánh Thanh, Tôn Tiền Bối, xin ông đừng ra tay, ngoài ra. Nói đến đây, Trần Đức nhìn sang Hồn Châu, ông Hồn, quay lại đi, đừng ngăn họ nữa. Tôi, được, Hồn Châu muốn nói gì, cuối cùng cũng hóa thành một chữ được, chỉ cần là yêu cầu của Trần Đức, ông ta đều đồng ý vô điều kiện. Nhưng ông ta muốn tránh ra lại lực bất tòng tâm, ngay cả đứng lên cũng khó, huống hồ là nhường đường chứ. Tôn huynh, lúc này, Tào Nam Thiên cũng lén tiếng đúng lúc, Trần huynh đệ đã không ngăn cản họ nữa, về. Tình về lý, tôi nghĩ, chắc ông sẽ không ra tay nữa, đúng không? Nói xong, cũng không đợi Tôn Thánh Thanh trả lời, Tào Nam Thiên đi về phía Hồn Châu, đưa một viên đan dược vào trong miệng ông ta, sau đó dìu ông ta quay về. Nực cười. Chúng tôi muốn mở quan tài cần một tên rác rưởi cảnh giới cố bản miệng còn hôi sữa đồng ý ư, Tôn Thánh Thanh nhìn chằm chằm Tào Nam Thiên, rất muốn ra tay. Tôn huynh, không được, Trung Hạo Nhiên của Âm Dương Giáo Thánh nhắc nhở nói, bây giờ ra tay tiếp, thì sẽ đắc tội với Thánh Địa Thái Thương thật đấy, đến lúc đó, chúng ta sẽ bị liên lụy. Hừp, Tôn Thánh Thanh hừ lạnh lùng, nhưng bỏ ý định ra tay tiếp. Dù sao, Trung Hạo Nhiên nói rất đúng, trước đó ông ta có thể ra tay. Là vì Tào Nam Thiên không đại diện được cho Thánh Địa Thái Thương về chuyện này, bởi vì cả sự việc có thể nói không liên quan đến Tào Nam Thiên, còn một đám cường giả bọn họ ra quân ồ ạt, muốn cưỡng đoạt đồ của một tên rác rưởi, rất bình thường. Ít nhất, ở thế giới Đại Thiên, đây là chuyện bình thường không thế bình thường hơn. Còn con kiến rác rưởi đó muốn ngăn cản, đương nhiên phải giết. Theo quy tắc của thế giới Đại Thiên, bọn họ không sai. Nhưng bây giờ lại khác. Trần Bát Hoang đã đồng ý cho bọn họ mở quan tài, bây giờ, nếu trong tình huống bình thường, không có Tào Nam Thiên, bọn họ vẫn có thể giết người, tuy là giết người vô lý, nhưng họ không cần nói lý với kẻ yếu, chẳng phải sao. Nhưng vấn đề là Tào Nam Thiên lại có mặt. Nếu bọn họ còn ra tay, nếu đánh thương hoặc giết Tào Nam Thiên thì chính là đánh vào mặt Thánh Địa Thái Thương. Đến lúc đó nếu lời đồn bị truyền ra ngoài, với tác phong làm việc của Thánh Địa Thái Thương, sẽ nhản cơ hội gây chuyện với bọn họ. Vì một Hồn Châu, đắc tội với Thánh Địa Thái Thương, không cần thiết. Cảm ơn Tào Các Chủ ơ, Tào Nam Thiên dìu đỡ Hồn Châu quay về, Trần Đức trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn. Tuy Tào Nam Thiên ra dìu đỡ Hồn Châu, có thể bảo đảm Tôn Thánh Thanh. Sẽ không ra tay nữa, nhưng dù sao vẫn có nguy hiểm, chẳng phải sao. Chẳng may Tôn Thánh Thanh là một kẻ đèn thì sao. Bất kể thế nào, Trần Đức rất cảm kích. Không cần cảm ơn tôi cũng hổ thẹn với cậu, không có cách giúp cậu giữ được Lưu Thiên Tuyệt, Tào Nam Thiên tiếc nuối, Lưu Thiên Tuyệt chắc chắn là đồ tốt, nhưng bây giờ những người này đến, về mặt ý nghĩa nào đó, nó đã không còn thuộc về Trần Đức. Không sao, ỏng hồn sống là được. Trần Đức lắc đầu, sầu trong đáy mã, lỏ lên nụ cười lạnh lùng, sau đó đúng lúc này, anh bước ra một bước. Các vị tiền bối, tỏi không tham dự vào chuyện quan tài nữa, nhưng... tôi có một thắc mắc muốn thỉnh giáo. Trần Đức đột nhiên lên tiếng, dọa Tào Thiên Nam sợ giật mình, nhưng thấy anh chỉ xin hỏi một vấn đề, lại thở ra nhẹ nhõm. Loại người đẳng cấp như anh, xin thỉnh giáo sẽ không có ai ý để ý. Quả nhiên, như ông ta dự đoán, tất cả mọi người đều không thèm nhìn Trần Đức, dường như không nghe thấy, trò chuyện riêng với nhau, lại gần định mở quan tài. Không quan tâm việc mọi người không thèm để ý, Trần Đức lại lên tiếng. Các vị tiền bối, hình như phía trước quan tài có hai chữ, từ nhỏ tôi thích nghiên cứu chữ cổ, nhưng cũng không. Nhận ra, tiểu tử muốn thỉnh giáo có vị tiền bối nào có thể nói cho tôi biết, hai chữ đó đọc thế nào? Hay là hai chữ đó ấn dấu bí mật gì, chẳng lẽ các vị tiền bối không muốn biết sao? Các vị tiền bối, hàng năm tôi nghiên cứu chữ cổ, nhưng lại không nhận ra hai chữ này, rất kỳ lạ, các tiền bối nhất định phải giải đáp cho vãn bối. Điều quan trọng nhất là hai chữ đó có thể có bí mật gì đỏ thật, Trần Đức cao giọng nói. Những người này không nhìn đến anh, cũng không sao,
chỉ cần mấy lão già này nghe thấy lời anh là đủ rồi. Trong tiểu thiên địa, nghe thấy lời của Trần Đức, lão yêu hoàng suýt nổi khùng, cậu nhóc, cậu muốn chết thật à, cậu có biết, một khi có người đọc ra hai chữ đó, thì không chỉ có. Người đọc ra hai chữ đó, thì không chỉ có bọn họ gặp tai họa, còn có cậu, và tất cả những người ở đây, e rằng cũng sẽ xảy ra chuyện. Tôi biết, Trần Đức nói, lão yêu hoàng, chẳng phải ông muốn đợi đến lúc nguy hiểm tính mạng mới cho tôi mượn sức mạnh sao, tôi tin ông sẽ không từ bỏ tôi, đúng không? Cậu nhóc cậu, lão yêu hoàng nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì mới tốt, vừa đánh giá cao vừa bất lực với Trần Đức. Đánh giá cao tính cách bất khuất, kiên cường của anh, bất lực vì anh thực sự quá thông minh, cho dù giữa hai người cỏ giao hẹn, lão yêu hoàng cảm. Thấy mình vẫn bị anh nằm đằng chui. Đồng thời còn rất khâm phục. Nếu đổi lại là người bình thường, lúc này, chỉ sợ đã đi từ lâu rồi, dù sao lúc này những người có mặt bất kỳ ai, cũng có thể giết được Trần Đức, chẳng phải sao. Nhưng anh lại không đi, còn định gài bẫy những người này một trận. Ây, lão yêu hoàng thở dài. Không nói nổi cậu, mau lên, bây giờ lập tức sử dụng thiên yêu thông thần pháp, nếu không, một khi có người đọc ra hai chữ đó, thì không kịp đâu. Trần Đức ngẩn người. Hai chữ đó khủng bố thế sao? Nhưng anh vẫn làm theo lời của lão. Không nhìn ra, Diêu Diệc Khả khẽ lắc đầu, chữ này, e rằng đã tồn tại rất lâu đời rồi, chưa từng nhìn thấy. Chữ thì có gì đáng xem, trực tiếp mở quan tài chẳng phải tốt hơn à, Tôn Thánh Thanh nói lạnh lùng như băng, lời của một con kiến, có gì đáng nghe. Mở quan tài, xem rốt cuộc là thế nào, phân chia xong bảo vật rồi mau chóng rời khỏi đây, chẳng may chốc nữa có người mạnh hơn đến đây. Sở dĩ đám người Tôn Thánh Thanh, Diêu Diệc Khả, Ngô Thành Phong có thể chạy đến đây ngay lập tức, hoàn toàn là vì vừa hay bọn họ đang ở trong thành Bồng Lai, nhận được lời mời của Đảo Định Thiên, đến đây tham dự sự kiện Bồng Lai. Nhưng Liễu Thiên Tuyệt xuất thế. Không thể coi thường, không giải quyết nhanh, chuyện này sẽ truyền đến tai thế lực hàng đầu, đợi bọn họ đến, đám người Ngô Thành Phong cũng chẳng đến lượt nữa. Cũng phải, Ngô Thành Phong gật đầu, vậy thì để tránh có chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta hợp lực mở quan tài. Trần Đức nghe mấy người trò chuyện mà hơi thất vọng. Nhưng đúng lúc anh định từ bỏ, bỗng nhiên. Đợi đã. Đúng lúc này, trong đám đông, một ông lão đứng ra, ông ta rất già, trông dáng vẻ cũng không biết đã sống bao nhiêu năm. Các vị, hai chữ đó, lão phu cũng biết, hình như là tên người. Ông ta lên tiếng, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt qua. Hai chữ cổ đó thực sự không quan trọng lắm. Không thể nhận ra cũng không sao. Nhưng nếu có thể nhận ra, mọi người cũng không ngại muốn biết. Thêm một thứ chưa biết, thì thêm một phần nguy hiểm, bọn họ đều là nhân vật quyền cao chức trọng, đương nhiên không mong muốn vì một số thứ không biết mà phải trả cái giá nào đó. Dù sao chiếc quan tài được tạo bằng Liễu Thiên Tuyệt, luôn cho người ta cảm giác hoang mang, áp lực. Trần Đức vừa nghe có người nhận ra, lập tức hưng phấn. Một mặt anh thực sự muốn biết hai chữ đó ẩn giấu bí mật gì, mặt khác, cũng mong đợi có người đọc ra hai chữ này, trước mặt đám cường giả này, chỉ có tạo ra hỗn loạn, anh mới có cơ hội. Đương nhiên, anh không chỉ muốn có hội cướp được bảo vật. Tuy đối với anh, bảo vật hay không cũng quan trọng, nhưng cũng không quan trọng đến mức ấy. Điều anh muốn nhất là giúp Hồn Châu báo thù. Hồn Châu bị thương nặng gần chết, buộc phải báo mối thù này. Nhiệm huynh. Ông đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói xem hai chữ đó đọc như nào đi, rõ ràng Vương Hoặc quen biết ông lão đó, nói với ông ta, mau nói đi, rốt cuộc là hai chữ gì. Ông lão tên là Nhiệm Nhất Phát, hình như ông ta cũng không chắc chắn lắm, đi đến trước quan tài, nhìn kỹ một lúc, lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng lên tiếng nói. Những năm nay lão phu nghiên cứu sách cổ, cũng nghiên cứu những văn tự này, thực ra, nét chữ này không phải chữ cổ, mà là một loại văn tự gia tộc. Nhiệm Nhất Phát từ từ nói. Văn tự gia tộc tương đương với chữ địa phương, chỉ dùng để giao lưu, giao tiếp, truyền phát giữa một số gia tộc. Còn về văn tự của gia tộc nào, thì chưa thể biết, nhưng có thể chắc chắn hai chữ này là Bát Thần. Hai chữ Bát Thần vừa được nói ra từ miệng Nhiệm Nhất Phát, trong tích tắc, như động vào cái gì, rõ ràng hai chữ rất bình thường, được nói từ miệng ông ta lại giống như thần chú cổ xưa nào đó. Lập tức, cả hiện trường vồn yên lặng, chiếc quan tài không có ai chạm vào bồng. Bắt đầu rung lắc, cục cục cục. Bất giác, chiếc quan tài dài hơn 20 mét bắt đầu rung lên,
dường như có thứ gì đang giãy giụa. Cùng lúc đó, một luồng khí đen lấy quan tài làm trung tâm tràn ra bốn phương tám hướng. Cả quảng trường cổ nguyên lập tức bị chìm trong khí đen. À à à, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhiệm Nhất Phát nói ra hai chữ này như thực sự gặp tai họa, trong phút chốc, sắc mặt trở nên đen như than, thét lên rồi ngã thẳng xuống đất, hóa thành vũng máu ngay tại chỗ. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc xương đen đó là cái gì? Lùi lại. Cái chết của Nhiệm Nhất Phát khiến tất cả mọi người cảm thấy bất an, lúc này điên cuồng lùi lại. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, cơ thể Ngô Thanh Phong bành trướng lên, đỉnh đầu mọc sừng trâu vàng đen, người cao hơn 3 mét, cảnh giác nhìn chằm chằm quan tài, đây là bản thể của ông ta vừa hiện ra bản thể thì xương đen rút lui. Sau hai cánh tay Tôn Thánh Thanh mọc ra đôi cánh bằng xương, cánh xương trắng nối từng khớp, giang hai cánh ra, như hai luồng chớp điện màu trắng chém vào trong xương đen, vung lên quạt cho khí xương màu đen đó phải lùi về. Thực tế trong số hơn 10 người trên sân chỉ có 6 người là nhân tộc thuần túy chân chính. Siêu Diệt Khả xuất hiện với tầng tầng cánh hoa bao bọc quanh thân ngăn cách làn xương mù màu đen kia, tấm lưng vương hoặc mọc lên lớp vỏ cứng chắc hình mai rùa rồi thụt vào trong. Phản ứng của hơn chục người này tương đối nhanh nhạy, yêu tộc phục hồi bộ phận nhất định, nhân tộc thì tế ra pháp bảo đế ngăn chặn xương mù đen ở bên ngoài. Ngoài Ngô Thanh Phong, Tôn Thánh Thanh, Siêu Diệt Khả cùng vương hoặc còn có một số đại yêu khác, bao gồm một con hổ trắng cao tới 5-6 mét, một con rắn đen hai chân với cặp mắt đỏ ngầu, một con vượn cao hơn chục mét cùng một con chim quái lạ toàn thân phủ hai màu đỏ vàng dài khoảng 30 mét. Những con quái vật khổng lồ tụ tập cùng một chỗ này tạo nên một sức ép như có thể nghiền nát mọi thứ, Trần Đức không khỏi kinh ngạc khi lần đầu tiên đụng phải một thế trận áp bức như thế này. Đại thiên thế giới, vạn tộc sum. Vầy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đinh, một, đinh, Tào Nam Thiên hiến tế một chiếc cối vàng. Cối vàng vọt thẳng lên không trung tỏa ra một vòng ánh sáng tốt lành, bao phủ Trần Đức và Hồn Châu vào bên trong, ngăn chặn tất cả tà ác xâm lược. Cũng may, Tào Nam Thiên có chút vui mừng, lúc trước có một vị cường giả thuộc Phật giáo tặng lại chiếc cối vàng này cho tôi, nói rằng có thể trừ tà tránh nạn, không ngờ hôm nay lại có chỗ dùng tới nó. Cậu Trần, cỗ quan tài đó quá quỷ dị, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Bùm bùm. Trần Đức vừa định mở lời thì một bức màn sáng đột nhiên xuất hiện từ phía trên bầu trời đen kịt, nó che phủ toàn bộ thiên tự các, hoàn toàn ngăn trở hơi thở của thế giới bên ngoài và biến nơi này thành một thế giới độc lập. Tào Nam Thiên sởn gai ốc, là ai, vậy mà có thủ đoạn bậc này. Thiên tự các có trận pháp bảo vệ, để tạo lên được loại ngăn cách này chắc chắn không phải là ai trong số những người đang có mặt có thể làm được. Tào Nam Thiên vừa dứt lời. Lại thấy một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong làn sương mù đen kia. Là một dáng người rất cao, rất lớn. Là một người đàn ông. Trông có vẻ rất trẻ tuổi nhưng lại cao tới hàng trăm mét, sau lưng hắn mọc hai cánh tỏa ra vầng ánh sáng thánh thiện giống như một vị thần, cao. To uy võ, nước da còn trắng nõn hơn cả phụ nữ, giống như một thiên sứ vậy. Nhưng trên gương mặt hắn lại hiện lên một loại lãnh đạm cùng thản nhiên nhìn xuống tất cả sinh linh. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, tất cả mọi người đều sững sờ phát hiện mình giống như đang bị giam cầm, hoàn toàn không thể cử động nổi, rõ ràng không có cảm giác bị trói buộc nhưng trong im hơi lặng tiếng lại không thể cựa quậy, dường như đã biến thành những tác phẩm điêu khắc. Mau, nhóc con, mau che giấu hơi thở lại, cùng dây đó lời nhắc nhớ của Thiên Yêu Hoàng cũng vang lên, trong giọng nói còn mang theo sự lo lắng, phiền phức thật sự tới rồi. Không cần Thiên Yêu Hoàng nhắc nhở, Trần Đức đã che đậy hơi thở của mình. Người tới với thân hình cao hàng trăm mét xuôi trong dòng máu thần ma. Đúng vậy, là dòng máu thần ma cùng một nguồn gốc với dòng máu trong cơ thể Trần Đức. Cũng chính là nói tên nhóc đó là thần. Đến từ nước Vĩnh Hằng. Tại giây phút đối phương xuất hiện Trần Đức đã che giấu và thu nén toàn bộ hơi thở trên người lại. Lão Yêu Hoàng, tài ách mà ông nói rốt cuộc là gì, Trần Đức có một loại cảm giác chơi lớn, sao ngay cả người của nước Vĩnh Hằng cũng đều tới rồi. Trong trường hợp thông thường những người đó tuyệt đối sẽ không ra mặt. 300.000 năm trước, danh hiệu của bát thần đã từng vang dội khắp đất trời, hắn rất mạnh, mạnh mẽ tới mức khiến người ta phải chói lòa, khiến những người đồng trang lứa không ngóc đầu nổi. Cho dù là vị chủ nhân sở hữu thiên tâm ấn ký kia của tôi cùng hắn chiến đấu cũng là một trận đại chiến trăm năm mới thắng được một chiêu. Lão Yêu Hoàng chậm rãi hồi tưởng lại, sau này bát thần bỗng nhiên biến mất không rõ nguyên do,
những cường giả thời điểm đó bèn coi hai chữ bát thần này thành từ cấm kỵ trên thế gian này. Một khi có người thốt ra trong phút chốc sẽ truyền đến tai những cường giả tuyệt thế kia. Bát thần cũng là thần của nước Vĩnh Hằng sao? Chảy trong mình dòng máu thần ma, Trần Đức hỏi. Không. Lão yêu hoàng mang theo chút kính sợ đáp, hắn là người, chỉ vì quá mạnh mẽ nên được người đời tung hô làm thần, dòng máu thần ma đặt trước mặt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Hai chữ bát thần đại diện cho nghịch thiên, hắn giống như cây liễu thiên tuyệt, vừa chào đời liền bị trời nguyền rủa. Nhưng vẫn từng bước trở nên lớn mạnh và đạt tới trình độ khiến cả đất trời bao la phải run sợ, do đó rất nhiều người đều sợ hắn, khâm phục hắn, cũng kính trọng hắn. Bát thần đến từ một vùng đất hoang dã, hai chữ trên liễu thiên tuyệt kia chính là văn tự độc đáo của gia tộc hắn. Cậu tưởng rằng tai ách mà tôi nói đến là làn sương mù vừa xuất hiện hoặc là cổ quan tài kia sao? Đều không phải, mà là một khi nói ra hai từ đó sẽ hấp dẫn người khác tới, bọn họ quá ưu việt. Không ai biết họ sẽ làm ra những gì, xử lý không tốt thì cả thành Bồng Lai này cũng sẽ gặp tai ương. Đây cũng là lý do tại sao tôi không nói cho cậu biết về chủng tộc của Tiểu Y, nó cũng giống như bát thần vậy, chủng tộc của Tiểu Y cũng có loại đãi ngộ này. Thiên yêu hoàng hiếm khi nói nhiều như vậy, lúc này dường như đã mở ra máy hát giải thích nghi hoặc cho Trần Đức, tiết lộ một vài bí mật chưa có người biết đến. Con tim Trần Đức cũng trở nên nghiêm nghị. Anh một lần nữa nhận thức được sự ngang tàng của những cường giả kia, cho dù là một vài danh xưng, tên họ cũng có thể bị liệt vào hàng cấm kỵ. Cái gọi là điều cấm kỵ cũng giống như sự chú ý đặc biệt. Bất cứ ai nhắc đến những từ và ký hiệu được theo dõi đặc biệt đó sẽ bị họ chú ý tới và phát hiện ngay từ lần đầu tiên trừ khi bạn có thủ đoạn nghịch thiên ngăn chặn sự lan truyền này. Sau khi xuất hiện, người đàn ông của nước Vĩnh Hằng chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm vào quan tài phía trên quảng trường cổ nguyên. Hắn không hành động hấp tấp mà cứ như vậy nhìn xuống, không thốt một từ. Hắn dường như không nhìn thấy hơn chục người đang có mặt khác, mặc dù mặt họ đã xám như cho tàn vì kinh hãi, lưng thì như bị gai nhọn châm chích nhưng hắn cũng không liếc mắt nhìn tới mà trực tiếp phất lờ. Đùng đoàng. Một tia chớp đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm, tiếp đó lại có một bóng người khác âm thầm xuất hiện, cũng là một thanh niên, ít nhất nhìn còn rất trẻ tuổi nhưng không cao lớn bằng người đàn ông mọc cánh, hắn có vóc dáng bình thường. Khoác trên mình trang phục đạo sĩ, đứng sừng sững giữa không trung nhưng hơi thở lại không hề thua kém người đàn ông đến từ nước Vĩnh Hằng kia. Thậm chí khi người đàn ông mọc hai cánh thấy người đàn ông mặc áo đạo sĩ còn nghiêng đầu gật đầu với hắn ta coi như chào hỏi. Rầm, từ khoảng không lại truyền tới một trận rung lắc, toàn bộ không gian thành bị xé rách thành một hố đen, trong hố đen bước ra một con dã thú cổ xưa to như một ngọn núi với chiều cao hàng nghìn mét. Đứng trên tấm lưng dày rộng của nó là một người đàn ông trẻ tuổi, đầu hắn không cọng tóc, sạch sẽ tới phản chiếu cả ánh sáng, hắn choàng áo khoác không tay, hai tay chắp trước ngực, tương đối uy phong. Ngay khi hắn xuất hiện, cả đất trời vậy mà trở nên giá lạnh đi rất nhiều, giống như có một dòng sông băng đột nhiên hạ xuống, lạnh tới thấu xương, thậm chí Trần Đức còn thấy con đại yêu chim kỳ quái với thân thể hai nửa đỏ vàng tương đối yếu trên sân cùng các chủ của thiên tự các Tô Hải Thần đều đã ngưng kết một tầng băng quanh người. Trần Đức ngầm phát ra thần lực bao bọc lấy Hồn Châu và Tào Nam Thiên mới miễn cưỡng giúp họ khỏi bị ảnh hưởng, trong mắt hai người đều không giấu được nét kinh ngạc, đồng thời đánh mắt nhìn về phía Trần Đức. Tên nhóc này, dường như, đang giấu nghề. Bạch Tiêu, đạo nhất các người đến cũng khá nhanh đó, cùng dây đó, người đàn ông đầu chọc cưỡi trên lưng con thú khổng lồ cũng nhếch mép cười rồi lần lượt nhìn về phía hai người đàn ông mọc cánh và mặc áo đạo sĩ kia. Thì ra người đàn ông mang sải cánh trên lưng là người thuộc tộc thần, tên là Bạch Tiêu, kẻ còn lại là đạo nhất. Thi đặc, nước Vĩnh Hằng mấy người cũng không chậm, đạo nhất đáp. Nước Vĩnh Hằng, nước Thông Thiên, nước Băng Hàn, nước Vạn Thánh đã tới ba, người của nước Vạn Thánh này sao còn chưa lộ diện đây? Các người đều háo hức như vậy. Đạo nhất vừa lên tiếng, thì bỗng nhiên một giọng nữ yếu ớt truyền đến. Cùng lúc đó... Vòm trời vốn u ám vậy mà nhuộm thành một màu đỏ rực trong phút chốc, sau đó sự băng giá và lạnh lẽo trong không khí cũng bị quét sạch và thay vào đó là sức nóng hừng hực lửa. Dưới dáng mây đỏ rực, một con chim khổng lồ rực lửa từ trên trời giáng xuống rồi dừng lại giữa khoảng không, hóa thân thành một bóng dáng quyến rũ chậm rãi bước tới. Nhìn thấy cô ta, đồng tử Trần Đức không kìm được co rút. Khuôn mặt anh tràn ngập khó tin. Dõi theo từng chuyển động của bóng dáng xinh đẹp từ trên trời hạ xuống đó trong con ngươi của Trần Đức lóe lên sự không thể tin nổi cùng mừng rỡ. Người phụ nữ đó không phải ai khác.
chính là Ưng Thanh Vũ. Là người phụ nữ đã mạo hiểm cả tính mạng vì anh, người đã để lại cho anh dòng máu chim bất tử. Kể từ lần chia tay tại Vân Tiêu Giới đã một năm. Trong những ngày này anh chưa từng lãng quên cô, cũng chưa từng quên cường giả đã mang cô đi, Đoàn Sơn Nhạc. Cho đến hôm nay anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó, Đoàn Sơn Nhạc chỉ dùng một sợi tóc cũng có thể dễ dàng ngăn cản anh, hiện tại thực lực của bản thân ngày càng được nâng cao, Trần. Đức cũng càng hiểu rõ nếu ngày đó Đoàn Sơn Nhạc thẳng tay chém giết thì một sợi tóc cũng đã đủ nghiền nát anh thành thịt vụn, Linh Lung cũng không cứu nổi anh. Sau nhiều ngày ly biệt lại một lần nữa gặp được Ưng Thanh Vũ, Trần Đức khá kích động. Ưng Thanh Vũ quá đẹp, xét về tuổi thì cũng tầm 19, một thân váy dài đỏ rực khiến cô rạng rỡ giống như một ngọn lửa, tô điếm thêm cho làn da thuần khiết như ngọc, chạm vào là vỡ. Trần Đức vốn dĩ muốn gửi lời chào đến cô ta nhưng lại chợt phát hiện ra. Ưng Thanh Vũ rõ ràng nhìn thấy anh nhưng trong mắt lại không có nửa phần dao động, ánh mắt đó giống như chỉ lướt qua một kẻ xa lạ đến không thể lạ lẫm hơn, cô quét qua người anh không dừng. Lại lấy một giây, Trần Đức mới phát hiện Ưng Thanh Vũ rất lạnh nhạt, như nữ hoàng, có một khí chất lạnh lùng khiến người ta xa cách ngàn dặm. Khí chất đó không phải cố giả bộ, mà toát ra từ trong xương cốt, nói thế nào nhỉ? Chỉ có người được sống trong nhung lụa nhiều năm mới có được. Chuyện gì vậy, chẳng lẽ không phái cô ấy, Trần Đức vô cùng nghi hoặc. Ưng Thanh Vũ là cô gái dễ thương, xinh đẹp, không có lý nào lại có ánh mắt lạnh nhạt như vậy mới đúng. Không đúng, cô ấy chính là Ưng Thanh Vũ, huyết mạch của cô ấy chính là huyết mạch bất tử điểu, hơn nữa, cũng là bất tử điểu hóa thân thành hình người, không sai đâu, Trần Đức đầy một bụng dấu hỏi, không thể giải thích cảnh tượng. Trước mắt, nếu thực sự là Ưng Thanh Vũ, không có lý nào lại không nhận ra anh. Nếu không phải Ưng Thanh Vũ, cũng không thể nào trùng hợp như thế chứ. Cũng tên là Thanh Vũ, cũng đến từ chi bất tử điểu. Cũng không giống mất trí nhớ. Có thể nhìn ra ánh mắt của Ưng Thanh Vũ rất trong veo, sáng ngời, người mất trí nhớ không thể nào như vậy. Huyết mạch của cô bé đó cùng nguồn cùng gốc với cậu, chẳng lẽ là tình nhân của cậu, Trần Đức đang nghi hoặc, lão yêu hoàng xấu xa nói, rõ ràng ông ta đã phát giác được sự thay đổi trong cảm xúc của Trần Đức. Cậu cũng không cần đoán nữa, cô ấy là người một thể hai hồn chuyển kiếp, bây giờ cô ấy đã không phải là cô ấy của trước đây, cho dù nhớ cậu, cũng chưa chắc thân thiết với cậu. Một thể hai hồn, nghĩa là sao? Trần Đức vội hỏi. Lão yêu hoàng suy nghĩ nói, trên đời có rất nhiều cách khiến cường giả đỉnh cấp tiếp tục sinh mệnh, trong đó bao gồm phong ấn, chuyển thế, cô bé đó thuộc một loại chuyển thế. Nếu là chuyển thế tái sinh đơn thuần, sẽ mất đi tất cả ký ức, tất cả thực lực. Buộc phải có một ngày cảnh giới đạt đến trình độ nào đó mới phục hồi ký ức, vì để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một số người sẽ chia thần hồn thành hai, cất giữ một phần, chuyển thế một phần còn lại, cho đến chuyển thế thành công, lại phong ấn một phần cất giữ đó. Đến trong cơ thể người chuyển kiếp, cho đến khi thời cơ chín muồi, hai phần hồn hợp nhất, khoảnh khắc hai phần hồn thực sự hợp nhất, cũng chính là lúc chuyển thế, thành công thực sự, không chỉ có thể sống lâu, đồng thời cũng sẽ kế thừa thực lực khủng bố vốn có. Lão yêu hoàng giải thích như vậy, Trần Đức cũng hiểu ra là thế nào. Nói tóm lại, rất ít người sử dụng cách chuyển thế này, tuy cuối cùng hiệu quả rất tốt, nhưng vô cùng nguy hiểm, ví dụ nếu một phần thần hồn cất giấu đó bị người khác hủy đi, vậy thì cũng không thể tái sinh, hoặc cơ thể chuyển thế bị người ta giết chết, thì cũng sẽ thất bại. Ngoại trừ hai điều nguy hiểm đó, thì bản thân người sử dụng cách đó cũng phái khủng bố dị thường, cực kỳ cường mạnh, nếu không cũng sẽ chết trong quá. Trình chia thần hồn thành hai phần. Vì để tránh những rắc rối và vấn đề này, thông thường người sử dụng cách này để chuyển kiếp sẽ bồi dưỡng ra một cường giả âm thầm bảo vệ mình để bảo đảm an toàn. Nhưng người đó rất có thể sẽ phản bội. Tóm lại vô cùng nguy hiểm. Người được bồi dưỡng ra đó phải là người đáng tin mới được. Nói như vậy, Đoàn Sơn Nhạc chính là người bảo vệ Ưng Thanh Vũ, Trần Đức lấm bấm, những thắc mắc trong lòng coi như được giải đáp, nhưng liền sau đó anh lại lo lắng. Một khi hai phần hồn hợp nhất, có phải cô ấy trước chuyển thế, sẽ chết không? Cũng không thể nói như vậy, đó cũng là một đoạn ký ức của cô ấy, là một khoảng thời gian cô ấy đích thân trải qua, tuy hai phần hồn đều có nhiệm vụ riêng, nhưng bản chất là một thể, là cùng một người, làm sao có thể coi là chết. Nhưng cùng với sự thức tỉnh của ký ức, tâm niệm sẽ xảy ra thay đổi lớn, dù sao. Đoạn ký ức có khắc sâu đi nữa, cũng chỉ có mười mấy năm, hoặc là mấy chục năm. So với mấy vạn năm,
mười mấy vạn năm ký ức vốn có, chỉ là giọt nước trong đại dương. Vậy sao? Trần Đức lẩm bẩm, khó tránh thất vọng, nhưng rất nhanh anh lại phấn chấn, bất kể thế nào, Thanh Vũ mạnh lên là chuyện tốt, còn cô ấy có nhớ tôi không cũng không quan trọng. Đương nhiên, Trần Đức cũng thầm hạ quyết tâm, sẽ có một ngày, chắc chắn anh phải đứng trước mặt cô ta với thân phận cường giả, làm quen với cô ta lại từ đầu. Đến lúc đó, có lẽ có thể tiếp tục tiền duyên. Người của bốn nước lớn đều tập trung đông đủ, không cần lãng phí thời gian nữa, bàn bạc xem nên xử lý quan tài bát thần thế nào. Cùng lúc đó, Bạch Tiêu Sinh ra đã có đôi cánh thản nhiên lên tiếng, giọng của hắn ta như đến từ bên ngoài thiên địa, trống rỗng cô đơn, có một lực truyền cảm đặc biệt. Giọng nói thản nhiên đó lọt vào trong tai đám người Ngô Thanh Phong, Vương Hoắc, Tôn Thánh Thanh, Diêu Diệc Khả, Tô Hải Thần như sét đánh. Chấn hãi đến mức lục phủ ngũ tạng của họ cũng phải như núi lật biến đố, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Kể cả Trần Đức cũng rất khó chịu. Bạch Tiêu nói dường như ra lệnh, từng chữ đều có đại đạo ầm ầm, ảnh hưởng đến thần hồn, tâm thái của người khác, thực sự rất giống thần. Khi mấy chữ bốn nước lớn được nói ra từ miệng hắn ta, hơn 10 người Ngõ Thanh Phong, Tôn Thánh Thanh sợ hãi không thể sợ hãi hơn. Bốn nước lớn, là người đến từ bốn nước lớn. Đối với họ, bốn nước lớn chính là thần thoại, chính là truyền thuyết. Đặc biệt là nước Vĩnh Hằng, đối với thế giới đại thiên mà nói, người đến từ nước Vĩnh Hằng chính là thần. Một cổ quan tài lại thu hút người của bốn người lớn đến, đám người Ngô Thanh Phong tỏ vẻ mặt khổ sở, cũng không biết phải nói gì, sớm biết vậy, có đánh chết thì bọn họ cũng không đến nơi quỷ quái này. Bạch Tiêu, Đạo Nhất, Hy Đặc, còn cả cô gái đó. Bất kỳ ai trong bốn người này cũng có thể dùng một ngón tay đã nghiền bọn họ thành vụn. Bất luận các anh xử lý thế nào, tóm lại, phải mở quan tài trước, nếu trong quan tài là di thể của bát thần, chắc chắn vẫn còn ý chí chiến đấu, khi hắn còn sống, Tỏi và hắn khóng cùng một thời đại, chỉ có thể chiến đấu với hắn sau khi hắn chết, khi đặc đứng trên một con cự thú khổng lồ, cuồng phong nối lên bốn phía, áo khoác của hắn ta bay bay, vô cùng thần võ, ý chí chiến đấu bừng bừng. Trong lời nói thể hiện muốn chiến đấu với thi thế của bát thần, phân thắng bại với hắn. Tôi chỉ cần Liễu Thiên Tuyệt, còn lại tùy các anh, Đạo Nhất rất bình tĩnh, đạo bào tung bay, rất có phong cách tiên phong đạo cốt, nhưng không khó nhìn ra, khuôn mặt của hắn ta có vài phần kiêu ngạo. Hắn ta cũng chẳng hề che đậy sự kiêu ngạo đó, ở thế giới đại thiên, đến từ nước thông thiên, thân phận đó đã đủ để hắn kiêu ngạo, hắn có bản lĩnh đế tự kiêu. Một người muốn thi thể. Một người muốn Liễu Thiên Tuyệt, cũng có nghĩa là chẳng còn lại gì, sự bất mãn trong lời của Bạch Tiêu khá là rõ ràng, vậy nước Vĩnh Hằng và nước Vạn Thánh đến đẩy uống công ư. Bạch Tiêu tôi không đồng ý, Ưng Thanh Vũ, còn cô? Tôi không sao, áo đỏ của Ưng Thanh Vũ bay bay, ngũ quan tinh tế khiến người ta hoa mặt, làn da trắng mịn tỏa ra hào quang mờ mờ, như thiên nữ, nữ hoàng thực sự, bát thần cũng được, Liễu Thiên Tuyệt cũng được, tôi đều không cần. Tôi không cần thị thế của bát thần, tôi chỉ cần chiến đấu với hắn một trận, Bạch Tiêu, nếu anh không phục thì có thể khiêu chiến với tôi, áo choàng của Hy Đặc bay bay, dưới màn đêm, cái trán bóng sáng cực kỳ bắt mắt, có thể nhìn ra hắn ta là một người cuồng chiến đấu thực sự, nhắc đến hai chữ chiến đấu, đôi mắt lấp lánh tinh quang, đã lâu Tỏi không chiến đấu với thế hệ trẻ bốn nước lớn rồi. Bạch Tiêu cau mày, hiến nhẻn, hắn ta khẳng định chiến đấu với Hy Đặc, cụ thể thế nào? Đợi mở quan tài ra rồi bàn bạc, trong quan tài chưa chắc đã có thi thể có thể chiến đấu với anh, đã 300.000 năm trôi qua, không chừng thi thể đã không còn tồn tại. Ha ha, nếu là người khác thì tôi tin, nhưng đó là bát thần, Hy Đặc thản nhiên nói, tôi đã cảm nhận được một luồng ý chí chiến đấu phát ra từ trong quan tài. Dưới màn đêm, quan tài màu đen dài hơn 20 mét không ngừng rung lên, từng luồng xương khí màu đen lan ra, bùng lên, nhấn chìm cả quảng trường. Nơi này đã thành màn sương mờ mờ. Nhưng, bốn người Đạo Nhất, Bạch Tiêu, Ưng Thanh Vũ, Hy Đặc như ánh sáng trong bóng tối, có ở uế thế nào cũng không thể tiếp cận họ. Két két. Đúng lúc này, đột nhiên, quan tài đóng chặt vang lên tiếng động bất thường. Có thể thấy rõ ràng, nắp quan tài vốn được đóng đinh chặt lại rung lên. Chấn rung đó khá rõ ràng, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tiếng động đầu tiên đó chỉ là bắt đầu. Rất nhanh tiếng động trong quan tài càng lúc càng lớn, tiếng ầm ầm không dứt, giống như có vật thể sống nào đó đang giãy giụa bên trong, muốn thoát ra ngoài, quan tài rung lắc, nắp quan tài di dịch, xuất hiện khe hở. Bành! Gần như cùng lúc khe hở xuất hiện,
có thể thấy rõ ràng, một bàn tay thò ra từ sâu trong quan tài, tóm chặt rìa thành quan tài. Bàn tay cực kỳ khô khốc, như củi đã phơi khô, không có chút khí huyết. Nhưng bàn tay xuất hiện vẫn khiến tất cả mọi người sợ giật mình. Bên trong có người thật sao? Hắn muốn sống lại, Trần Đức kinh hãi, chẳng phải bát thần đã chết rồi ư? Chẳng lẽ hắn cũng sử dụng cách đặc biệt để sống đến bây giờ? Hơn 10 người Ngô Thanh Phong, Đi Ẻo Diệt Khả, Tôn Thánh Thanh, cũng kinh hãi không thỏi, ánh mắt hiện lẻn nỗi sợ, cảm giác không ổn, chết chóc càng lúc càng rõ ràng, bọn họ như bị khí tức chết chóc bao trùm, có dự cảm sau đây e rằng sẽ nhìn thấy thứ gì kinh khủng. Tốt, ý chí chiến đấu, đúng là ý chí chiến đấu, Hy Đặc hưng phấn, xoa bàn tay, đứng ở trên cao mấy trăm mét cúi nhìn quan tài, ý chí chiến đấu trong đôi mắt dâng cao ngút trời, đã sẵn sàng chiến một trận với nó. Bành! Cũng đúng lúc này, cả nắp quan tài bị lật bay lên. Rất trùng hợp, vừa hay rơi đến bên chân Trần Đức. Anh khóng hề khách sáo cất nó vào trong Tiếu Thiên Địa với khí thế sấm đánh không kịp bịt tai. Đương nhiên hành động này của anh không qua được mắt Bạch Tiêu, Đạo Nhất, Ưng Thanh Vũ, Hy Đặc, bốn người đều kinh ngạc nhìn anh một cái, hiển nhiên không ngờ ở nơi này còn có người có thể tự do hành động, càng không ngờ có người dám làm vậy trước con mắt họ. Ngay cả Hồn Châu, Tào Nam Thiên ở bên cạnh cũng sợ giật mình, sợ đến suýt mất hồn. Cũng may, không để mọi người nghĩ nhiều, một bóng hình đột nhiên đứng lẻn từ trong quan tài. Trong quan tài, giống như một cái động đen, một làn sát khí màu đen, mùi xác chết từ trong quan tài tràn ra, như thủy triều, lại như biển thét, đắm chìm quan tài trong đó, còn bóng hình đó đứng trong màn xương đen, mờ ảo, không chân thực. Từ trên người hẳn, không cảm nhận được hơi thở sinh mệnh nào, chỉ có một mùi chết chóc. Giết! Đột nhiên! Một giọng nói khô khốc giống như phát ra từ hư khổng, bóng hình đó xông thẳng lên không trung, trong bóng tối, như dịch chuyến trong tích tắc, chưa đến nửa hơi thở, trực tiếp xông đến trước người Bạch Tiêu, vùng nắm đấm về phía hắn ta. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, kể cả Bạch Tiêu. Đợi khi Bạch Tiêu phát hiện ra, nắm đấm đó rơi lên sau lưng hắn ta. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, cơ thể cao lớn của Bạch Tiêu bị chấn rung bay ngược trở ra, hai cánh không ngừng vỗ đập, dường như muốn nắm hư không, ổn định cơ thể, cả vùng trời đất bị đôi cánh đó cào ra hai đường khe nứt khổng lồ như đường ranh giới chân trời, đại đao lưu chuyến bên rìa khe nứt, muốn phục hồi, nhưng mỗi lần phục hồi một tấc thì sẽ hủy diệt một tấc, trong thời gian ngắn khó mà trở lại như ban đầu. Khoảng 2-3 hơi thở ngắn ngủi, Bạch Tiêu đã bay ngược ra xa 4-5 ngàn mét, khóe miệng nhỏ máu. Đợi khi hắn ta dừng lại, Ngô Thanh Phong, Tôn Thánh Thanh, Tào Nam Thiên, Hồn Châu, kể cả Trần Đức, mới phát hiện bóng hình đó ra tay, còn ra tay như thế nào, không ai nhìn rõ, động tác của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến mức đáng cấp như bọn họ khó mà bắt được. Chắc là một quyền, Trần Đức có đôi mắt đặc biệt, đã nhìn ra một vài dấu vết, trong lòng kinh hãi, bóng hình đó, chỉ là một thi thể phải không, đó chính là bát thần ư. Mặc dù đã chết nhưng vẫn mạnh như vậy. Phải biết rằng, Bạch Tiêu đến từ nước Vĩnh Hằng đấy. Người của nước Vĩnh Hằng là những người thế nào? Nói một cách đơn giản, tuyệt đại đa số tu sĩ thế giới đại thiên đều gọi nước Vĩnh Hằng bằng một cái tên khác. Đất nước của các vị thần. Ở đó đều là thần. Ít nhất, trong lòng 99% tu sĩ, những người đến từ nước Vĩnh Hằng đều là thần. Nhưng một người đã chết 300.000 năm. Chí dùng một quyền đã đánh cho người của nước Vĩnh Hằng phun ra máu. Đó là chiến lực đẳng cấp thế nào? Cậu quá coi thường bát thần rồi, đúng lúc Trần Đức cảm khái, giọng của Thiên Yêu Hoàng đột nhiên truyền ra, cậu cảm thấy đó là một thi thể ư? Thực ra không phải, cậu nhìn kỹ xem là gì? Không phải thi thể. Trần Đức ngạc nhiên, đôi mắt hiện tia sáng, nhìn về phía trước. Vừa nhìn, anh không khỏi kinh hãi. Bóng hình đó thực sự không phải là thi thể. Mà là một tấm da. Sở dĩ hắn trông như thi thể, chỉ là vì tấm da người đó bị khí đen, sát khí bao trùm, lấp đầy cho nên tạo cảm giác giống như bóng người lập thể, nhưng trên thực tế, hắn thực sự là một tấm da người. Nhìn rõ chưa, đó chỉ là một tấm da người của bát thần thôi, hơn nữa, cũng không phải do ý chí của bát thần tấn công Bạch Tiêu, chỉ là một chút ý chí sót lại của sát khí mà tấm da người bát thần chôn trong quan tài thừa hưởng thôi. Người cao ngạo như Lão Yếu Hoàng, khi nhắc đến bát thần, trong giọng điệu vẫn đầy vẻ kính sợ, nếu là ý chí của bản thân bát thần, thì với một quyền vừa nãy,
Bạch Tiêu đã chết rồi. Bát thần mạnh đến thế sao? Đúng rồi, có lẽ chỉ có cường giả như vậy mới xứng với chữ thần. Trần Đức kinh hãi, mong rằng có một ngày cũng có thể trở thành cường giả như vậy. Kể cả sau khi chết, sát khí của một tấm da cũng có thể có chiến lực đáng sợ. Nhưng, lão yêu hoàng, bát thần chết thật chưa? Đại chí là một tấm da, không có nghĩa hắn đã chết chứ, Trần Đức truy hỏi. Dù sao chỉ lột ra một tấm da thôi, rất nhiều tu sĩ đều có thể làm được. Tôi cũng không rõ, lão yêu hoàng có phần tiếc nuối, bát thần luôn đi một mình, rất ít người biết được hành tung của hắn, nhưng 300.000 năm trôi qua, cho dù có mạnh thế nào đi nữa, có lẽ cũng hóa thành đất, hóa thành đống hoang tàn rồi. Trong lúc hai người nói chuyện lại một tiếng nổ vang lên, không biết Bạch Tiêu bị tấm da người nhấc lên từ bao giờ, giống như con kiến bê một tòa núi khổng lồ, đập mạnh xuống mặt đất, đập đến cả mặt đất cũng phải nở nứt, cả quảng trường ầm ầm rung lắc. Bạch Tiêu muốn phản kháng, nhưng hắn ta vốn không nhìn rõ hành tung của đối phương, không phát hiện được khí tức. Ngay cả Hy Đặc vốn có ý chí chiến đấu hừng hực, lúc này cũng kinh ngạc, ngẩn người. Chiến lực của tấm da người vượt qua dự liệu của hắn ta. Không hổ là bát thần, mặc dù đã chết, trên tấm da chỉ có chút ý niệm sót lại mà cũng mạnh như vậy, xem ra. Tôi phải trở nên mạnh hơn nữa, Hy Đặc không những không bị đả kích, ngược lại còn kiên định hơn. Nhưng lúc này hắn ta gạt bỏ ý nghĩ muốn chiến đấu với tấm da, đứng trên lưng cự thú, bình tĩnh xem kịch. Đạo Nhất, Ưng Thanh Vũ cũng vậy, không có ý trợ giúp, cứ yên lặng đứng nhìn. Bạch Tiêu bị đánh đến phun ra máu, hắn ta muốn phản kích, nhưng không tìm được cơ hội, đối diện với sức mạnh tuyệt đối, hân ta còn không thế vận nguyên khí, đối diện với tấm da bát thần, giống như đám người Ngô Thanh Phong dưới đất đối diện với hắn ta, như bị giam giữ. Các người còn không ra tay, thì tiếp sau sẽ đến lượt các người, Bạch Tiêu tức giận không thôi, không thể bình tĩnh được, hét lớn với ba người còn lại, Hy Đặc, chẳng phải anh muốn chiến đấu với Hân à, lên đi. Không thể nói như vậy, Đạo Nhất vô cùng thản nhiên, thần tộc các anh có thù cũ với bát thần, còn sát khí đó lại tương khắc với thần lực mà các anh tu luyện, đương nhiên hắn ra tay với anh, làm sao đến lượt chúng tôi. Đạo Nhất huynh nói có lý, Hy Đặc cười nói, hắn đã thích anh. Tôi cũng không tiện rút đao cướp đoạt, chẳng phải ư. Ưng Thanh Vũ vẫn bình tĩnh như trước, không nói một chữ, mái tóc dài bay bay trong gió, hào quang trùng trùng như con bướm vỗ cánh, vô cùng xinh đẹp, khỏng tì vết. Thì ra là vậy, cảm ơn Đạo Nhất huynh nhắc nhở. Từ trong lời của Đạo Nhất, Bạch Tiêu như hiểu ra điều gì, thu hết khí tức, thần lực bản thân, không còn tỏa hào quang, trong tích tắc, thân hình cũng co rút lại về độ cao người bình thường. Cùng lúc đó, quả nhiên tấm da người sững sờ, không động đậy, đứng ỉm tại chỗ, dường như rất mơ hồ. Vù! Bạch Tiêu thở nhẹ nhõm, sắc mặt vô cùng khó coi, thần tộc bọn họ đến với thế giới, thông thường đều xuất hiện với thân hình cao mấy trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét, đều thể hiện uy nghiêm với các tu sĩ thế giới đại thiên. Lần này lại vì một tấm da người, không thể không trở về trạng thái người bình thường. Sắc mặt hắn ta có chút khó coi, phải biết rằng, ở quảng trường còn có mười mấy con kiến của thế giới đại thiên, chuyện vừa xảy ra thực sự quá mất mặt, quá ấm ức. Ấm ức đến mức hân ta muốn giết người. Soạt. Nói giết là giết, Bạch Tiêu vung tay chém, ba người nhân tộc gần hắn ta nhất chết ngay tại chỗ, cơ thể vỡ vụn, để lại một vũng máu, con rắn đen to như bồn nước bị chém nứt ngang lưng, kể cả con rắn to khổng lồ cũng bị chém thành mấy khúc trong tích tắc, còn cả mãnh hổ trắng như ngọc cũng mất mạng, giống như quả bóng xì hơi. Teo tóp ngay tại chỗ. Năm người chết oan chết uống, ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Lúc này, Bạch Tiêu thực sự thể hiện sự cường mạnh của mình, không chịu nối một đòn trước mặt tấm da người bát thần, đối diện với những người xuất sắc, người quyền cao chức trọng của thế lực hạng 2 hạng 3, lại chỉ cần vung một đòn. Đám người Ngô Thanh Phong, Tô Hải Thần, Vương Hoặc, Diêu Diệt Khả, Tôn Thánh Thanh không nhịn được run lên như mũi kiếm ở trước cố học, trước đó bọn họ còn cao cao tại thượng. Bầy vẻ bề trên, bây giờ giống như con dê đợi thịt, như cá nằm trên thớt, vừa sợ hãi vừa đáng thương. Sắc mặt của Hồn Châu và Tào Nam Thiên cũng không tốt lắm. Trần Đức đỡ hơn một chút, mượn dùng sức mạnh của Lão Yêu Hoàng, tuy anh vẫn không thể chiến một trận với Bạch Tiêu, nhưng muốn đưa Hồn Châu và Tào Nam Thiên bỏ chạy cũng không thành vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân tại sao anh vẫn ở lại đây, dám ra tay cướp nắp quan tài trước mặt bốn người này. Nhưng anh Vân cảm thấy hơi tê dại ra đầu. Bạch Tiêu, Hỷ Đặc, Đạo Nhất,
những người này không lớn tuổi lắm, tóm lại, đều trong vòng 100 tuổi, chỉ trong 100 tuổi đã đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy đủ khiến người ta kinh hãi, thời gian vẫn còn dài, tương lai của họ không giới hạn. Không cần quá chấn hãi, mấy người này cũng được coi là người xuất sắc trong thế hệ trẻ của bốn nước lớn, lão yêu hoàng khinh thường nói, tốc độ tu luyện của bọn họ còn kém bát thần 18.000 dặm. Trần Đức im lặng, không nói nhiều. Trải qua lần này, anh càng khao khát thực lực mạnh hơn. Đồng thời, cũng thực sự bước đầu lãnh hội được người của bốn nước lớn đứng trên đỉnh phong thế giới đại thiên, có một nói một, bọn họ thực sự rất mạnh. Không nói ba người khác, chỉ nói Bạch Tiêu, so với Trần Nguyên Vũ kẻ thù giết cha của anh, cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ban đầu khi Trần Đức có được huyết mạch thần ma, đã từng hứa với Ma Hoàng, sẽ có một ngày anh đủ mạnh, phải giết vào nước Vĩnh Hằng, giết chết kẻ tự xưng là thần đế, chia rẽ thần và ma. Hiện giờ xem ra chỉ một Bạch Tiêu, anh cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Muốn giết thần đế đó, đúng là gánh nặng đường xa. Phụt, phụt, trong chớp mắt, Bạch Tiêu lại giết chết hai người, trong đó, Tôn Thánh Thanh xui xẻo, đôi cánh của ông ta bị chém đứt, đầu bị một đường cầu vồng sượt qua, chết không bất ngờ. Chưa đến 10 hơi thở, Bạch Tiêu đã chém chết 6 người. Dường như hắn ta vẫn chưa bớt giận, cứ giơ tay là giết một người, tấn còng đến không còn cái bã. Cũng tốt, mình đỡ phải đích thân ra tay. Trần Đức âm thầm lẩm bẩm, Tôn Thánh Thanh chết quá tốt, chỉ hy vọng Bạch Tiêu đó sẽ không chú ý đến anh, để anh phát huy thêm một lúc, nhưng sợ cái gì thì cái đó đến, người thứ 6 vừa chết, Bạch Tiêu liền lướt đôi mắt về hướng Trần Đức. Đồ kiến hôi đáng chết, dám cướp báu vật trước mét thần. Ai cho mày cái gan đó hả? Ánh mắt hân ta âm trầm, tràn đầy oán khí, lúc này nhớ đến hành động trước đó của Trần Đức, càng thêm nối giận. Bạch Tiêu khó che đậy cơn giận, hư không xung quanh hắn ta xuất hiện từng đường sóng, trở nên méo mó, nghiêng ngả, dường như cả vùng trời đất cũng không thể chịu được cơn giận của hắn ta. Một đôi mắt lập tức khóa chặt Trần Đức như tù giam, Trần Đức cảm thấy không gian xung quanh dường như ngưng tụ ra vô số gai nhọn vô hình, đang cùng lúc đâm về phía anh. Đột nhiên nỗi đau cắt xương cắt thịt truyền đến da thịt, xương cốt. Bạch Tiêu nhìn Trần Đức, ánh mắt vô cùng hung dữ. Với hân ta, những người có mặt ở đây, bất luận mạnh hay yếu, đều là lũ kiến, nhưng tên nhóc trước mắt này hình như có sức mạnh cố quái, khác biệt nào đó trong cơ thể. Nhưng bất luận là mạnh hay yếu, kiến hôi chỉ là kiến hỏi. Có ai đi phân biệt đâu là con kiến mạnh, đâu là con kiến yếu trong đàn kiến không? Bản tôn có thể nói chuyện với mày, là vinh hạnh của mày, cho dù có chết, mày cũng được tự hào, giao ra Liều Thiên Tuyệt, mau lên, đừng để tao đợi lâu. Bạch Tiêu đứng sừng sững trên không trung, mặc dù đã thu và che giấu khí tức của mình, quanh người vẫn có hoa quang lưu chuyển, trên nửa thân trên để trần, từng đường phù văn như hình xăm, trông vô cùng bá đạo và thần dị. Hắn ta không trực tiếp ra tay, lo sợ không chỉ đánh chết Trần Đức, mà còn phá hỏng Liễu Thiên Tuyệt. Liều Thiên Tuyệt cũng là chí bảo, vô cùng quý hiếm với bốn nước lớn bọn họ. Tóm lại, mạng của Trần Đức còn không bằng Liều Thiên Tuyệt. Bạch Tiêu nói ỉ xong, yên lặng nhìn Trần Đức giao Liều Thiên Tuyệt ra. Theo suy nghĩ của hắn ta, con kiến trước mặt chắc chắn sẽ không từ chối, dù sao hắn ta cũng là người của nước Vĩnh Hằng, đối với những người này, hắn ta chính là thần cao cao tại thượng. Thần đại diện cho pháp luật, không thể đối kháng, một vị thần ra lệnh cho loài người hèn mọn. Loài người có từ chối được không? Có dũng khí từ chối không? Cho dù ngoài miệng từ chối, cơ thể cũng sẽ ngoan ngoãn giao Liều Thiên Tuyệt ra. Ví dụ như hai người Tào Nam Thiên, Hồn Châu, lúc này cả người họ run lẩy bẩy, không phải bọn họ nhát gan, không có khí phách, trên thực tế hai người cũng rất khí phách, đặc biệt là Hồn Châu, không hề sợ chết, loại người này làm sao có thể không có khí phách. Nhưng đối diện với Bạch Tiêu, vẫn không nhịn được run lên. Sự run rẩy và sợ hãi đó hoàn toàn đến từ sâu trong linh hồn, như huyết mạch áp chế, hoàn toàn không kiểm soát được. Trần Đức cũng vậy, cho dù trong lòng không muốn, cơ thể của anh cũng sẽ không từ chối, Bạch Tiêu rất tự tin. Nhưng liền sau đó cả người Bạch Tiêu cứng đờ lại. Thấy Trần Đức không những không ngoan ngoãn lấy ra Liễu Thiên Tuyệt, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ ghê tởm, dị ống như nhìn thấy thứ gì ô uế, giơ ngón tay giữa lên với hắn ta, mày lợi hại thật đây. Trần Đức từng gặp ma quân, đương nhiên biết có chuyện gì, đừng nói đến đám sai vặt này, cho dù kẻ của nước Vĩnh Hằng chia rẽ thần và ma đó, cũng chỉ là ngụy quân tử thôi. Vốn không có ấn tượng tốt với thần tộc, hôm nay gặp được Bạch Tiêu,
ấn tượng càng xấu không thể xấu hơn. Thái độ cao cao tại thượng, tư thái ngạo mạn, và coi chúng sinh như con kiến, mỗi lời nói mỗi hành động đều khiến Trần Đức ghê tởm buồn nôn. Dừng một chút, Trần Đức bổ sung nói, Bạch Tiêu, với thái độ ngạo mạn, bày vẻ lợi hại của mày, nếu là con trai tao, mẹ kiếp, tao sẽ đánh chết mày, không, nếu mày là con trai tao, mẹ kiếp, tao trực tiếp đập mày vào tường, một. Trần Đức vừa dứt lời, bầu không khí ở quảng trường Cố Nguyên đột nhiên trở nên kỳ quái. Hai người đạo nhất, Hỷ Đặc quay sang nhìn nhau, hiển nhiên là không ngờ một con kiến dám sỉ nhục Bạch Tiêu như vậy, khẽ nhướn mày, hứng thú tiếp tục xem kịch. Mái tóc mềm mại của Ưng Thanh Vũ khẽ bay bay, đôi mày lá liễu khẽ rung động, trong đôi mắt không gợn sóng, lóe lên tia kinh ngạc. Bạch Tiêu thì sao? Lúc này cả người Bạch Tiêu như bức tượng, đứng tại chỗ, nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không, một lúc sau, lại vẫn không phản ứng lại. Cũng khó trách, cho dù hắn ta nằm mơ, cũng không ngờ tên nhóc trước mặt dám sỉ nhục hắn ta. Giống như đứa trẻ sơ sinh, đối diện với người lớn, đột nhiên mớ miệng mắng người, sự đả kích không thể tưởng tượng, đối lại là bất kỳ ai cũng sẽ thôn người, Bạch Tiêu cũng không ngoại ỷ lệ. Vãi! Tên nhóc này, bị ngu hả? Tạm trạng đám người Ngô Thanh Phong, Vương Hoặc trầm xuống, ngay cả phụ nữ xinh đẹp, rất có sức hút như Diêu Diệc Khả cũng phải chửi thầm. Đó là thần đấy. Vị thần chỉ cần vung tay là có thể lấy tính mạng của bọn họ. Trần Bát Hoang lại dám sỉ nhục như vậy. Tự mình muốn chết cũng đã đành, nếu chọc giận Bạch Tiêu, rất có khả năng bọn họ cũng không sống nối. Trái tim của từng người đều đập mạnh, hai người hồn chảo, Tào Nam Thiên như bị dính keo, đứng yên tại chỗ, ngay cả run cũng không run nối, bởi vì, bọn họ cảm nhận rõ ràng một luồng áp lực đáng sợ như núi gầm biển thét bao trùm bọn họ. Rõ ràng Bạch Tiêu vẫn là Bạch Tiêu, không thay đổi gì, nhưng trong mắt họ, lúc này, cơ thể của Bạch Tiêu cao to đội trời đạp đất, còn bọn họ còn không cao bằng bàn chân của hắn ta, thực sự là con kiến hèn mọn. Không ngờ, trên đời này lại có con chảo chấu dám mắng tao, Bạch Tiêu tức đến bật cười lạnh lùng. Kể cả ở nước Vĩnh Hằng, cũng không có nhiều người dám mắng hắn ta. Hắn ta đã sống mấy chục năm, dù thế nào cũng không ngờ có một ngày bị một tu sĩ bình thường không có gì đặc biệt của thế giới đại thiên mắng chửi. Chết đi! Bạch Tiêu là người không nói nhiều, đặc biệt là đối diện với con kiến, hắn ta càng không nói nhiều, nổi giận thì giết người. Trong phút chốc, trời như sập xuống, vùng trời đất bình yên bỗng nổi gợn sóng, thiên địa đại đạo đan xen, cuồn cuồn, như sao sớm tỏa ra hào quang chói ỉ mắt, từng đường hào quang đan xen. Lại như biến lớn gào thét, thần uy vô hạn ập về phía Trần Đức. Đến lúc này, Trần Đức cũng không có suy nghĩ khác, chỉ có bỏ chạy. Đối diện với Bạch Tiêu, cho dù anh có bỏ chạy cũng không mất mặt. Huống hồ, chuyến đi đến thiên tự các này, tuy anh không có được nhiều thứ, nhưng cũng không thiệt, 500 triệu nguyên thạch thượng phẩm, còn có nắp quan tài làm từ liều thiên tuyệt, không những không thiệt, còn lãi lớn. Nhưng không đợi anh bỏ đi. Đúng lúc tất cả thần uy của Bạch Tiêu sắp đàn áp đến, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên chặn trước người anh không hề báo trước. Vung tay, nguyên khí màu đỏ lửa tỏa ra, trong tích tắc, ngăn chặn tất cả sức mạnh của Bạch Tiêu, hóa giải tất cả nguy cơ trong vài phút. Ưng Thanh Vũ. Bạch Tiêu ngẩn người, hiển nhiên không ngờ Ưng Thanh Vũ lại đột nhiên ra tay. Đạo nhất, Hy Đặc cũng không ngờ, cũng đều kinh ngạc. Trần Đức càng ngây ra như gỗ tại. Chỗ. Ưng Thanh Vũ, cứu anh, cho thấy điều gì? Có phải cho thấy, trong lòng Ưng Thanh Vũ, có anh, tôi giết một con kiến, tại sao cô lại ngăn cản? Chẳng lẽ muốn đấu với tôi ư? Ép đôi mắt Bạch Tiêu tỏa ra ý lạnh lẽo, lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm Ưng Thanh Vũ đột ngột xuất hiện, giọng rất không vui. Ưng Thanh Vũ đứng trong không trung, chân không chạm đất, dung mạo xinh đẹp khiến sao sáng trên trời cũng phải mờ nhạt, ảm đạm. Dáng người thướt tha tỏa ra mùi hương phụ nữ đặc biệt, khiến lòng người say đắm. Cô ta ngước mắt, dửng dưng nhìn sang Bạch Tiêu, cũng không nói nhiều, chỉ nói, tôi cứu người, không cần lý do, anh muốn chiến thì chiến. Ưng Thanh Vũ khẽ động đôi môi, cất giọng uy nghiêm đặc biệt của phụ nữ, tôi cứu người, không cần lý do. Anh muốn chiến thì chiến. Hai câu ngắn gọn, mấy chữ đơn giản tràn đầy bá đạo. Đôi mắt nhìn thẳng Bạch Tiêu. Không có chút sợ hãi. Bạch Tiêu cau chặt mày, ba chữ Ưng Thanh Vũ, hắn ta đã nghe nói đến từ lâu, cũng từng thấy dung mạo của cô ta từ một số thông tin của gia tộc truyền về,
nhưng hoàn toàn chưa từng tiếp xúc, không ngờ tính cách của đối phương lại ngạo mạn như vậy. Hôm nay tôi đến, không cần quan tài, cũng không cần ra người, càng không cần bất kỳ thứ gì trong quan tài, chỉ bảo vệ mạng của anh ta, im lặng 2-3 giây, đúng lúc Bạch Tiêu định lên tiếng, thì Ưng Thanh Vũ nói, ba nước các anh, nếu A ỷ dám động vào anh ta, thì phải dùng máu của nước các anh, hiến tế cho anh ta, dùng mạng của các anh bồi táng cho anh ta. Ưng Thanh Vũ cất giọng thản nhiên, nói những lời rất bá đạo rất tanh máu, giọng điệu lại không chút dao động, như nói chuyện gia đình, bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn. Nhưng dưới sự bình tĩnh đó, ai cũng có thể cảm nhận được lòng kiên định của cô ta. Đến mức không ai dám nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của cô ta. Ba người đạo nhất, Hỷ Đặc, Bạch Tiêu vô cùng kinh ngạc, thậm chí có chút sợ hãi. Người của nước Vạn Thánh đến đây, lại, vì tính mạng của một tu sĩ. Người đó có quan hệ thế nào với cô ta? Nếu nói không có chút quan hệ nào, tuyệt đối không thể nào, nhưng nói có quan hệ, cũng rất khó tưởng tượng được là quan hệ gì. Dù sao, Ưng Thanh Vũ cũng là nữ hoàng của nước Vạn Thánh. Tuy nước Vạn Thánh là nước yếu nhất trong bốn nước lớn, nhưng cũng chỉ là yếu hơn ba nước còn lại trong bốn nước thôi. Thân phận nữ hoàng, không nói hô mưa gọi gió, nhưng cũng là muốn cái gì thì có cái đó. Sao cô ta có thể có quan hệ với con kiến rác dưới như này? Tất cả mọi người đều không hiểu nổi. Còn mấy người chưa chết như Ngô Thanh Phong, Vương Hoặc, Tô Hải Thần đều chố mắt, bọn họ vốn cho rằng Trần Bát Hoang sắp chết, ai có thể ngờ đến lúc quan trọng, tình thế lại xoay chuyển hoàn toàn, không những không chết, còn thành người được nước Vạn Thánh bảo vệ. Lập tức mấy người như bước từ địa ngục ra, cũng may, may mà trước đó họ không ra tay với Trần Bát Hoang. Nếu không, e rằng bọn họ và cả thế lực phía sau bọn họ cũng phải dùng mình. Cô gái đó vì Trần Bát Hoang mà dám khiêu chiến với ba nước, mấy người bọn họ, thế lực phía sau bọn họ là cái lông gì? Có lông không, ngay cả lông cũng không có. Được, cô đã nói như vậy, tôi tha cho hắn một mạng, nhưng hắn phải xin lỗi vì những lời vừa nói, sau đó giao ra Liễu Thiên Tuyệt, Bạch Tiêu lùi lại một bước. Không xin lỗi, cũng không giao, cướp được nhờ năng lực, tại sao phải giao? Nhưng Ưng Thanh Vũ lại không nhượng bộ. Phía sau, trong lòng Trần Đức có cảm giác khó hiểu, vừa vui vừa nghi hoặc, vui vì chắc chắn Ưng Thanh Vũ còn nhớ anh, còn bảo vệ anh như vậy, như lúc ban đầu cô ta mạo hiểm giải phong ấn bất tử điều trong cơ thể, rất bá đạo, che chở. Nghi hoặc vì rõ ràng đối phương nhớ anh, tại sao lại không nhận anh, nếu thực sự coi anh là người xa lạ, tại sao lại ra tay cứu giúp? Cô, Bạch Tiêu cau chặt mày. Hiển nhiên không ngờ Ưng Thanh Vũ không hề nể mặt. Nhưng hắn ta cũng không có cách. Nào, Ưng Thanh Vũ là nữ hoàng nước Vạn Thánh. Luận thân phận địa vị đều cao hơn hắn ta rất nhiều. Điều quan trọng nhất là, Bạch Tiêu thực sự không mạnh bằng cô ta, nếu chiến một trận thật, hắn ta không được lợi gì, huống hồ ở chỗ không xa còn có tấm da bát thần, một khi hắn ta xảy ra xung đột với Ưng Thanh Vũ, buộc phải bùng lên khí tức, lúc đó... Không đợi Ưng Thanh Vũ ra tay, tấm da bát thần đã có thể đập chết hắn ta. Được, chuyện này, tôi đã nhớ kỹ, thần tộc đã nhớ kỹ, Bạch Tiêu gật đầu, nhìn chằm chằm Trần Đức, sau đó quay người, nhìn sang đạo nhất, Hy Đặc, các người cũng đừng xem kịch nữa, sát khí ở đây quá nặng, sát khí không tiêu tan, e rằng chúng ta không thể lại gần quan tài, cũng không thể nhìn rõ bên trong có thứ gì hay không, sát khí này đã được hình thành ít nhất mấy trăm ngàn năm. Chúng ta phải cùng nhau đánh tiêu tan sát khí này. Đúng thế, đạo nhất gật đầu. Đúng là không nên tiếp tục lãng phí thời gian, Hy Đặc cũng gật đầu. Người của bốn nước lớn bọn họ ở lại quá lâu ở những nơi như này, e rằng sẽ dần đến náo động. Hai người cũng không nói nhiều. Đạo nhất trực tiếp lấy ra một chiếc bàn bát quái, ngũ hành bát quái chuyển động, che lấp bầu trời, huyền quang lấp lánh, ngũ hành kết hợp với nhau xua đuối, tiêu diệt sát khí. Hy Đặc đơn giản hơn, phổ cự thú, lại thấy đồng tử khổng lồ của cự thú trở nên đỏ ngầu, há to miệng, hút sát khí vào trong cơ thể như beo như hùm, đồng thời quanh thân tỏa ra hào quang, lại mượn cơ thể, xua đuổi hoàn toàn sát khí đó ra ngoài. Ánh sáng của thần, Bạch Tiêu ngâm nga điệu nhạc đặc biệt, những âm điệu này trực tiếp rung động đại đạo, không gian tỏa ra hào quang. So với ba người, Ưng Thanh Vũ dứt khoát nhất, bàn tay thon nhỏ vung lên, cả vùng đất bỗng nối lên biến lửa. Sát khí bị thiêu cháy vang lên xoèn xoẹt, dưới biến lửa không ngừng bùng lên, sát khí lùi lại, cuối cùng hóa thành xương trắng tiêu tan. Thật lãng phí.
Trần Đức nhìn thấy sát khí mấy trăm ngàn năm bị tiêu tan, trong lòng nhỏ máu, với người khác, những thứ này có thể là vật ô uế, nhưng lại là bảo vật với anh. Nguyên khí của anh là hỗn độn. Hỗn độn có nghĩa là có thể chứa đựng tất cả, thu nạp tất cả, bất luận là sát khí cũng được, linh khí cũng được, đều có thể trở thành nguồn năng lượng của anh. Huống hồ, Trần Đức còn có thể kiểm soát điểm đen nhỏ trên thần thức, luyện hóa hấp thụ sát khí. Không được, không được trơ mắt nhìn nó bị bỏ đi như vậy. Lặng lẽ âm thầm, Trần Đức đi theo sau Ưng Thanh Vũ, bắt đầu hấp thụ sát khí, mọi người phát hiện hành động của anh, chỉ cho rằng anh cũng đang xua đuổi sát khí, lại có Ưng Thanh Vũ bảo vệ, đương nhiên không ai để ý đến anh. Trong quảng trường trở thành cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc. Bốn cường giả xua đuổi sát khí với tốc độ cực nhanh, còn Trần Đức ở trong góc điên cuồng nuốt chửng sát khí, luyện hóa, hấp thụ nó. Khoảng một canh giờ, sát khí ở quảng trường mới biến mất hoàn toàn. Sát khí biến mất, tấm da người như lốp xe bị xì hơi, cũng chậm rãi xẹp xuống, rơi xuống đất, cuối cùng Trần Đức dừng nuốt chửng, lẩm bẩm, đáng tiếc, phần lớn đã bị bọn họ xua đi hết, luyện hóa thành không khí rồi, đúng là phí của trời. Nhưng anh cũng có thu hoạch rất lớn, vô hình chung, thực lực lại tăng lên một bậc. E rằng sau đây tôi không thể tham dự vào chuyện này được nữa, mau chóng đi khỏi đây thì tốt hơn, Trần Đức biết rõ bản thân, sau đây là đến giai đoạn chia bảo vật, anh ở lại thêm một giây, sẽ nguy hiểm thêm một giây. Tuy có Ưng Thanh Vũ bảo vệ, nhưng bất luận chuyện gì cũng có giới hạn. Đắc tội với một bạch tiêu thì không vấn đề, nhưng không cẩn thận, cùng đắc tội với đạo nhất, hy đặc. Kết quả rất khó nói, từ sau khi anh có được Liêu Thiên Tuyệt và được Ưng Thanh Vũ bảo vệ, có thể cảm nhận rõ ràng được đạo nhất, Hy Đặc đã bắt đầu chú ý đến anh, còn ở lại nữa, thì có khả năng cao sẽ xảy ra chuyện. Chuồn thôi, Trần Đức vỗ nhẹ lên vai Tào Nam Thiên và Hồn Châu, truyền sức mạnh của Lão Yêu Hoàng vào cơ thể bọn họ, để bọn họ hồi phục thể lực. Sau đó hiên ngang đi ra ngoài thì ẻn tự các. Còn Ưng Thanh Vũ, bất luận cô ta có nhớ chuyện trước đây hay không, ít nhất bây giờ rất rõ ràng cô ta không muốn nhận lại Trần Đức, thậm chí còn không muốn nói với anh nửa câu, bất luận là vì nguyên nhân gì, đã khỏng muốn nhận, thì Trần Đức cũng không miễn cưỡng. Sẽ có một ngày, anh nói chuyện với Ưng Thanh Vũ bằng thực lực. Hai người Tào Nam Thiên và Hồn Châu đi theo sau Trần Đức, giống như nằm mơ, cảm xúc vô cùng phức tạp. Đám người Ngô Thanh Phong, Vương Hoắc, Siêu Diệc Khả đều ngưỡng mộ đến phát khóc, rất muốn cùng đi ra theo anh. Nhưng đừng nói đi ra khỏi, ngay cả động đậy mà bọn họ cũng không thể động đậy. Thiên tự các sớm đã bị một màn ánh sáng bao trùm, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, trở thành một tiểu thế giới độc lập. Rất khó mớ được kết giới đó. Trần Đức không muốn phí sức, quay người nhìn sang bốn người đang trầm mặc dường như đang đợi anh bỏ đi. Này, ai thiết lập ra kết giới này hả? Làm phiền mở ra đi. Bạch Tiêu lạnh mặt, âm trầm đến sắp nhỏ ra nước. Trong bốn nước lớn, hắn ta đến nơi này đầu tiên, đương nhiên là hắn thiết lập ra kết giới. Nếu đối lại là bình thường, Trần Bát Hoàng đã chết không có chỗ chôn thân, nhưng bây giờ hân ta lại không thế ra tay, không những không thế ra tay, còn mong anh sớm cút đi, tránh gây ra thêm tranh chấp. Hắn ta lạnh mặt, giơ tay. Một luồng thần lực phủ lên ba người Trần Đức. Trần Đức có thể cảm nhận rõ ràng, anh và kết giới sinh ra một sự liên kết nào đó. Cảm ơn. Trần Đức nhếch miệng cười, sau đó quay người đi ra ngoài kết giới. Tất cả mọi người đều dõi theo bóng hình bỏ đi của bọn họ, không ai phát hiện tấm da người rơi dưới đất đột nhiên biến mất, âm thầm lặng lẽ, không có dấu hiệu. Lúc Trần Đức bước qua kết giới, không gian rõ ràng rung lên, nhưng cũng chỉ trong một tích tắc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cho đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất, mọi người mới quay đầu. Tấm da người đâu, bỗng nhiên Bạch Tiêu sững sờ. Sau đó vẻ mặt lạnh ngắt, lướt nhìn ba người Ưng Thanh Vũ, đạo nhất, Hy Đặc, trong ba người, ai đã lấy tấm da? Tôi cũng muốn hỏi các anh, Hy Đặc trượt người nhảy từ trên cự thú, đáp xuống vị trí tấm da người ban đầu, cả mặt đất đều rung lên, ai lấy mất thì giao ra đây, da của bát thần, không ai được độc hưởng một mình. Tôi không lấy, đạo nhất lắc đầu. Ba người cùng nhìn sang Ưng Thanh. Vũ, tôi cách tấm da người xa nhất, ba người các anh ở đây. Tôi có thể âm thầm lấy nó đi không? Lần này, Ưng Thanh Vũ cũng không thể không giải thích, chuyện này rất quan trọng, không thể qua loa, nếu không rất có khả năng dẫn đến một trận đại chiến. Không ai nghi ngờ Trần Đức. Cho dù anh hơi cố quái,
bốn người Bạch Tiêu cũng tuyệt đối không tin anh có thể lặng lẽ lấy tấm ra người. Còn hai người Tào Nam Thiên, Hồn Châu, bọn họ càng không thể, bọn họ động đậy cũng không động đậy nổi, thì còn có thể lấy đồ trước mắt bốn người đó không, nằm mơ. Ha ha, chắc chắn là một trong ba người, Bạch Tiêu cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, hắn ta vốn dồn nén ấm ức, lúc này hoàn toàn trở mặt, bành trướng cơ thể, thi triển thân pháp, cao lên mấy trăm mét, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm ba người Đạo Nhất, Hy Đặc, Ưng Thanh Vũ, từng đường vân trên nửa thân trên tỏa hào quang, chậm chậm đi về phía họ, hắn ta thực sự đã sẵn sàng chiến đấu. Bạch Tiêu, tôi lại cảm thấy là anh lấy, hai cánh tay Hy Đặc hiện ra hào quang, ý chí chiến đấu ngút trời, vô cùng bá đạo, trong bốn người chúng ta, anh gần với tấm da nhất, chỉ có anh có khả năng nhất. Hai người, bất giận, chúng ta không đến đây để tranh đấu, tuy Đạo Nhất nói vậy, nhưng quanh người lấp lánh các vòng đạo văn, sẵn sàng tư thế phòng ngự, tôi đã thăm dò được, trong quan tài còn có bảo vật, một tấm da người thôi, không cần thiết. Đạo Nhất còn chưa nói hết, hai người Bạch Tẻo, Hy Đặc cùng ra tay. Hôm nay Bạch Tẻo vốn đã đầy một bụng oán khí, Hy Đặc cũng chẳng tốt hơn là bao, vốn muốn chiến đấu với thi thế bát thần, nhưng một tấm da người khiến hắn ta sợ hãi, chiến ý trong lòng không có chỗ nào phát ra, lúc này lại nghi ngờ Bạch Tiêu vừa ăn cướp vừa la làng, đương nhiên hắn ta không thể nhịn được. Trên thực tế, cũng đúng là Hy Đặc ra tay trước. Trong tích tắc, cả khu vực long trời lở đất, trời và đất khuấy đảo, một quyền của Hy Đặc khiến trời đất cũng trở nên méo mó, rung lắc lên theo nắm đấm của hắn ta. Bạch Tiêu cũng không yếu, lúc giơ tay, từng đường thần mang chấn rung xuyên ra, miệng ngâm kinh văn cổ xưa, vang khắp trời đất, đối đầu với Hy Đặc. Trận giao chiến của hai người rất khủng bố, chỉ với sóng dư âm đã hủy diệt cả Thiên Tự Các, tòa nhà sang trọng xa hoa lập tức biến thành đống đổ nát, bốn bức tượng của quảng trường cổ nguyên cũng hoàn toàn biến thành đá vụn văng khắp nơi, rồi hóa thành cho bụi, không sót lại gì. Đám người Ngọ Thanh Phong, Vương Hoắc chết tại chỗ dưới sức ép như vậy. Không có chút bất ngờ. Cùng với bụi đá mù trời, cơ thể và cả thần thức cùng tan thành cho bụi, hóa thành bùn máu, hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Cả quảng trường, duy chỉ còn lại cỗ quan tài đó là lành lặn, không tổn hại, trong sóng to gió lớn, nó giống như cây kim chấn biến, nằm yên một chỗ, mặc cho năng lượng luồng lực điên cuồng nối lén, cũng không thể ảnh hưởng đến nó một chút nào. Một chiếc lòng vũ bị Hy Đặc nhổ thắng ra bay bay rơi xuống đất, giống như lưỡi đao sắc bén cắm vào mặt đất sâu trăm mét. Hy Đặc không chỉ là kẻ cuồng chiến đấu, mà còn rất mạnh, khí huyết toàn thân sôi sục, mỗi hành động đều mang theo sức mạnh, không dùng đến vũ khí, chiến đấu với Bạch Tiêu bằng tay không. So sánh ra, Bạch Tẻo chiến đấu như phim điện ảnh hoa lệ, hào quang tỏa ra, từng đường đại đạo như dây thừng thô to như miệng bát khuấy đảo. Dừng lại hết đi, còn chiến tiếp, kết giới sẽ rách đây, kết giới mà rách, cả thành Bồng Lai đều hóa thành dung nham đấy. Đạo Nhất bay lẻn, muốn khuyên ngăn, nhưng Hy Đặc lại vung một nắm đấm lên mặt của hắn ta, đánh hắn ta bay xa mà không hề có báo trước. Thật quá đáng. Đạo Nhất tối sầm mặt, lấy ra bàn bát quái, hào quang tỏa ra, đặt ngang giữa hai người, trực tiếp tấn công cả hai người, đồng thời, hắn ta lợi dụng di chuyển vị trí, khiến một đạo thần hoa của Bạch Tiêu chém về phía Ưng Thanh Vũ, kéo Ưng Thanh Vũ vào trận chiến. Bên ngoài kết giới, hoàn toàn không cảm nhận được sự hỗn loạn trong Thiên Tự Các, tất cả trông có vẻ yên bình, tốt đẹp, không có dấu hiệu chiến loạn, nhưng Trần Đức đứng ở ngoài cửa, ngẩn người, hồi lão vần chưa định thần. Bởi vì lúc này trong thần thức của anh có thêm một thứ. Ra người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.